Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 96. Vâng. Ninh Khả Vân lên tiếng, vung tay lên, một đầu lụa đỏ bay múa quanh thân, khí chàng mạnh mẽ thoáng cái bước lui đám đông chung quanh. Lý Vân Tiêu nói, giáo huấn bọn hắn một chút là được, không cần đả thương người, chúng ta vốn chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không phải để khi phụ người đâu. Ninh Khả Vân nói, như Vân Thiếu nói, hồng lăng trong tay nàng mở ra, lập tức lăng ảnh đầy trời, một phương trận pháp hiển hiện. Tất cả mọi người hoảng hốt, lập tức cảm thấy một cổ khó lực lượng khó có thể kháng cự, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người đã mất đi chi giác, nguyên một đám té trên mặt đất. À, cái này! Đám người đứng ngoài xem đều triệt để ngốc trệ, bọn hắn cũng không có thấy rõ động tác Ninh Khả Vân, như thế nào mười mấy tên cường giả đã trực tiếp ngất đi rồi. Trong đó còn có hai gã là cường giả võ đế trung giai A. Trong lòng Tống Quang Lộc bộp thoáng một phát, biết rõ đã đá phải tấm sắt rồi, hắn hoảng sợ thất thanh nói. Vân Tiêu công tử. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi, phẫn nộ quát. Làm càn, ở trước mặt bổn công tử cũng dám dương oai, các ngươi có biết thành chủ thành Hồng Nguyệt hiện giờ có quan hệ thế nào với ta không? Thông minh thì thúc thủ chịu trói đi. Ninh Khả Vân nói. Vân Thiếu, người này xử lý như thế nào đây? Lý Vân Tiêu nói. Để ta đến đi. Thân ảnh hắn lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, hoàn toàn là thuấn di. A, à, Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, kinh sợ nói. Ngươi dám động ta. Lý Vân Tiêu hắc hắc nói. Ngươi ngược lại là nói xem thành chủ thành Hồng Nguyệt hiện giờ có quan hệ thế nào với ngươi thế. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Thành chủ hiện giờ sở dĩ là La Thanh Vân, hoàn toàn là xuất tự ý của ta. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi còn không tin, mấy ngày trước sau khi ta giết phụ tử Đường Khánh liền đến Thánh Vực nói với Công Dương Chính Kỳ việc này, cho rằng thành Hồng Nguyệt không thể một ngày vô chủ, Công Dương Chính Kỳ để cho ta. Ba, hắn còn chưa nói xong, Lý Vân Tiêu đã không muốn nghe nữa, tát tới một bạt tai, trực tiếp tát hắn lăn trên đất. À, không chỉ có Lý Vân Tiêu, tất cả mọi người thoáng một cái đều ngốc trệ. Ngươi dám động ta. Lý Vân Tiêu giận dữ hét. Ta sẽ khiến ngươi. Ba. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, liền rơi vào bên cạnh hắn, không nói hai lời đã bạt tai, tay phải giơ lên đánh xuống, tốc độ cực nhanh, lưu lại trên không trung vô số tàn ảnh. Từ xa nhìn lại, giống như đại bi thiên diệp thủ, không ngừng tát lên mặt Lý Vân Tiêu kia, ba vang vọng toàn bộ trang viên. Còn rất có tiết tấu đấy. Huyền Hoa kinh ngạc một tiếng, theo tiết tấu kia khẽ cười lấy. Tất cả mọi người triệt để choáng váng, đặc biệt là người Tống gia, Tống Quang và hai người con gái đều há to mồm, hoàn toàn ngốc trệ. Kỳ thật thực lực bản thân Lý Vân Tiêu cũng không tệ, hơn nữa bịa đặt lung tung, nói cái gì cũng dám nói, bởi vậy mới có thể nhiều lần lừa gạt, nhưng đáng tiếc so với Lý Vân Tiêu thực vẫn chênh lệch quá xa. Ba, thanh âm không ngừng, trọn vẹn nửa nén hương thời gian sau, Lý Vân Tiêu tựa hồ đã đánh mệt, lúc này mới dừng tay lại, hoạt động cổ tay và các đốt ngón tay. Đầu Lý Vân Tiêu kia đã triệt để biến thành đầu heo, tràn đầy màu đỏ tím, ngũ quan đều không còn, hoàn toàn thay đổi, trong miệng tràn đầy máu tươi và răng, không ngừng phát ra thanh âm ô ô ô. Liên Trường cũng ngốc trệ, ngạc nhiên nói. Vân Tiêu công tử đi đâu rồi? Đầu heo này là ai thế? Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai Lý Vân Tiêu, nói. Nào, trước tiên nuốt răng vào, lại nói cho mọi người biết ngươi là ai đi. Trong miệng Lý Vân Tiêu phát ra thanh âm ô ô ô, cừu hận nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, thanh âm mơ hồ không rõ đứt quãng truyền ra, nói. Ngươi dám đánh ta, hảo hữu ta sẽ rất nhanh tới giết cả nhà ngươi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, đầu heo này cũng có chút cốt khí, bị đánh thành ra như vậy còn có thể nói chuyện phiếm. Hảo hữu ngươi là, Lý Vân Tiêu đứt quãng nói. Hảo hữu ta có vô số, hai đại thánh địa, bảy đại tông môn, còn có Ngạo Trường Không, Trác Thanh Phàm, Lăng Bạch Y, Diêu Kim Lương, Huyền Hoa, Công Tử Ngọc. Ba, Lý Vân Tiêu một tát tát hắn bay trên đất, trực tiếp nhảy dựng lên dùng chân dẫm xuống, mỗi một cước đều trực tiếp dẫm vào mặt. Phanh, 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 chi. Mọi người đều hít một hơi lạnh, che mặt không dám nhìn nữa, cái này cũng quá tàn bạo rồi.
đầu Lý Vân Tiêu kia đã hoàn toàn bị dẫm vào mặt đất, toàn bộ nửa người trên đều lún vào. Lý Vân Tiêu dẫm một lúc này mới dừng lại ra, nói. May mắn ta mang chính là giày đi mưa, dẫm không trượt chân. Mọi người tất cả đều run rẩy, trên mặt tuôn ra mồ hôi, sắc mặt đều tái nhợt. Sắc mặt Tống Quang càng khó coi, dường như đã ý thức được thân phận của Lý Vân Tiêu. Phanh! Lý Vân Tiêu một cước giẫm bên người Lý Vân Tiêu, chấn hắn lên, năm ngón tay mở ra, trực tiếp nhiếp trên không trung, nói. Hiện giờ hảo hảo nói cho mọi người biết ngươi là ai đi. Toàn bộ mặt Lý Vân Tiêu một mảnh huyết nhục mơ hồ, chỗ miệng là một cái khẩu động, kít. Tê, tê vài tiếng, mới nói. Ta sai rồi, ta là giả mạo. À, cả viên đều sợ hãi, tuy rằng tất cả mọi người đoán được. Nhưng hắn chính miệng nói ra vẫn khiến mọi người giật mình không nhỏ, tất cả mọi người vụng trộm nhìn Tống Quang, gương mặt Tống Quang giờ đã tím như gan heo rồi. A, à, tỷ muội Tống gia cũng kêu thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Tống Quang cắn răng nói, mang hai vị tiểu thư xuống dưới. Lập tức có hạ nhân đỡ hai tỷ muội ra khỏi viên. Lý Vân Tiêu nói, ngươi tên là gì, giới thiệu bản thân đi. Lý Vân Tiêu đứt quãng nghẹn ngào nói. Ngô Đại Thành. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi biết ta thống hận nhất ngươi cái gì không? Ngươi giả mạo Lý Vân Tiêu giết người phóng hỏa cướp bóc ta cũng sẽ không tức giận. Ngươi hết lần này tới lần khác giả mạo hắn đi lừa gạt. Ta thật muốn chém chết ngươi đây có biết không? Ô ô ô, ta sai rồi, tha mạng a. Ngô Đại Thành nức nở nghẹn ngào, mặt mũi đầy máu, còn không ngừng có bọt máu xuất hiện, nhìn qua khủng bố dị thường. Lý Vân Tiêu nói, được rồi, giết ngươi bẩn tay ta. Hắn phủi tay, nói, thành chủ đại nhân, ngươi xem rồi xử lý đi, không cần cảm ơn ta, ta gọi Lôi Phong. Gương mặt Tống Quang đã chảy ra nước rồi, lạnh giọng nói. Lôi tên Lý Vân Tiêu giả mạo này xuống dưới, đợi ta suy nghĩ thật kỹ xử trí như thế nào hắn, nhất định sẽ không giết hắn đơn giản vậy đâu. Mấy tên võ giả Tống gia lập tức tiến lên kéo Ngô Đại Thành kia xuống. Mọi người nhìn qua máu tươi đầy đát, còn có một đám võ giả lăn lóc, đều thổn thức không thôi, tràng cảnh hiện giờ cùng tiệc cưới phi thường náo nhiệt lúc trước tạo thành đối lập cực lớn, khiến người cảm giác cuộc sống thật vô thường. Tống Quang ôm quyền nói, mấy vị rốt cuộc có thân phận như thế nào, có thể nói rõ không, cũng tiện cho tại hạ tỏ lòng cảm kích. Nếu không có chư vị kịp thời ra tay trượng nghĩa thì tiểu nữ sợ rằng phải hổ thẹn cả đời rồi. Lý Vân Tiêu khoát tay áo, nói. Không cần, chúng ta cũng chỉ là thuận tiện xem náo nhiệt thôi. Hắn nói với Cẩn Huyên. Cẩn Huyên, ta đang muốn mượn một ít lực lượng của ngươi. Cẩn Huyên gật đầu nói. Tùy thời đều nguyện ý cống hiến sức lực cho Vân Thiếu. Nhìn ra được nàng thiệt tình nguyện ý, hơn nữa bộ dáng tràn đầy vui mừng, tựa hồ như vì mình có thể cống hiến sức lực mà cảm thấy vui vẻ vậy. Một màn này rơi vào trong mắt Liên Trường, gương mặt cực kỳ âm trầm. Nhưng lúc này hắn căn bản không dám lên tiếng, chỉ có thể lộ ra vẻ âm độc, nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm lấy, thỉnh thoảng hiện lên vẻ oán độc. La Thiên chân thành nói, hy vọng người hấp thụ giáo huấn hôm nay, làm người làm việc không nên quá mức cản rỡ, thực lực của mình tài cao là bổn sự. Nhà của ngươi thế lực mạnh, sư phụ của ngươi lợi hại, đây không phải là bản lãnh của ngươi, chỉ có thể khiến càng nhiều người xem thường ngươi hơn thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn nói xong, nhân tiện nói, Vân Thiếu các ngươi đi trước, ta theo Nguyên Lương Đại Sư đi xem công hội một chút. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn muốn lực lượng công hội giúp mình, liền cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, liền dẫn mọi người rời đi với Cẩn Huyên. Liên Trường đâu có nghe lọt, chỉ cảm thấy đối phương là đang trào phúng mình, giống như từng đao cắt lấy thịt mình vậy, đau nhức thấu tim, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, vẻ oán hận kia càng tăng thêm gấp trăm lần. Tâm tình kế chính nước hiện giờ giống như ngồi trên xe cáp treo vậy, vừa rồi thật sự đã bị sợ tráng váng, hiện giờ trong đầu trống rỗng, đi theo mọi người rời đi. Người còn lại trong viên cũng nguyên một đám ngốc trệ, đối với biến hóa đầy hí kịch hôm nay cũng có chút không kịp phản ứng. Sắc mặt Tống Quang càng âm trầm bất định, nhưng đa số là lửa giận ngút trời, sắc mặt Yến Tinh Hỏa cũng trở nên ngưng trọng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, những người tinh nguyệt trai này tựa hồ cực kỳ không đơn giản. Người còn lại cũng đều có tâm tư, rất nhanh yến hội cũng tan rã trong không khí không vui. Thương hội Tử Vân ở thành Vĩnh Tương còn quản lý sinh ý của Thương hội Thiên Nguyên cho nên sản nghiệp thật lớn,
cơ hồ là thương hội long thủ. Cái gì, các ngươi muốn tìm hành tung Nguyệt Đồng kia sao? Trong phòng tiếp khách thương hội Tử Vân, sau khi Lý Vân Tiêu nói rõ ý đồ đến thì Cẩn Huyên thoáng cái kinh hãi nói. Nguyệt Đồng kia ta cũng có nghe qua, gần đây dường như náo rất hung, ngay cả thánh vực cũng đã bị thiệt thòi không ít, Vân Thiếu ngươi ngàn vạn đừng đi. Lý Vân Tiêu đại hỉ nói. Ngươi quả nhiên có tin tức, thỉnh nhất định phải giúp ta hỏi thăm đấy. Tử Huyên mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu, Du Du nói. Nếu là chuyện khác, Cẩn Huyên tất nhiên dùng hết toàn lực, nhưng việc này quá mức nguy hiểm, ta không hy vọng Vân Thiếu dính vào việc nguy hiểm này. Lý Vân Tiêu nói. Nhân sinh trên đời, rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn tránh là có thể tránh được, hiện giờ ta tích cực chủ động, chung quy tốt hơn bị động chờ đợi nhiều. Huống hồ ta là người thế nào ngươi cũng hiểu rõ, chuyện không có nắm chắc 10 phần ta sẽ không làm đâu. Cẩn Huyên nói. Thế nhưng mà Nguyệt Đồng kia. Lý Vân Tiêu nói. Không có nhưng nhị gì hết, lần này ngươi phải giúp ta. Trong mắt của hắn một mảnh kiên quyết, có loại khí chất khiến người phải tin phục. Cẩn Huyên tuy rằng cảm thấy rất khó xử, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng hắn, nói. Mặc dù như thế, nhưng ta hy vọng Vân Thiếu có thể cân nhắc cho an nguy của mình, dù sao Linh Nhi muội muội còn đang chờ ngươi đấy. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, nói. Ta đã lâu không có tin tức Linh Nhi, ngươi có biết gì về tình hình của nàng không? Cẩn Huyên trầm ngâm một hồi, ánh mắt đảo qua những người còn lại, tựa hồ có vẻ hiềm nghi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, cũng không tiện truy vấn, nhân tiện nói. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị bằng hữu của ta, vị này chính là Huyền Hoa. Huyền Hoa híp mắt, chậc chậc khen. Tiểu tử ngươi đi tới chỗ nào cũng có nữ hài tử ưa thích, thật sự là công địch của nam nhân khắp thiên hạ a. Cẩn Huyên trên mặt ửng đỏ, gật đầu nói. Bái kiến Huyền Hoa tiên sinh, danh tự rất tốt, rất giống với Ngân Nguyệt Võ Đế. Lý Vân Tiêu cười mà không nói, tiếp tục giới thiệu nói. Vị này chính là Liễu Phỉ Yên. Liễu Phỉ Yên gật đầu nhẹ nhàng cười cười, xem như chào hỏi rồi. Cẩn Huyên sững sờ, kinh ngạc nói. Liễu Phỉ Yên, Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên. Nàng cười khổ một tiếng, nói. Danh tự Phỉ Yên tỷ tỷ cũng như vị Huyền Hoa tiên sinh này, đều rất có khí chàng đấy. Liễu Phỉ Yên cũng cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lý Vân Tiêu nói, vị này chính là Ninh Khả Vi đại nhân, vị này chính là nữ nhi của hắn Ninh Khả Vân. Cẩn Huyên, nàng thấy phụ tử Ninh Khả Vi gật đầu chào hỏi với mình, trong lòng không khỏi đột nhiên run lên, trên người chẳng biết tại sao bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Vân Thiếu, tên những người bạn này vì sao giống các đại nhân vật thế? Có sao? Lý Vân Tiêu nháy mắt nói, vị này mặt không biểu tình, lớn lên tương đối xấu này gọi là Khâu Mục Kiệt. Vị đi thuật luyện sư công hội kia gọi là La Thiên. Hắn cuối cùng chỉ vào tam lão trong góc, nói. Ba vị này ta cũng không biết danh hào, chỉ là người xưng là Hồng Hoàng Lam tam lão. Cẩn Huyên. Nàng triệt để mộng rồi, ngốc trệ nguyên tại chỗ, kinh ngạc nói. Những người bạn này, thật sự, thật là, những, đại nhân vật, kia sao? Huyền Hoa cười to nói. Đại nhân vật nào? Đều là đi theo lăn lộn thôi. Cẩn Huyên sợ hãi nói. Ngươi, ngài thật là Ngân Nguyệt Võ Đế Huyền Hoa đại nhân sao? Những cái tên Lý Vân Tiêu vừa nói, tùy tiện một cái đều đủ để chấn động thiên hạ, hiện giờ toàn bộ hội tụ ở trong nhà nàng uống trà, loại chuyện nào bảo sao nàng có thể tin tưởng được. Ha ha, hư danh mà thôi, cần gì tiếc nuối. Huyền Hoa thoáng khiêm tốn, nhưng nhìn vẻ mặt kia, hiển nhiên là cực kỳ đắc ý. A, à, Cẩn Huyên thoáng cái bị sợ tráng váng, chỉ cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn, thở nói. Vậy ngài chính là Hồng Liên Võ Đế Liễu Phỉ Yên đại nhân, thành chủ thành Hồng Nguyệt đời trước Ninh Khả Vi đại nhân, trưởng lão thần tiêu cung Ninh Khả Vân đại nhân, Khâu Mục Kiệt đại nhân được xưng là phong tử thuật luyện sư, cùng với tam lão thành Hồng Nguyệt danh chấn thiên hạ sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Đúng là những người này, không cần ngạc nhiên vậy đâu. Cẩn Huyên chỉ cảm thấy trong đầu có chút mê muội, lảo đảo vài bước, mới vội vàng nghiêm mặt bái xuống, cung kính nói. Cẩn Huyên không biết là chư vị đại nhân giá lâm, có chỗ tiếp đón không được chu đáo mong được tha thứ. Ninh Khả Vi cười nói. Cẩn Huyên hội trưởng không cần đa lễ, vừa rồi Huyền Hoa đại nhân nói không sai,
chúng ta cũng chỉ là đi theo Vân Thiếu lăn lộn mà thôi. Đi theo Vân Thiếu lăn lộn mà thôi. Cẩn Huyên thì thào nói mấy lần, một đôi mắt bất lực nhìn qua Lý Vân Tiêu, tràn đầy vẻ u oán, thật giống như đang nói, hiện giờ đến cùng đã lăn lộn đến trình độ nào a? Lý Vân Tiêu cười nói. Đừng nghe bọn họ nói chuyện phiếm, có mọi người hỗ trợ, hiện giờ ngươi sẽ không cảm thấy ta đối phó Nguyệt Đồng rất nguy hiểm nữa chứ. Cẩn Huyên dốc sức liều mạng nhẹ gật đầu, nói. Những đại nhân này chỉ cần có một hai vị, cũng đủ để đối phó Nguyệt Đồng, hiện giờ đều ở bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm. Vậy ta liền phái người đi nghe ngóng tin tức Nguyệt Đồng, có tin sẽ lập tức nói cho ngươi biết ngay. Lý Vân Tiêu nói. Khổ cực rồi. Cẩn Huyên rất nhanh quét dọn gian phòng cho mọi người, an trí chu đáo, hơn nữa hạ lệnh đãi ngộ với quy cách khách quý cao nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu của tất cả mọi người. Mọi người cũng đơn giản, chỉ là muốn một mật thất tu luyện, sau đó toàn bộ đều bế quan, căn bản chân không bước ra khỏi nhà. Lý Vân Tiêu sau đó hỏi chuyện về Cực Thiên Băng Tinh và Vĩnh Hằng Chi Mộc, Cẩn Huyên cũng không có đầu mối, đáp ứng sẽ bảo người đi điều tra. Trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu vươn tay ra, một đạo hào quang bạch mông mông hiển hiện trong lòng bàn tay, hóa ra mảnh vỡ thái hư đạo quả. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ đạo quả kia một hồi, ánh mắt lộ ra thần sắc ấm áp. Phi Nghê giờ phút này vẫn còn trong ngủ say, thời gian ngủ say lần này tựa hồ thập phần lâu, Lý Vân Tiêu có thể cảm nhận được sinh cơ bên trong ngọn lửa kia vẫn bừng bừng, còn có lực lượng không ngừng chậm chạp tăng lên, bởi vậy cũng không lo lắng nữa. Tuy rằng giờ phút này cũng không phải thời cơ tốt nhất để phục dụng mảnh vỡ đạo quả này, nhưng ta đã dùng nhiều loại phương pháp, cũng không thể bảo trụ quả vị sói mòn, cứ tiếp tục như vậy thì mảnh vỡ đạo quả này sợ rằng sẽ phế mất. Lý Vân Tiêu có chút cảm khái một chút, mảnh vỡ đạo quả này nếu chờ đến khi hắn đạt võ đế cửu tinh đỉnh phong, hoặc là siêu phàm nhập thánh dùng mới có hiệu quả tốt nhất, đáng tiếc không thể đợi lâu vậy nữa rồi. Hắn trầm tư thoáng một phát, liền không hề do dự. Trực tiếp để mảnh vỡ đạo quả kia vào miệng nuốt vào, cả người ngồi xếp bằng trong hư không, bắt đầu cảm ngộ lấy. Giờ phút này, hào khí trong toàn bộ thành Vĩnh Tương bắt đầu trở nên có chút bất thường. Tống gia náo loạn một cái thiên đại tiếu thoại, trở thành trò cười cho toàn thành, nhưng toàn thành đều là võ giả mặc áo giáp dò xét, phàm nghe thấy có người đàm tiếu đều sẽ bắt hết không tha, tựa hồ tiến nhập trạng thái cao áp. Mà tất cả thế lực lớn cũng đều chú ý cẩn thận. Nghiêm cấm công khai và lén thảo luận việc này, để tránh không cẩn thận truyền ra ngoài trở thành cái gai trong mắt Tống gia. Cẩn Huyên cũng bắt đầu công việc lu bù, thông qua các loại quan hệ đi điều tra hạ lạc của Nguyệt Đồng, may mắn chuyện Nguyệt Đồng tựa hồ ngày càng nhiều người chú ý, các loại tin tức không ngừng bay tới thành Vĩnh Tương như tuyết rơi. Dưới hào khí nghiêm nghị này, Yến Tinh Hỏa cũng đứng ngồi không yên, nghe ngóng thế nào cũng không biết được thân phận những võ giả tinh nguyệt trai kia. Hắn chỉ biết là công hội thuật luyện sư phi thường thân thiết với những người kia, thường xuyên có thể nhìn thấy Nguyên Lương đại sư chạy tới thương hội Tử Vân, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải điểm tốt gì. Thời gian bất giác trôi qua, hơn 10 ngày sau, trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn trên hư không, một tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng có ma ha cổ tự lóe ra bên người, vừa ẩn mà không có. Ở phía sau hắn chậm rãi hiển hiện một đồng ảnh. Chậm rãi mở ra huyết sắc đồng nhãn, có vô số phù văn và câu ngọc lập lòe ở giữa, nháy mắt tản mát ra thất thải quang mang. Lý Vân Tiêu chậm rãi giơ tay lên, một đạo kim quang chớp động nơi ngón tay, oanh một tiếng run rẩy, như kết giới tản ra vậy. Quyết ấn hắn biến đổi, trong kết giới kia dâng lên một mảnh sáng bóng, hóa ra vô số phù văn màu vàng bay lên, đều dũng mãnh tràn vào trong con mắt kia. Trong chốc lát, toàn bộ đồng quang đều biến đổi. Thất thải chi sắc lập tức hóa thành một mảnh kim quang, đồng tử chậm rãi co rút lại, bên trong chớp động lên vô số ấn ký cổ quái. Nhãn quang kia xoay chuyển, ngóng nhìn tới phía trước, lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, tựa hồ toàn bộ thiên võ đại địa đều bị thu vào đáy mắt hắn. Lý Vân Tiêu trong lòng hơi kinh, loại cảm giác này giống như là thiên lý nhãn vậy, ánh mắt xuyên thấu giới thần bi, không ngờ phi tốc chuyển rời tới trong thiên võ giới. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm giác như mình phảng phất đã không tồn tại, chỉ là một đạo nhãn quang mà thôi, không có bất kỳ tư duy, cứ như vậy bay vút trên trời cao, tùy ý quan sát núi sông tráng lệ. Đầu tiên rơi vào ánh mắt chính là phủ thành chủ thành Vĩnh Tương phủ, người bên trong thần thái vội vội vàng vàng, mỗi người đều cúi đầu, tựa hồ không khí có chút áp lực. Trong một phòng nhỏ ở bên cạnh, truyền đến tiếng đánh chửi và kêu thảm thiết thê lương.
Lý Vân Tiêu không khỏi có chút kỳ quái, mình rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy, căn bản không cách nào nghe được thanh âm, vì sao lại cảm thấy có kêu thảm thiết. Tâm niệm hắn vừa động, cảnh tượng trong phòng đã lập tức rõ ràng. Chỉ thấy trong tay Tống Bích cầm một cây roi ra, đang không ngừng quật lấy nha hoàn, toàn thân nha hoàn đều là vết thương nhìn thấy mà giật mình, máu đầy đất, cuộn mình trong góc run rẩy lấy, cơ hồ hấp hối. Vừa rồi ở ngoài phòng còn có thể nghe thấy tiếng đánh chửi và kêu thảm thiết, vừa vào trong phòng đã lập tức không còn thanh âm nữa, chỉ có cảnh tượng trước mắt. Tống Bích tay cầm roi, gương mặt cực kỳ dữ tợn, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng, tựa hồ hạ quyết tâm muốn đánh chết nha hoàn kia. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, ánh mắt lập tức rời đi, cảnh tượng cả phủ thành chủ đều khắc sâu vào tầm mắt. Tống Quang đi qua đi lại trong sân, sau đó đi vào một tòa địa lao, Ngô Đại Thành cả người bị ngâm mình trong nước thuốc nào đó, thân hình không ngừng run rẩy lấy, lộ ra thống khổ dị thường. Ánh mắt của hắn lần nữa rời về trước, thoáng cái đã ra khỏi thành Vĩnh Tương, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ ngay lập tức vạn giảm. Không ít thành chỉ trực tiếp xẹt qua trước mắt hắn. Nơi ánh mắt nhìn thấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Trong lòng Lý Vân Tiêu dâng lên kinh ngạc, chỉ cảm thấy tầm mắt của mình tựa hồ như bị thứ gì đó hấp dẫn, đang dùng một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng tiến lên. Cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu vạn dặm núi sông, đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi. Chỉ thấy bên trong một tòa sơn mạch, xuất hiện mấy đạo khe rãnh cự đại, ở bốn phía khe rãnh cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh tàn bại. Mà trái ngược với vẻ rách nát kia chính là linh khí cường đại không ngừng tràn ra, bay thẳng đến chân trời, đúng là cảnh tượng trong linh sơn địa mạch đứt gãy, linh khí tiết ra ngoài, như hồi quang phản chiếu của người, tỏa ra hào quang cả đời vào thời khắc cuối cùng nhất vậy. Tình cảnh này giống như vừa trải qua một trận chiến kinh thiên nào đó, đánh đến long trời lở đất, sơn thể sụp đổ. Trong linh khí đầy trời, tựa hồ quả thật có bóng người chớp động. Ánh mắt Lý Vân Tiêu không khỏi hơi co lại. Ánh mắt của hắn một đường tới đều có thể xuyên thấu tất cả, thu vạn vật vào đáy mắt, giờ phút này chẳng biết tại sao lại không thể nhìn thấu sương mù kia. Đột nhiên một đạo thân ảnh run rẩy tập tễnh đi trong linh khí đầy trời kia, người nọ cũng không phải là không đi được, mà là thương thế quá nặng, bởi vậy nên mới lảo đảo như thế. Trong lòng Lý Vân Tiêu có chút lo lắng, giờ phút này mọi thứ mới dần trở nên rõ ràng, dưới chân bóng người tập tễnh kia tràn đầy thi thể, hơn nữa quần áo và trang sức thuần một sắc. Hẳn là xuất từ cùng một tông phái. Lòng hắn chấn động mãnh liệt, bởi vì tông môn này hắn cũng không xa lạ gì, đúng là Mộ Dung thế gia. Đạo thân ảnh tập tễnh kia cũng hiển hiện ra, hình dáng mơ hồ rõ ràng khiến Lý Vân Tiêu trong lòng giật mình, như sóng to gió lớn, bay thẳng đến chân trời. Ninh Khả Nguyệt, Lý Vân Tiêu hô to lên trong lòng, nhưng vô luận hắn gọi như thế nào, Ninh Khả Nguyệt đều hoàn toàn nghe không được, chỉ run rẩy đi qua từng bước một. Ồ! Đột nhiên một đạo thanh âm rõ ràng truyền vào hắn trong tai, khiến thân hình hắn lần nữa đại chấn, càng nhịn không được như run rẩy vậy. Thiên tư a! Lý Vân Tiêu cơ hồ nổi giận, quát ầm lên. Ngươi ở nơi nào, đi ra cho ta. Hắc hắc, quả nhiên là ngươi nha. Ở trước mặt Ninh Khả Nguyệt chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh nam tử hùng vĩ, ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hơi mỏng. Nơi khóe miệng còn có một vòng máu tươi, tự hồ bị tổn thương, nhưng giờ phút này hắn lại mỉm cười, hắc thanh nói. Ngươi đã tu luyện Nguyệt Đồng tới trình độ này rồi sao? Xem ra phế vật cũng có thể lợi dụng a. Ngươi ở nơi nào, mau nói cho ta biết ngươi ở nơi nào. Lý Vân Tiêu cuồng loạn gào thét, nghe được thanh âm kia, cùng khuôn mặt dần rõ ràng trong mắt, lửa giận của hắn liền không nhịn được phun trào lên, một màn ở địa lão thiên hoang không ngừng hiển hiện trong đầu. Ta biết rõ tên của ngươi, ngươi gọi là Lý Vân Tiêu a. Hắc hắc, cố gắng lên a, khoảng cách uy lực Nguyệt Đồng mở ra toàn bộ còn không ít đường phải đi đấy. Hy vọng lúc ta tìm được ngươi, ngươi có thể đạt tới kỳ vọng trong lòng ta a. Thiên Tư cười hắc hắc, khuôn mặt Mộ Dung Trúc dần dần xuất hiện ở trước mắt Lý Vân Tiêu, trên gương mặt trắng nõn kia không có bất kỳ huyết sắc, trong mắt lóe ra một mảnh nhãn quang sâu như biển lớn mênh mông, yêu dị dị thường. Vèo. Bỗng nhiên thiên địa biến ảo, toàn bộ thời không đều thay đổi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một đạo đau nhức kịch liệt, lập tức thoát khỏi trạng thái kia, ánh mắt thoáng cái về tới trong giới thần bi. Mặt của hắn cực kỳ âm trầm, thân hình vẫn còn đang run rẩy, lửa giận vô biên cháy trong thân thể hắn,
mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống khỏi má. Làm sao vậy? Vì sao người khác tu luyện đều là ngồi lặng lặng, an tường u tĩnh, tinh khiết như cao nhân? Mà ngươi mỗi lần tu luyện đều muốn chết muốn sống, không phải sắc mặt trắng bệch thì cũng là lộ ra gân xanh, lần này thân hình càng cự chiến, ta thấy ngươi đã ngồi ở đó run rẩy cả nửa ngày rồi, không sao chứ? Một giọng nói ru ru vang lên, thân thể Sa Vưu thoáng cái hiện ra trước mặt hắn. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh lửa giận và lăng lệ ác liệt, nhìn thoáng qua hắn, lúc này mới dần điều tiết lại cảm xúc của mình, thở hắt ra, nói. Ta không sao. Sa Vưu nhíu mày ra, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma, đang lo lắng có nên dẫm ngươi không, ai biết tự ngươi đã khôi phục lại rồi. Lý Vân Tiêu dần khôi phục bình tĩnh, nói. Ta vừa rồi nhìn thấy Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư. Đồng tử Sa Vưu co rụt lại, nói. Ngươi vừa rồi ngủ mớ sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu, cắn răng nói. Thật sự nhìn thấy, tựa hồ là tu luyện diệu pháp linh mục nên đã khiến lực lương nguyệt đồng triệt để thích phóng ra, trực tiếp xuyên thấu vạn dặm không gian. Sa Vưu cả kinh nói. Còn có loại chuyện này sao? Khó trách ngươi lại có chấn động cảm xúc lớn như vậy, nói như vậy ngươi đã tìm được chỗ Thiên Tư rồi sao? Lý Vân Tiêu nói. Chỉ biết là trong một mảnh sơn mạch, căn bản không cách nào định vị tọa độ cụ thể, hơn nữa thi thể đầy đất, tất cả đều là người Mộ Dung Thế Gia. Sa Vưu nói. Mộ Dung Thế Gia cũng xuất động, hừ, trừ phi bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, nếu không căn bản không thể nào là đối thủ của Thiên Tư và Quy Khư, chỉ có thuần túy là tìm chết thôi. Lý Vân Tiêu một hồi trầm mặc không nói, lúc này mới nhớ tới lời Thiên Tư nói lúc nãy. Lực lượng Nguyệt Đồng muốn mở ra toàn bộ có một đoạn đường phải đi nữa. Chẳng lẽ cực hạn của Nguyệt Đồng còn chưa được phá huy ra sao? Hắn một mực đều cho rằng đã sớm nắm vững Nguyệt Đồng, tình huống vừa rồi vốn nên là cảnh giới cao nhất xuất hiện sau khi tu luyện diệu pháp linh mục, hơn nữa do lĩnh ngộ thái hư đạo quả nên mới tiến vào trạng thái như thế, hiện giờ mặc cho hắn cố gắng thế nào đều không thể tái hiện nữa. Đừng nói ngay lập tức vạn giảm. Coi như là gian mật thất chỗ vị trí giới thần bi cũng không cách nào nhìn thấu. Sa Vưu thấy hắn đầu đầy mồ hôi, tựa hồ đang cố gắng gì đó, một bộ thất bại chán nản, lập tức an ủi. Mọi thứ không thể cưỡng cầu, hết sức là được. Hơn nữa tiểu tử ngươi thiên mệnh tại thân, sớm muộn sẽ gặp phải hắn thôi, sợ cái gì. Hiện giờ ngươi cần phải làm là không ngừng đề cao lực lượng của mình. Lý Vân Tiêu hít một tiếng, nhẹ gật đầu, nói. Ngươi đã luyện hóa được thiên địa vô pháp kiếm. Trong mắt Sa Vưu bắn ra một mảnh tinh mang, tràn đầy vẻ hưng phấn, nói. Đúng vậy. Hắn giương một tay lên, long cong một tiếng, một mảnh bóng kiếm hiển hiện trên bầu trời. Kiếm ảnh kia lộ ra màu xanh, như kết giới mở ra, trong khoảnh khắc đã bao phủ không gian trong vòng ngàn dặm. Mặc dù Lý Vân Tiêu là chủ nhân giới thần bi cũng bị cổ lực lượng này làm khiếp sợ, tựa hồ tùy thời run lên. Liền có thể phá vỡ giới lực mà đi vậy. Trong kết giới màu xanh kia, một đạo long ảnh không ngừng xoay quanh hiển hiện, đúng là hóa thân của thiên địa vô pháp kiếm. Trong mắt Sa Vưu chớp động tinh mang, nói. Nếu có thể đủ tìm về bốn chuôi chân long chi kiếm, hợp lại làm một, ta đây cũng có thể bằng vào kiếm này đột phá chướng ngại huyết mạch, thành tựu thập phương thần cảnh. Lý Vân Tiêu trực tiếp dội nước lã nói. Hừ, đừng nói bốn chuôi. Kiếp lượng vô thủy kiếm trong tay long thủ kia ngươi đã không cách nào lấy được, trừ phi ngươi có nắm chắc đánh bại thập phương chân linh thủy long đại nhân kia. Sa Vưu nhíu mày u sầu, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cười nói. Ha ha, ta không sợ, có tên sát tinh như ngươi bên cạnh, cho dù thủy long gặp được cũng phải chết. Chậc chậc, ta vốn tu luyện đến cổ trai bởi vậy mới tới tìm ngươi, xem có thể có một phen cơ duyên cầu đột phá hay không. Không nghĩ tới vừa thấy được ngươi liền nhận được chuôi thiên địa vô pháp kiếm này, ngươi quả nhiên là thiên mệnh chi nhân a, ta chỉ cần đi theo ngươi, sớm muộn cũng có thể tìm về tứ kiếm thôi. Lý Vân Tiêu một hồi im lặng, nói. Tốt, có ngươi ở bên người làm bảo tiêu, cũng rất phong cách. Hừ, Sa Vưu lạnh lùng nói. Ngươi còn muốn ta làm nô tài sao? Ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi mệnh huyền một đường, nếu không bổn tọa tuyệt sẽ không xuất thủ. Chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hắn nói xong liền lóe thân ảnh lên, biến mất trên bầu trời. Lý Vân Tiêu một hồi im lặng, lập tức phẫn nộ quát. Vậy ta cần ngươi làm gì chứ? Cút đi. Nhưng trời cao đã sớm không còn nhân ảnh, không ai trả lời hắn cả.
Lý Vân Tiêu dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ trạng thái trước kia, hẳn là một loại thần thông cực mạnh trong diệu pháp linh mục, mình trong lúc lĩnh ngộ đạo quả đột nhiên kích phát nguyệt đồng chi lực, trong lúc vô tình liền thi triển ra. Hiện giờ mắc cho hắn cố gắng như thế nào CNGX hoàn toàn không có kết quả. Cũng thế, chuyện tu luyện không cưỡng cầu được. Sắc mặt hắn trầm ngâm nói. Thiên tư hẳn là vừa đại chiến một hồi với Mộ Dung Thế Gia, nếu có thể thừa cơ truy kích, nhất định có thể một lần hành động giết chết hắn. Ý niệm tới đây, liền trực tiếp ra khỏi giới thần bi, đi tìm Cẩn Huyên. Bên ngoài thương hội Tử Vân, thỉnh thoảng có bóng người chớp động, hơn 10 đạo hào quang trước sau mà rơi. Người thương hội đột nhiên ngất lịm, vội vàng đi vào thông báo. Cẩn Huyên đang ở trong một tòa trong tiểu viện, trong tay nắm một quả ngọc giản, mặt ủ mày trao. Đột nhiên bên ngoài báo lại, nàng cả kinh vội vàng phi thân ra. Bên ngoài thương hội, một cổ khí tức cường đại đập vào mặt, đúng là mấy tên võ giả liên thủ, bố xuống một đạo kết giới, phong tỏa lấy toàn bộ thương hội vào trong. Sau khi nàng thấy rõ người tới, lập tức giận tím mặt, quát. Liên Trường, ngươi làm cái gì vậy? Trong hơn 10 đạo bóng người kia, người phía trước dĩ nhiên lại là Liên gia đại công tử Liên Trường, thấy Cẩn Huyên hiện thân, lập tức vẻ mặt lạnh lùng, nói. Cẩn Huyên, những người tinh nguyệt trai kia đâu? Bảo bọn hắn đi ra đi. Sắc mặt Cẩn Huyên biến hóa, mấy người bên người Liên Trường vẻ mặt đều trầm trọng, liếc nhìn lại nguyên lực chấn động, đều là cao thủ cả. Nàng cả giận nói. Ngày ấy tại tiệc cưới, may mắn bọn hắn hạ thủ lưu tình, cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi ngàn vạn không nên lấy ơn báo oán, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận được đâu. Ha ha, lấy ơn báo oán, ở trước mặt người toàn thành lại ẩu đả bản thiếu gia, vậy mà nói ta lấy ơn báo oán sao? Liên Trường giận dữ, quát với một người bên người. Tứ Thúc, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Tứ Thúc hắn liên thống gật đầu, nói. Quả nhiên có người không biết trời cao đất rộng. Ta ngược lại rất muốn biết, trên đời này có hậu quả gì mà Liên gia ta không thể thừa nhận nổi. Tinh Nguyệt trai có thể trong mấy năm ngắn ngủn từ yên lặng vô danh thoáng cái biến thành một trong 7 đại thương hội, trong đó tất nhiên có chỗ cực kỳ không đơn giản, chúng ta gọi bọn họ đi ra nói chuyện cho rõ ràng, cầu cái thị phi khúc chiết, công bình công chính là được, không nên dùng lực áp người. Một gã nam tử hồng bào không nhanh không chậm nói. Nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, thân sắc lạnh nhạt. Trên trường bào màu đỏ thêu đầy các đường vân, cực kỳ hoa lệ. Vâng, sư phó. Liên Trường vội khom người thụ giáo, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Liên Thống cười nói. Hoàng Dương đại sư ái đồ sốt ruột, nghe thấy Trường Nhi chịu thiệt liền lập tức chạy đến, nhưng vẫn không mất đi phong độ đại sư A. Hoàng Dương nói. Trên đời này mặc dù là cường giả vi tôn, nhưng cũng phải trực chỉ bản tâm, chúng ta làm việc không thể trái tâm mà làm. Càng không thể cậy thế ức hiếp người khác được. Hoàng Dương đại sư nói như vậy quả nhiên là cương trực công chính, từ bi vi hoài, khó trách có thể đạt được thành tựu khiến người phải ghé mắt trên thuật đạo, khiến thế nhân phải kính ngưỡng. Một gã lão giả áo xanh du du nói. Liên Trường, người phải nhớ cho kỹ lời Hoàng Dương đại sư dạy bảo. Liên Trường vội hỏi. Vâng, đồ nhi thời khắc ghi nhớ lời dạy bảo của hai vị sư tôn. Cái kia lão giả áo xanh đúng là sư tôn võ đạo của Liên Trường, Phó Nghi Xuân, hắn cũng là nghe nói Hoàng Dương tỏa nhập cửu giai thuật đạo nên cố ý chạy đến chúc, ai ngờ vừa vặn đụng phải chuyện Liên Trường. Cẩn Huyên cả kinh, vội vàng thở dài nói. Thì ra là Hoàng Dương đại sư và Nghi Xuân đại nhân, Cẩn Huyên bái kiến hai vị đại nhân. Nàng trong lòng thầm nhũ không thôi, không thể tưởng được tên nam tử hồng bào kia dĩ nhiên lại là đại thuật luyện sư cửu giai Hoàng Dương đang nổi danh gần đây tại Đông Vực. Hoàng Dương nói, không cần đa lễ, danh tiếng Cẩn Huyên hội trưởng ta cũng đã nghe qua từ lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là người tài ba. Cẩn Huyên vội hỏi, đại sư quá khen, mong rằng đại sư có thể bảo người Liên gia thối lui, miễn cho náo chuyện nó đến mức lớn khó có thể thu xếp. Khó có thể thu xếp, hừ, chuyện đã khó có thể thu xếp rồi. Liên Thống quát, toàn bộ Đông Vực, còn không người dám không cho Liên gia ta vài phần mặt mũi. Thương Minh các ngươi ngược lại thực là coi trời bằng vung rồi, trộm vạn hoa bách bảo lộ của cháu ta không nói, còn đả thương hắn, ngươi cảm thấy việc này có thể dễ dàng kết thúc sao? Cẩn Huyên cau mày nói. Việc này khó mà nói rõ ràng được, nhưng nếu đã phát sinh, mong rằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì hơn. À,
Ta ngược lại muốn biết Cẩn Huyên tiểu thư làm sao để chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có đây. Liên Trường lạnh lùng nói. Cẩn Huyên nói. Không bằng như vậy, Liên Trường công tử cứ nói giả điều kiện, thương hội Tử Vân ta bồi thường các ngươi, việc này cứ vậy bỏ qua, liền xem như chưa bao giờ xảy ra. Liên Trường lạnh giọng nói. Chỉ sợ điều kiện bản thiếu gia nói ra ngươi không đáp ứng. Cẩn Huyên cau mày nói. Chỉ cần không phải quá phận, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Nàng thật sự không muốn cãi nhau trở mặt với người Liên gia. Tuy rằng bọn người Lý Vân Tiêu có thể cường thế áp đảo bọn hắn nhất thời, nhưng mình là người thương hội, thiên thiên vạn vạn thủ hạ ở đông vực đi theo mình kiếm cơm ăn, đắc tội với địa đầu xà bực này thật sự là hành vi không khôn ngoan, thương nhân coi trọng chính là dĩ hòa vi quý. Liên Trường cười hắc hắc nói. Kỳ thật không quá phận, tuyệt không quá phận. Đối với Cẩn Huyên tiểu thư mà nói ngược lại là một chỗ tốt cực lớn. Chỉ cần Cẩn Huyên tiểu thư gả cho ta, bản thiếu gia coi như chưa xảy ra chuyện gì cả. Hắn thấy trên mặt Cẩn Huyên dần dần dâng lên lửa giận, vội nói. Tuy rằng ta đã có chính thê, nhưng chỉ cần ngươi về nhà chồng, ta lập tức bỏ nàng, lập ngươi làm chính. Bằng vào lực lượng Liên gia ta, tăng thêm quan hệ giữa thương hội Thiên Nguyên với các ngươi. Biến thương hội Tử Vân thành thương hội đệ nhất đại đông vực TT huyệt không phải mộng. Nói đến chính hắn cũng có chút kích động, trong mắt phát sáng lên. Cẩn Huyên nổi giận, cắn răng nói. Vô sỉ, các ngươi đều cút cho ta. Sắc mặt Liên Thống trầm xuống, lạnh giọng nói. Chửi Liên gia chúng ta cũng đã là trọng tội rồi, huống chi còn nhục mạ cả Hoàng Dương đại nhân và Phó Nghi Xuân đại nhân, tội không thể tha được. Sắc mặt Hoàng Dương và Phó Nghi Xuân cũng trầm xuống. Tựa hồ cũng lúng túng. Phó Nghi Xuân nói. Cẩn Huyên tiểu thư, đồ nhi ta chẳng lẽ không xứng với ngươi? Cẩn Huyên nghiêm mặt nói. Đây không phải là vấn đề xứng đôi hay không xứng đôi, chỉ là ta không có nửa phần hảo cảm đối với Liên Trường công tử, chuyện hôn nhân há có thể miễn cưỡng. Phó Nghi Xuân nói. Lứa tuổi chúng ta, hôn nhân há có thể do chính mình làm chủ. Cẩn Huyên hội trưởng coi như là nữ trung hào kiệt. Có lẽ minh bạch rất nhiều đạo lý. Kết minh lợi ích mới chính là mục đích của hôn nhân. Cẩn Huyên nhíu mày nhíu một cái, lạnh lùng nói. Vậy sao, cũng như Đường Tâm công tử và Nhược Băng tiểu thư à? Sắc mặt Phó Nghi Xuân đại biến, Thành Hồng Nguyệt biến đổi lớn đã vang dền thiên hạ, bởi vì một việc hôn sự mà ngay cả thành chủ cũng đầu thân hai chỗ, biến thành trò cười thiên hạ, giờ phút này Cẩn Huyên lại nói ra trước mặt hắn, hiển nhiên là cố ý đánh mặt hắn. Lập tức lạnh giọng nói. Nếu Cẩn Huyên đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách đồ nhi ta không khách khí. Trong mắt Liên Thống một mảnh lạnh như băng, quát. Lên, bắt lấy Cẩn Huyên. Lập tức mấy đạo quang mang vọt lên, phi thân đánh tới Cẩn Huyên. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, mấy đạo nhân ảnh lăng không mà rơi, một người cầm đầu chém ra song trường, trực tiếp ngăn ở phía sau Cẩn Huyên. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Hoàng Dương, nhanh bảo bọn hắn dừng tay. Hoàng Dương ngưng mắt xem xét, người đến chính là hội trưởng công hội thuật luyện sư Thành Vĩnh Tương, còn có vài tên võ giả đi theo hắn nữa. Hắn nghe đối phương gọi thẳng kỳ danh, trong nội tâm cảm thấy cực kỳ không thoải mái, lạnh lùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thì ra là Nguyên Lương Đại Sư, chẳng lẽ Đại Sư cũng đứng về phía người thương minh? Cùng khi dễ đổ nhi ta sao? Nguyên Lương trừng mắt cả giận nói. Hoàng Dương, người đây là ý gì? Ta bảo các ngươi dừng tay chính là muốn tốt cho các ngươi thôi. Tốt cho chúng ta. Sắc mặt Hoàng Dương trầm xuống, lạnh lùng nói. Ta biết rõ những người này có một gã thuật luyện sư bát giai, tựa hồ cũng là đến từ Hóa Thần Hải, không biết là vị đại sư nào, chẳng lẽ là hậu trường rất cứng sao? Trên mặt Nguyên Lương lộ ra vẻ cổ quái, nói. Tóm lại không nên hỏi nữa, ta và ngươi tương giao nhiều năm, ta há có thể hại ngươi. Hoàng Dương cau mày lại, trước khi mình bước vào thuật luyện sư cửu giai, Nguyên Lương đối với mình luôn tất cung tất kính. Thứ nhất thuật đạo của mình chính là bát giai đỉnh phong, tùy thời khả năng đột phá đến cửu giai, hai cũng là bởi vì sư phó mình chính là La Thiên Đại Sư, tên khắp thiên hạ. Theo lý mà nói sau khi mình bước vào cửu giai hắn càng phải nên đứng về bên phía mình mới đúng. Sao lại cảm thấy có chút cổ quái? Trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ địa vị tên thuật luyện sư bát giai kia càng lớn. Dù sao Hóa Thần Hải cũng không phải lấy sư phó hắn vi tôn.
Phó Nghi Xuân lạnh lùng nói. Tốt cho chúng ta, Nguyên Lương đại sư thật sự dọa chúng ta sợ đấy, đại sư chỉ cần một bên thì đã là tốt cho chúng ta rồi. Nguyên Lương cả giận nói. Phó Nghi Xuân, ta cũng khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, ngàn vạn đừng khiến mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục, ha ha ha. Phó Nghi Xuân cười như điên, lạnh giọng nói. Thành Hồng Nguyệt mấy chục năm qua khó khăn lớn nhỏ trắc trở không ngừng, năm đó có loạn cổ Phi Dương, loạn địa lão thiên hoang, trước đó không lâu có loạn Lý Vân Tiêu, Phó Nghi Xuân ta đều vượt qua, ta ngược lại muốn xem thử nơi này làm sao có thể khiến ta vạn kiếp bất phục. Nguyên Lương đột nhiên cười lạnh một tiếng, phất phất tay, để cho thủ hạ đứng ở một bên, chính hắn cũng thối lui, làm ra thủ thế mời nói. Nếu mấy vị đều nói như vậy, vậy thì xin mời. Các ngươi muốn động Cẩn Huyên tiểu thư, ta sẽ không can thiệp thêm nữa. Hoàng Dương và Phó Nghi Xuân đều nhíu mày lại. Liên Thống khẽ nói. Giả thần giả quỷ, ở Đông Vực chẳng lẽ còn chuyện Liên gia ta không làm được sao, bắt. Hắn hô một tiếng, đám võ giả Liên gia lần nữa lao xuống. Đột nhiên một đạo thanh âm lười biếng vang lên, nói. Cũng không biết là tên rác rưởi nào, vẫn là lỗ tai bổn tỏa quá tốt, muốn im lặng bế quan. Tăng lên chút thực lực cũng không thể an bình, bên ngoài tạp âm lớn như vậy, thật sự là phiền toái. Phanh, 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 phanh. Theo thanh âm kia rơi xuống, thân ảnh Huyền Hoa thoáng cái xuất hiện ở bên ngoài thương hội, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mọi người Liên gia. Cái gì, làm sao có thể? Liên Thống và Liên Trường đều toàn thân đại chấn, vừa rồi trong đám võ giả ra tay có hai gã chính là cường giả võ đế bát tinh A. Vậy mà vừa đối mặt đã bị đánh bay. Không, phải nói là còn chưa đối mặt nữa. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ người nọ ra tay thế nào, thật giống như những người kia tự mình bay mất vậy. Nhưng những người kia có thể tự mình bay mất sao? Đương nhiên không có khả năng. Dưới ánh mắt của Huyền Hoa, trong lòng chú cháu Liên gia chợt thấy lạnh cả người, như là bị nhấn vào hàn băng vạn năm vậy. À, ngươi, ngài là... Hoàng Dương và Phó Nghi Xuân đồng thời kinh hô lên, mặt mũi đều tràn đầy hoảng sợ. Nguyên Lương cười lạnh nhìn mấy người, nhưng nội tâm của hắn cũng dâng lên nghi hoặc, trong những người này hắn chỉ nhận thức La Thiên. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, chính là những ngày gần đây liên hệ trực tiếp với hắn đều là La Thiên, cũng không thấy bóng dáng những người này, loại cảm giác này giống như là La Thiên đang chạy vặt cho những người này vậy. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống khỏi trán hắn. Loại dự cảm này càng thêm rõ ràng, nhưng lý trí khiến hắn như thế nào cũng khó mà tin được. Huyền Hoa lạnh lùng nói. Hoàng Dương, ngươi còn nhận ra ta nha. Vị này chính là Nghi Xuân đại nhân gì đó à, vừa mới từ biệt ở thành Hồng Nguyệt, nhanh như vậy đã lại gặp mặt rồi. Ồ, Nghi Xuân đại nhân rõ ràng không bỏ mạng trong kiếp nạn thành Hồng Nguyệt, thật sự là kỳ tích nha. Lý Vân Tiêu cũng xuất hiện, trong mắt mỉm cười nhìn qua Phó Nghi Xuân. Phó Nghi Xuân chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, toàn thân run rẩy. Bởi vì ngoại trừ Huyền Hoa và Lý Vân Tiêu, hắn còn nhìn thấy bọn người Ninh Khả Vi, Ninh Khả Vân, Tam Lão, Liễu Phỉ Yên, Khâu Mục Kiệt, La Thiên, nguyên một đám đi ra. Hoàng Dương cũng bị dọa vỡ mập, lúc hắn nhìn thấy La Thiên đi tới, phòng ngự trong lòng lập tức sụp đổ, bịch một tiếng quỳ xuống tại chỗ. A, sư phó, hai vị sư phó, các ngươi làm sao vậy? Liên Trường chấn động kinh ngạc, vội bước lên trước muốn đỡ Hoàng Dương lên. Phanh! Phó Nghi Xuân trực tiếp tát tới một tát, dốc cạn cả đáy quát. Tiểu súc sinh chết tiệt, ngươi gây vào những người nào thế hả? Ngươi hại chết phi sư rồi. Thân hình Liên Trường đảo lộn hơn 10 vòng trên không trung, răng rơi đầy đất, một tát này không chút lưu tình nào cả, còn có máu tươi vẩy trên trời cao nữa. Phó Nghi Xuân nào dám lưu tình, sau một trường vội bước lên phía trước. Khom người bái xuống, run rẩy nói. Bái kiến chư vị đại nhân. Liên Thống và Liên Trường lập tức mắt choáng váng, thấy tư thế này, sao còn không rõ ràng chứ, biết rõ mình đã chọc phải nhân vật lớn rồi. Nhưng mặc kệ là nhân vật nào, cũng không thể nào khiến hai vị đại nhân sợ tới mức này chứ. Phó Nghi Xuân thấp kém tựa như một con chó vậy, Hoàng Dương càng trực tiếp quỳ xuống, cái này, những người này đến cùng là người nào. Đầu óc hắn thoáng cái liền phát mộng rồi. Liên gia vây công thương hội Tử Vân đã sớm được truyền đi, rất nhanh đã có không ít võ giả vây ở chung quanh trông xem thế nào. Sau khi thấy một màn này, toàn bộ đều được mở rộng tầm mắt, không ít người càng trực tiếp té xuống khỏi bầu trời.
Mà mẹ nó, ta không nhìn lầm chứ? Nguyên một đám xoa xoa trong mắt, không thể tin được nhìn một màn trước mắt, có thể khiến thuật luyện sư cửu giai Hoàng Dương Đại Sư trực tiếp bị hù quỳ xuống, chẳng lẽ người đến chính là Thánh Địa Chi Chủ, Bảy Đại Tông Sư, Phong Hào Võ Đế sao? Người Tống gia sau khi nhận được tin tức liền chạy tới trước tiên, bọn hắn cũng không muốn Liên gia và Thương Minh xảy ra mâu thuẫn trên địa bàn mình, đến lúc đó mình phải lâm vào thế khó xử rồi. Đợi đến khi Tống Quang mang theo rất nhiều cao thủ đuổi đến thì vừa hay nhìn thấy một màn Hoàng Dương quỳ xuống, Liên Trường bị Phó Nghi Xuân tát bay đi, cũng tất cả đều ngốc tại chỗ, sững sờ ở cách đó không xa, cũng quên mất mình tới đây để làm gì luôn rồi. Hừ! Hồng Lão lạnh lùng hừ một tiếng, dương mắt nói. Chúng ta không phải đại nhân, người mới phải, Nghi Xuân đại nhân. Phó Nghi Xuân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thiếu chút nữa đã quỳ xuống cùng Hoàng Dương rồi. La Thiên thở dài. Hoàng Dương, người thật khiến ta thất vọng. Hoàng Dương nghe xong, sợ tới mức toàn thân phát run, trực tiếp phủ phục trên mặt đất không ngừng dập đầu, giống như băm tỏi vậy, mới vài đã khiến đầu đầy máu tươi, rung giọng nói. Sư, sư phó, đồ nhi sai rồi, đồ nhi thực xin lỗi lão nhân gia ngài và chư vị đại nhân đây, nếu biết lão nhân gia ngài và chư vị đại nhân ở đây, dù đánh chết đồ nhi cũng không dám đến đâu. À! Lần này tất cả mọi người mộng rồi, cũng đều hiểu rõ ra. Sư phó Hoàng Dương là ai? Ở đây ai cũng biết, chính là vị đại thuật luyện sư cửu giai được thiên hạ tôn kính, La Thiên kia. Tống Quang cũng choáng váng, một lão đầu bình thường như vậy, vậy mà lại là La Thiên. Hắn vội vàng mang theo chúng người chạy đến, khom người bái nói. Thành chủ thành Vĩnh Tương Tống Quang, bái kiến La Thiên đại sư. La Thiên phất phất tay. Ý bảo không cần đa lễ. Liên Thống và Liên Trường triệt để choáng váng, trong đầu trống rỗng, chỉ có mấy chữ không ngừng thoáng hiện. Đã xong, xong đời rồi. Hồng Lão nói. Ta vừa rồi tựa hồ nghe được có người nói ở Đông Vực không có chuyện mà Liên gia bọn hắn không làm được. Nghi Xuân A, người trước hết giải quyết ba lão gia hỏa chúng ta đi, cạo chết ba lão bất tử chúng ta, cũng đỡ cho chúng ta mắt không thấy tâm không phiền. Phó Nghi Xuân vẻ mặt cầu xin. Run rẩy nói. Đại nhân, ba vị đại nhân, là Nghi Xuân đáng chết. Ba, ba, ba. Hắn vậy mà trực tiếp tát vào mặt mình, một cái mạnh hơn một cái, mới mấy cái đã khiến má sưng đỏ lên cả rồi. Toàn bộ bên đường đều là tiếng tát của hắn, tất cả mọi người phát mộng, chỉ cảm thấy giống như đang tát vào mình vậy. Kế Chính Đức trong khoảng thời gian này một mực dừng ở Thương Hội Tử Vân cũng cảm thấy choáng váng, cảm thấy thế giới biến hóa quá nhanh. Bản thân không thể nào hiểu được. Lúc này ai cũng biết Liên gia đã gây ra việc lớn rồi, nguyên một đám đứng xa xa nhìn, không người dám tới gần. Liên Thống và Liên Trường càng cơ hồ sụp đổ, hai chỗ dựa lớn nhất của mình, một người đang quỳ trên mặt đất dập đầu sám hối, trán đầy máu, một người thì cúi đầu tát vào mặt mình, hai cái đôi má sưng lên giống như đầu heo vậy. Tống Quang vốn muốn tiến lên cũng bị tràng diện này dọa tráng váng, nào còn dám đi tới thêm nữa. La Thiên nhìn thoáng qua ái đồ của mình, thở dài, nói. Tốt rồi, đứng lên đi. Hoàng Dương lúc này mới nơm nớp lo sợ bò lên khỏi mặt đất, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, mặc kệ cho máu chảy đầy mặt, căn bản không dám xử lý. La Thiên quát. Còn đứng ở đó làm gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian nhận lỗi với Vân Thiếu đi. Hoàng Dương vẻ mặt mê mang, hắn căn bản không biết ai là Vân Thiếu, La Thiên đưa mắt ra hiệu. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng thở dài nói với Lý Vân Tiêu. Hoàng Dương có mắt không tròng, đắc tội Vân Thiếu, tội đáng chết vạn lần, mong rằng Vân Thiếu thứ tội. Hắn tuy rằng tất cung tất kính, bộ dạng thập phần thành khẩn, nhưng trong lòng vẫn nói thầm không thôi, Vân Thiếu này rốt cuộc là ai chứ? Hồng Lão nhìn qua Phó Nghi Xuân, nói. Ngươi cũng đừng đánh nữa, đi bồi tội với Vân Thiếu đi. Vâng. Phó Nghi Xuân cũng thập phần dứt khoát. Dù sao hắn biết rõ Lý Vân Tiêu là người phương nào, nội tâm cũng không có bao nhiêu phẫn niệm, thành thành thật thật đi qua bồi tội. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói ra. Không dám nhận, kỳ thật phải nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng, ta lấy vạn hoa bách bảo lộ của đồ đệ các ngươi, còn đánh hắn, có lẽ ta nên nói xin lỗi gì đúng hơn. Vân Thiếu nói đùa, Liên Trường hắn bổn sự thấp kém, làm người lại cuồng vọng không bị trói buộc, may mắn gặp phải Vân Thiếu. Nếu như là những người khác thì đoán chừng đã sớm bị đánh chết rồi. Phó Nghi Xuân vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ, quát. Tiểu súc sanh,
còn không mau cút tới dập đầu bồi tội với Vân Thiếu. Liên Trường cuống quýt chạy tới, nào dám có nửa phần bất mãn, bịch thoáng một phát liền quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy đần độn không thú vị, nói. Ngươi không có đắc tội với ta, không cần xin lỗi ta làm gì, ta sở dĩ nhìn ngươi không vừa mắt, lấy vạn hoa bách bảo lộ của ngươi, là vì ngươi nổi lên lòng bất chính đối với bằng hữu ta, điểm ấy khiến ta cảm thấy rất không thoải mái. Cẩn Huyên trong lòng hơi động một chút, một cổ dòng nước ấm nhộn nhạo trong lòng, tuy rằng nàng biết rõ Lý Vân Tiêu chỉ xem nàng như bằng hữu bình thường, nhưng loại cảm giác điềm mật, ngọt ngào hạnh phúc kia vẫn tự nhiên sinh ra. Đúng, đúng, ta đáng chết, là ta đáng chết. Liên Trường vẻ mặt đưa đám nói. Ta không nên nổi lên cách nghĩ không an phận với Cẩn Huyên tiểu thư, không nên cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta đáng chết, cầu Vân Thiếu tha thứ cho ta đi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ngươi không nghe rõ lời ta nói sao? Ngươi không đắc tội với ta. Phó Nghi Xuân đá mạnh tới một cước, không chút lưu tình, trực tiếp đá cho hắn thổ huyết, quát. Là xin lỗi Cẩn Huyên tiểu thư A, đầu heo. Hắn nhìn như hung ác, nhưng trong lòng kỳ thực lại muốn che chở đệ tử mình, tự mình ra tay đánh hắn tuy thảm một chút, nhưng chung quy còn tốt hơn để Lý Vân Tiêu giết hắn đi. Liên Trường bất chấp sát huyết, vội vàng quỳ bò tới, cuống quýt dập đầu nói. Cẩn Huyên tiểu thư, tha cho mạng chó của ta đi. Lúc này Tống Quang cũng rốt cục cố lấy dũng khí, từ đằng xa đi tới nói. Cẩn Huyên hội trưởng, Liên Trường công tử mặc dù có mạo phạm đối với ngươi, nhưng là xuất phát từ ưa thích, ngươi hãy bỏ qua cho hắn một lần đi. Cẩn Huyên nói, nếu thành chủ đại nhân cũng đã nói như vậy rồi, vậy ta cũng không so đo với ngươi nữa, hy vọng ngươi về sau không nên phạm phải nữa. Đúng, đúng, nhất định sẽ không đâu. Liên Trường cơ hồ muốn khóc lên rồi, trải qua chuyện hôm nay, gan cũng bị dọa vỡ, nào dám có cách nghĩ không an phận nữa chứ. Tuy rằng Lý Vân Tiêu và Cẩn Huyên không so đo với hắn, nhưng dư âm việc này vẫn chưa dứt. Mấy ngày sau khi người Liên gia biết rõ hắn đắc tội với người phương nào liền trực tiếp phế đi cái tên Liên Trường của hắn, tước đoạt quyền kế thừa vĩnh viễn, lưu đày thành đệ tử ngoại tộc. Phó Nghi Xuân nói, Cẩn Huyên tiểu thư lòng từ bi, tiểu xúc sanh ngươi còn không mau cảm ơn. Nếu còn có lần sau, vi sư sẽ là người đầu tiên phế ngươi đi. Hắn ngoài mạnh trong yếu, nhưng trong lòng cuối cùng lại thở nhẹ ra. Đúng, đúng, cảm ơn Cẩn Huyên tiểu thư, cảm ơn Vân Thiếu. Liên Trường khóc lóc bò dậy, cuối cùng bảo trụ được một mạng, kích động khóc lớn lên, lúc này hắn vẫn còn thấy tâm kinh đảm hàn, mình rốt cuộc đã đắc tội với người nào thế. Vấn đề này Tống Quang cũng thập phần muốn biết, ánh mắt nhìn về phía Cẩn Huyên, có ý xin giúp đỡ. Dù sao trong những người này, hắn cũng chỉ dám trò chuyện với Cẩn Huyên. Cẩn Huyên cười nói, thành chủ đại nhân, Vân Thiếu chính là con rể tốt của ngươi đấy. Con rể tốt? À, Tống Quang rốt cuộc phản ứng an nị, cả kinh hít một hơi lạnh, rốt cuộc hiểu rõ một ít chuyện. Trong lòng Lý Vân Tiêu giờ phút này thập phần bực bội, không chút hứng thú với chuyện trước mắt, chỉ hỏi. Cẩn Huyên, Nguyên Lương, gần đây có tin tức gì không? Trên mặt Nguyên Lương lộ ra một tia ngưng trọng, nói. Vừa mới đạt được một ít tin tức, cũng không biết có giá trị không. Cẩn Huyên cũng nói. Ta cũng vậy, xem ra hơn phân nửa là sự thật, không bằng chúng ta cùng nhau xác minh xem. Tốt. Nguyên Lương trầm giọng gật đầu. Lý Vân Tiêu nói. Đều vào trong nói chuyện đi, không nên để nhiều người nhàm chán như vậy vây xem. Mọi người đều đi vào, Hoàng Dương và Phó Nghi Xuân, Tống Quang. Còn có người Liên gia đứng bên ngoài, đi cũng không được, không đi cũng không được. Rất nhanh, La Thiên lại đi ra, nói. Ba người các ngươi tiến đến, người còn lại mau cút đi. Hắn chỉ đúng là Hoàng Dương, Phó Nghi Xuân và Tống Quang. Thân hình ba người chấn động, lập tức cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, cùng nhau tiến vào thương hội Tử Vân. Về phần người Liên gia thì đều chạy đi như bay, những võ giả vây xem chỉ cảm thấy đã hết chuyện. Nhưng không nhận ra mánh khóe gì, cũng chậm chậm tản ra, chỉ có điều trong một đoạn thời gian rất dài, quán trà ở thành Vĩnh Tương lại nhiều thêm một đoạn chuyện thú vị. Sau khi tiến vào thương hội Tử Vân, mọi người phân biệt ngồi xuống, mấy người Hoàng Dương nào dám ngồi, nữ tỷ đưa ghế đến, mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở phía dưới cùng. Lý Vân Tiêu nói, Nguyên Lương Đại Sư, Cẩn Huyên, nói tin tức của các ngươi đi.
Hai người nhìn nhau một cái, Nguyên Lương nói. Để ta nói trước đi, kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì cả, động tĩnh lần này thật sự quá lớn, sợ rằng rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ thôi. Lần này một trong các chấp chính giả thánh vực, Hắc Phú Hộ Đại Nhân, cộng thêm gia chủ Nam Cung Thế Gia Nam Cung Bộ Hải, còn có chúng cường giả cùng nhau đánh lén Nguyệt Đồng. Lý Vân Tiêu nói. Sau đó đại bại, tử vong vô số. Mọi người đều giật mình, Nguyên Lương ngạc nhiên nói. Thì ra Vân Thiếu đã biết. Hắn có chút trách cứ nhìn Cẩn Huyên, tưởng rằng nàng nói. Cẩn Huyên mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội, nói. Vân Thiếu làm sao mà biết được. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Giữa ta và Thiên Tư tựa hồ có cảm ứng, cụ thể cũng không biết. Vừa rồi trong lúc bế quan tâm thần có chút không tập trung, lúc này mới xuất quan ra. Nhưng chuyện cụ thể cũng không biết được. Người biết rõ thân phận của hắn đều lộ ra vẻ chợt hiểu, dù sao Cổ Phi Dương có được Nguyệt Đồng chi thuật, thiên hạ đều biết. Cẩn Huyên sửng sốt một chút, nói. Thì ra là thế, lần này thánh vực vây quét Nguyệt Đồng, tử thương thật lớn, thiên hạ khiếp sợ, mà ngay cả Hắc Phú Hộ Đại Nhân cũng bị thương rất nặng. Nàng có chút lo lắng nói. Nguyệt Đồng kia lợi hại như thế, Vân Thiếu ngươi cũng đừng đi tham dự, đã có thánh vực đối phó bọn hắn rồi. Sắc mặt Liễu Phỉ Yên ngưng trọng nói. Nam Cung Bộ Hải được xưng là thiên hạ huyễn thuật đệ nhất nhân, tăng thêm Hắc Phú Hộ và Mộ Dung Thế Gia, thực lực không dưới mấy người chúng ta, tuyệt đối không thể khinh thường. Huyền Hoa hắc hắc nói. Có Hắc Phú Hộ bọn hắn xung phong, Nguyệt Đồng kia tất nhiên cũng trọng thương nơi thân, chúng ta chỉ cần tìm được bọn hắn nhanh một chút, nhặt đại tiện nghi, một lần hành động đánh chết là được. Tống Quang và Nguyên Lương nghe được trong lòng hoảng hốt. Những người này tự xưng có thể sánh với bọn người Hắc Phú Hộ, Nam Cung Bộ Hải, đến cùng có thân phận lai lịch gì. Bất quá có thể ở cùng một chỗ với Lý Vân Tiêu, tất nhiên cũng không phải loại đơn giản. Cẩn Huyên cau mày nói. Đây chính là chỗ vấn đề, hiện giờ tất cả thế lực lớn đều đang chú ý đến hướng đi của Nguyệt Đồng, nhưng sau trận chiến này, Nguyệt Đồng tựa hồ trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt các thế lực, hoàn toàn không có bóng dáng. Biến mất. Lý Vân Tiêu sững sờ. Hồ Nghi nói, trận chiến kinh thiên như thế, thiên hạ chú mục, làm sao có thể biến mất trước mắt mọi người được? Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói, dùng năng lực của bọn hắn, muốn tránh thoát điều tra, dễ dàng đến cực điểm. Lý Vân Tiêu cau mày lại, Khâu Mục Kiệt nói rất đúng, dùng năng lực của Thiên Tư, nếu là muốn tránh thì quả thật rất khó tìm được. Cái này cũng chứng minh Thiên Tư đích thật đã bị trọng thương, giống như mình thấy trong đồng thuật vậy. Liễu Phỉ Yên nói, nếu hắn đã cố tình trốn, sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện đâu. Vân Tiêu, không bằng ngươi trước theo chúng ta quay lại Hóa Thần Hải, một khi có tin tức Thiên Tư lại xuất động, hơn nữa mượn lực Hóa Thần Hải, có vết xe đổ của Thánh Vực, nắm chắc sẽ rất lớn đấy. Huyền Hoa nói, đúng vậy à, ta đối với chuyện của ngươi những năm gần đây cảm thấy rất hứng thú đấy, quay về nói cho ta nghe một chút đi. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra ngượng nghịu. Trầm tư một hồi mới nói. Ta còn có chuyện khác nơi thân, trước không thể về với các ngươi được, nửa năm sau kỳ thắng phong ước hẹn với Hóa Thần Hải ước hẹn, ta nhất định sẽ đến. Cái gì, nửa năm? Huyền Hoa cả kinh nói. Ngươi muốn đi đâu, lại cần lâu như vậy? Liễu Phỉ Yên cũng nhíu mày nhìn qua hắn. Lý Vân Tiêu nói. Việc này càng ít người biết rõ càng tốt, các ngươi về Hóa Thần Hải trước đi. Huyền Hoa nhướng mày. Tựa hồ có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh liền tán đi, nói. Có chuyện gì thì mọi người cùng nhau chống, dù sao thực lực ngươi bây giờ rất cặn bã đấy. Lý Vân Tiêu cười nói. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nếu có đại sự chịu chết, ta nhất định gọi ngươi. Huyền Hoa cười mắng. Xéo đi. Liễu Phỉ Yên nói. Vô luận chuyện gì, chúng ta cũng có thể giúp đỡ ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Cũng không thể việc nhỏ gì cũng kêu các ngươi được, ta tử võ sĩ nhất nguyên cảnh lăn lộn đến bây giờ, một đường gập ghềnh đều đã tới, hiện giờ cách đỉnh phong chỉ có một bước ngắn, thiên hạ này người có thể gây tổn thương cho ta thật sự không nhiều lắm đâu. Liễu Phỉ Yên biết rõ tính nết của hắn, biết rõ nói thêm cũng không có kết quả, chỉ đành nói. Vậy ngươi bảo trọng rồi, nửa năm sau Hóa Thần Hải chờ ngươi đến. Trong thời gian này ta sẽ lưu ý tin tức Thiên Tư. Nếu có manh mối sẽ thông chi ngươi trước tiên. Đồng dạng, nếu ngươi đã tìm được Thiên Tư, cũng phải tránh độc hành, nhớ rõ cho chúng ta biết. Lý Vân Tiêu nói. Bảo trọng. Liễu Phỉ Yên nhẹ gật đầu,
mấy người tuy không nỡ, nhưng cũng biết thời khắc ly biệt đã đến. Mọi người đều là người tiêu sái, Huyền Hoa nói một tiếng, nói. Ngày khác lại gặp, nhất định pa ỉ chén rượu môn hoan, tạm biệt. Hai người dắt tay nhau mà đi, La Thiên và Hoàng Dương theo sát phía sau, không đợi Cẩn Huyên đưa tiễn đã biết mất trước mắt mọi người. Cẩn Huyên nói, Huyền Hoa đại nhân và Liễu Phỉ Yên đại nhân thật là tồn tại như thần, Vân Thiếu sao kết bàn với bọn hắn được thế. Tống Quang và Nguyên Lương lúc này mới toàn thân đại chấn, hiểu rõ vừa rồi là người phương nào, tất cả đều hai tay đổ mồ hôi, trên sống lưng dâng lên cảm giác mát, lúc này bọn hắn mới hiểu được Liên Trường đắc tội phải nhân vật khủng bố thế nào. Ninh Khả Vi nói, không biết Vân Thiếu đi chuyện gì, ta cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng nếu là chuyện đối phó thiên tư cứu tiểu nữ thì đừng quên thông chi chúng ta đấy. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân và Tam Lão tính đi đâu thế? Ninh Khả Vi nói, Thành Hồng Nguyệt đã không phải nơi ta dừng chân nữa, ta sẽ cùng tiểu nữ đi Thần Tiêu Cung. Thần Tiêu Cung, Lý Vân Tiêu nhíu mày lại. Ninh Khả Vân nói, ta tạm thời an trí phụ thân và Tam Lão ở Tinh Nguyệt Trai, chờ đợi thế cục thiên hạ biến hóa. Dù sao cung chủ đại nhân chưa xuất quan, không tiện dẫn bọn hắn vào trong cung. Tống Quang và Nguyên Lương càng kinh hãi hơn, cô gái trước mắt này dĩ nhiên là người Thần Tiêu Cung. Hơn nữa nghe ý trong lời nàng, tựa hồ Tinh Nguyệt Trai và Thần Tiêu Cung có quan hệ cực kỳ mật thiết. Tống Quang cảm thấy giật mình, khó trách Tinh Nguyệt Trai có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đặt chân được ở Thương Minh. Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn mình một mực đều khách khí với kế chính đức, tương lai phải càng thúc đẩy sự phát triển của Tinh Nguyệt Trai ở thành Vĩnh Tương mới được. Lý Vân Tiêu nói, như thế cũng tốt, có Thần Tiêu Cung che chở. Mặc dù Vi Thanh muốn tìm bọn các ngươi phiền toái cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghi Xuân đại nhân, hiện giờ tình hình Thành Hồng Nguyệt như thế nào? Phó Nghi Xuân vội nói. Sau trận chiến lần trước, thế lực Đường Gia và Tứ Cực Môn đã triệt để tan thành mây khói rồi. Hôm nay trong thành ngoại trừ thành chủ La Thanh Vân và phó thành chủ Lý Dật là người từ ngoài đến, trên cơ bản khôi phục cục diện ba nhà Khương, Ninh, Nguyễn khống chế. Chỉ là người ba nhà cũng tử thương rất nặng. Lực lượng Thành Hồng Nguyệt đã xưa đâu bằng nay. Trên mặt hắn lộ ra ngượng nghịu, nói. Nếu là lão thành chủ và Tam Lão đều không quay về thì căn bản không có lực lượng có thể chống lại La Thanh Vân và Lý Dật. Ninh Khả Vi nói. Sau lưng hai người này là Vi Thanh, mặc dù chúng ta có trở về, Thành Hồng Nguyệt cũng đã mất đi lực lượng có thể chống lại Vi Thanh. Mà sau khi Đường Gia sụp đổ, lại lần nữa đã mất đi lực lượng quần nhau với Vi Thanh. Mặc dù chúng ta trở về, cũng chỉ có thể khiến cho cục diện ổn định hiện giờ lần nữa đi về hướng hỗn loạn, đối với Thành Hồng Nguyệt cũng không tốt chút nào. Phó Nghi Xuân nói, lão thành chủ chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm chắp tay nhường ra Thành Hồng Nguyệt sao? Ninh Khả Vi nói, chắp tay nhường cũng không đến mức, hiện giờ không phải lúc, cưỡng ép đối lập với đại thế thiên hạ, sẽ đưa mình vào chỗ chết, tất nhiên phấn thân toái cốt, đối với Thành Hồng Nguyệt cũng chính là tai họa ngập đầu. Tống Quang ở bên nghe được toàn thân mồ hôi lạnh, đối với thân phận người trước mắt này đã có suy đoán, lại như thế nào cũng không thể tin được. Lý Vân Tiêu nói, Khả Vi đại nhân nói không sai, tạm thời để Thành Hồng Nguyệt nắm dưới khống chế của Vi Thanh đích thật là kết cục tốt nhất. Hơn nữa là Thành Vân đã từng đáp ứng ta, sẽ không làm khó mọi người đâu, bởi vì chí hắn không ở đó. Ninh Khả Vi nói, đúng vậy, tiểu tử kia quả thật không tệ, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nghi Xuân, tâm người giờ phút này là hướng về chúng ta, hay là Vi Thanh đây? Toàn thân Phó Nghi Xuân run lên, vội vàng nói. Tự nhiên là hướng về lão thành chủ đại nhân. Nghi Xuân cả đời nhận được lão thành chủ tài bồi và đề bạt, mới có hôm nay, trọn đời không dám quên. Ninh Khả Vi nói. Lòng trung thành của ngươi, ta tự nhiên biết rõ, vậy thì mọi chuyện Thành Hồng Nguyệt làm phiền ngươi rồi. Phó Nghi Xuân mặt mũi tràn đầy khí huyết nói. Nghi Xuân tất nhiên không phụ đại nhân nhờ vả, cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Lý Vân Tiêu nói, bọn người Nguyễn Hồng Ngọc và Khương Nhược Mai hiện giờ tốt chứ? Phó Nghi Xuân nói, tất cả mạnh khỏe, La Thanh Vân tựa hồ cũng không quan tâm chuyện trong thành, hiện giờ tất cả đều là do ta quản lý. Chỉ là Lý Dật kia tựa hồ dã tâm thật lớn, bốn phía đều can thiệp tại hạ. Lý Vân Tiêu nói, Lý Dật lúc ở Thiên Thủy Quốc đã là hảo thủ chơi quyền thuật. Hơn nữa người này không cam lòng khuất dưới người, có lẽ sẽ tìm kiếm cách bồi dưỡng thế lực của mình, đây cũng chưa chắc là chuyện xấu.
chưa chắc là chuyện xấu. Phó Nghi Xuân khó hiểu, người còn lại cũng không hiểu. Lý Vân Tiêu cười nói. Thành Hồng Nguyệt trải qua kiếp nạn, tất nhiên nhân tâm bất ổn, mượn hắn làm một khối đá thử vàng đi. Ninh Khả Vi trong mắt sáng ngời, nói. Vân Thiếu quả nhiên thông minh, nếu vậy, những người tâm trí không kiên định đối với Thành Hồng Nguyệt tất nhiên sẽ bị Lý Giật lôi kéo qua, còn lại đều là tử trung tâm trí kiên định, cũng là cổ lực lượng kiên cố nhất để kiến thiết lại Thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu nói. Đúng là như thế, hơn nữa Lý Giật kia quả thật có cổ quái, tựa hồ mệnh số rất mạnh, gặp chuyện liên tiếp cũng có thể gặp dữ hóa lành, hơn nữa nhân họa đắc phúc. Có mấy lần bản thiếu gia muốn tự tay giết hắn, đều bị hắn thoát được, ta cũng rất muốn nhìn một chút tương lai hắn có thể phát triển đến loại trình độ nào. Phó Nghi Xuân nói, vậy thì liền theo như Vân Thiếu nói, ta tận lực không xung đột với hắn, tận lực tránh đi người này. Lý Vân Tiêu gật đầu, sau đó mi tâm lóe lên, một đạo quang mang phấn sắc bắn ra, trong đại sảnh hóa thành một đạo thân ảnh. Phó Nghi Xuân cả kinh nói, Nhược Băng tiểu thư. Lý Vân Tiêu nói, Nhược Băng, vừa rồi mọi người nói ta cũng đã cho ngươi biết, ngươi là theo ta đi, tiếp tục lưu lại trong giới thần bi tu luyện, hay là quay về Thành Hồng Nguyệt đây. Khương Nhược Băng mặt mũi tràn đầy ưu sầu, sau khi bái kiến Ninh Khả Vi và Tam Lão liền ngẩng đầu lên nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, cặp môi đỏ mỏng khẽ mở, chân thành nói. Vân Tiêu, ngươi hy vọng ta lưu lại, hay là hy vọng ta đi? Tất cả mọi người trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt đồng loạt nhìn qua Lý Vân Tiêu. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra nét sầu lo khó có thể phát hiện, lạnh nhạt nói. Đi ở tự nhiên là theo ý ngươi. Khương Nhược Băng toàn thân run lên, có chút buồn bã cười nói. Đã như vậy, vậy ta vẫn nên quay về Thành Hồng Nguyệt đi thôi. Lý Vân Tiêu nói. Trong Thành Hồng Nguyệt nguy hiểm dị thường, ngươi ở lại tu luyện trong giới thần bi chẳng phải tốt hơn sao? Trong mắt Khương Nhược Băng hiện lên một tia hào quang, nói. Ngươi là đang giữ ta lại sao? Lý Vân Tiêu im lặng, sau đó nói. Chỉ là đề nghị. Khương Nhược Băng cười cười, nói. Ở lại giới thần bi người mặc dù an, tâm lại khó có thể bình an. Đi Thành Hồng Nguyệt người bất an, lại an tâm. Thành Hồng Nguyệt là nhà của ta chung quy phải về nơi đó. Ta là công chúa Thành Hồng Nguyệt, lúc này có lẽ nên trở về rồi. Huống hồ La Thanh Vân đại ca cũng có quen biết với ta, sẽ chiếu cố tốt cho ta thôi. Lý Vân Tiêu thở dài. Nếu ngươi đã quyết định đi, vậy thì nhớ bảo trọng. Khương Nhược Băng cười nói. Ngày đó vô tình gặp được trong thành, cùng uống say quên buồn, hy mong ngày nào đó gặp lại, còn có thể hào hứng như thế. Lý Vân Tiêu nói. Bảo trọng. Khương Nhược Băng cười nhạt một tiếng, liền quay người mà đi. Ninh Khả Vân có chút hít một tiếng, cũng từ biệt mọi người rời đi. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ còn lại Lý Vân Tiêu, Khâu Mục Kiệt, Cẩn Huyên và Tống Quang. Tống Quang vẫn khẩn trương vạn phần, đoan đoan tránh tránh ngồi, không dám nói một câu. Lý Vân Tiêu nói, Mục Kiệt huynh, ngươi thì sao? Là quay về Càn Ba Sơn, hay là theo chân ta, hay là tự mình đi tìm Vi Thanh tính sổ? Khâu Mục Kiệt khẽ nói, đi theo ngươi có chỗ tốt gì? Lý Vân Tiêu nói, không có, không có lợi vì sao ta phải đi theo ngươi. Khâu Mục Kiệt cười lạnh một tiếng, khinh thường khẽ nói. Ngươi không phải là muốn ta làm tay chân miễn phí đấy chứ? Lý Vân Tiêu nói, mặc dù không có lợi, nhưng cũng không có chỗ hỏng. Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Lý Vân Tiêu cười nói, ngươi đi tìm Vi Thanh tính sổ là không thể nào, thậm chí ta dám nói. Nếu ngươi một mình hành động thì đời này cũng sẽ không có cơ hội giết Phi Thanh. Tiếp theo Càn Ba Sơn đã không phải là của ngươi, điểm ấy ngươi có lẽ hiểu rõ, mặc dù muốn đi cũng chỉ có thể ở tạm bợ thôi, không có khả năng đoạt lại được. Đi theo ta mặc dù không có chỗ tốt, nhưng cũng không có chỗ hỏng, không phải sao? Khâu Mục Kiệt đổi sắc mấy lần, hắn vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, lời Lý Vân Tiêu nói hắn tự nhiên hiểu rõ, chỉ dựa vào chính hắn thì không thể nào đối phó Vi Thanh được. Nhưng trên mặt không phục, chỉ hừ mạnh một tiếng. Lý Vân Tiêu cười nhạt, biết rõ hắn sẽ không đi, chuyện kế tiếp của mình nếu có Khâu Mục Kiệt ở bên cũng sẽ giúp được rất nhiều. Hắn xoay người nói, thành chủ đại nhân, mới tới thành Vĩnh Tương, đã mang đến cho quý thành phiền toái không nhỏ, thực thẹn trong lòng. Không dám, đâu có. Tống Quang vội vàng đứng lên,
mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói. Nếu không có Vân Thiếu Trượng Nghĩa ra tay, không chỉ hai vị nữ nhi của Tống mỗ thân bại danh liệt, mà cả Tống gia cũng sẽ hổ thẹn, bị người toàn thành chế nhạo, Vân Thiếu chính là đại ân nhân của Tống gia ta a. Lý Vân Tiêu nói, ân nhân không dám, tên kia vậy mà dám giả danh ta đi làm ác, ta tự nhiên phải xen vào. Cẩn Huyên là hảo hữu ta, lúc ở thành Vĩnh Tương hy vọng thành chủ đại nhân có thể chiếu cố nhiều hơn một phen. Tự nhiên, đó là tự nhiên. Tống Quang vội vàng vỗ bộ ngực, nói. Từ nay về sau, chuyện của Thương hội Tử Vân chính là chuyện của Tống mỗ. Lý Vân Tiêu nói. Như thế ta liền yên tâm. Cẩn Huyên rung giọng nói. Vân Thiếu, ngươi muốn đi sao? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Thiên hạ có yến hội nào không tàn, lần trước từ biệt chẳng phải rất nhanh đã gặp lại sao? Lần sau gặp lại cũng sẽ không lâu đâu. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo lôi quang, lập tức biến mất trên đại điện. Khâu Mục Kiệt hừ lạnh một tiếng, cũng lóe thân ảnh lên, theo sát phía sau. Toàn bộ đại điện thoáng cái trở nên trống trơn, người trước mắt không còn, Cẩn Huyên rốt cục nhìn không được nước mắt tràn mi mà ra. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi Thương hội Tử Vân liền trực tiếp độn tới khu vực truyền tống của thành Vĩnh Tương, tiến vào một trong các chủ thành của Đông Vực, thành Trường Cốc. Cái gì, ngươi muốn đi Vô Pháp Thiên? Khâu Mục Kiệt sửng sốt một chút, cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Chỗ kia cơ hồ ngăn cách, hiếm có dấu vết người, chẳng lẽ là đi tìm thiên tài địa bảo gì đó sao? Lý Vân Tiêu nói. Coi như thế đi, nhưng còn có một chuyện càng quan trọng hơn, chờ sau khi ngươi đến đó sẽ rõ. Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói. Chuyện của ngươi thì có quan hệ gì đến ta chứ? Ta không cần biết rõ, ngươi đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi chuyện gì. Lý Vân Tiêu cười nói. Nhiều khi rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ a. Khâu Mục Kiệt vẻ mặt mỉa mai, căn bản không tin, chỉ nhìn chung quanh, nói. Vô Pháp Thiên nơi biên tùy Tây Vực, nơi này là chủ thành Đông Vực, có lẽ có khóa vực đại trận trực tiếp truyền tống đến Tây Vực, sao ngươi không đi mau đi, còn nhàn rỗi ngồi đây uống trà thế. Hai người giờ phút này đang ở trong một quán trà, Lý Vân Tiêu kêu lên vài loại trà ngon, bày ra trước mặt, nhấm nháp từng chén một, Khâu Mục Kiệt căn bản chưa từng động lấy một chút, tựa hồ cực kỳ khinh thường những vật phàm tục này. Lý Vân Tiêu nói. Đợi người. Khâu Mục Kiệt nhướng mày, nói. Ai? Lý Vân Tiêu nói. Trước kia người đã gặp, đợi lát nữa sẽ biết. Lúc này, hai gã nam tử ở một gốc trà lâu đã khiến Lý Vân Tiêu chú ý. Hai người đều khoảng 40 tuổi, ăn mặc mộc mạc, nhưng lại có vẻ dư giả. Một người trong đó thở dài. Nữ hài tử tốt như Tử Lăng cô nương, lại phải gả cho Xuất Minh Lãng La làm vợ lẽ. Thật khiến cho người ta thương xót a. Người kia mỉa mai. Không phải sao, rõ ràng đã nói là lấy làm vợ cả, thoáng cái liền biến thành vợ lẽ, cũng không biết kỷ phu nhân nghĩ như thế nào nữa. Dùng thực lực Thương hội Mạc Phú giờ phút này, Tử Lăng đã được phu nhân nhận làm con gái nuôi, tùy tiện tìm đệ tử nhà giàu làm chính thất cũng rất dễ dàng a. Người trước kia liên tục lắc đầu. Người không rõ, tuy rằng trong lòng ta cũng buồn bực, nhưng lại biết đây là chuyện bất đắc dĩ. Xuất Minh Lãng kia chính là người thừa kế xuất gia, hơn nữa thực lực cao cường, trong toàn bộ lớp trẻ thành Trường Cốc cũng là nhân tài kiệt xuất, gả cho hắn mặc dù là vợ lẽ cũng hơn xa gả người khác, chỉ là trước kia rõ ràng đã nói là chính thất, lại đột nhiên thay đổi như vậy, toàn bộ cao thấp Thương hội Mạc Vũ đều bị tức giận a. Hắn nói có chút kích động, uống một hơi cạn sạch chén rượu, hung hăng đập vào trên mặt bàn. Người đối diện kia nói, đúng vậy a. Tử Lăng tiểu thư ngày bình thường đối với ai cũng hòa ái dễ gần, toàn bộ cao thấp Thương hội không biết bao nhiêu người chịu ân nàng. Nhưng đừng quên, nàng trước kia chỉ là một nữ tỳ mà thôi, là kỷ phu nhân cho nàng thân phận con gái nuôi mới được như hôm nay, có thể gả cho Xuất Minh Lãng cũng đã là phúc phận cực lớn rồi. Còn nữa, hiện giờ chính thất xuất gia chính là nữ nhi Đỗ gia bá chủ thành Địa Long, Tử Lăng dựa vào cái gì tranh giành với người ta? Coi như là thân nữ nhi của kỷ phu nhân. Cũng phải làm thiếp thất thôi. Người trước kia nghe thế dầu dĩ không vui, liên tục gọi rượu cuồng ẩm, cuối cùng ném một ít tiền, vung chén mà đi. Khâu Mục Kiệt nói, thế lực xuất gia thành Trường Cốc càng lúc càng lớn rồi, trước kia vẫn là cục diện mấy nhà tranh phách, hiện giờ hoàn toàn là một nhà độc đại, hiện giờ lại thông gian với Đỗ gia thành Điện Long, xem ra cũng muốn phát triển trở thành một cổ thế lực không thể khinh thường rồi. Nhưng bất kể phát triển như thế nào,
nếu không có cường giả đỉnh phong tọa trấn thì thủy chung không thể lọt vào cục diện thiên hạ được. Lý Vân Tiêu im lặng không nói, chỉ dụng tâm phẩm trà thơm. Đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt hai người, ôm quyền nói. Khiến Vân Thiếu đợi lâu rồi. Đồng tử Khâu Mục Kiệt đột nhiên co lại, hồ nghi nói. Thì ra là Trần Thiến Vũ, ta còn tưởng rằng đang chờ thần thánh phương nào nữa chứ. Trần Thiến Vũ nhíu mày, nói. Thì ra Mục Kiệt đại nhân cũng ở đây, chỉ là. Hắn nhíu mày lộ ra nghi hoặc. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm, Phong Tử Kiệt hiện giờ cùng đường với ta, chỉ sẽ hỗ trợ, sẽ không hư chuyện đâu. Trần Thiến Vũ tựa hồ vẫn không yên lòng, nói. Cũng không phải là ta không tin Vân Thiếu, chỉ là việc này quan hệ quá nhiều, không cho phép nửa điểm sai lầm. Lý Vân Tiêu không mặn không nhạt nói. Nếu ngươi đã tin ta, vậy cũng đừng có lải nhải nữa, nếu là không tin thì ngươi tự mình đi đi. Trần Thiến Vũ khẽ giật mình, tuy rằng nội tâm mơ hồ có lửa giận, nhưng không dám phát tác, chỉ đành nói. Tốt, trước khi đến, đại nhân từng có dặn dò, tất cả lấy Vân Thiếu làm chủ. Lý Vân Tiêu nói. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Ba người lóe lên, liền trực tiếp biến mất trong trà lâu, tất cả mọi người hoàn toàn không phát giác, một lát sau mới cảm thấy có chút cổ quái, tựa hồ như thiếu đi người nào đó. Trước một tòa kiến trúc hùng vĩ, thân ảnh ba người thoáng cái hiện ra. Trần Thiến Vũ khó hiểu nói. Không phải truyền tống đi Tây vực sao? Vì sao đi vào phủ thành chủ? Lý Vân Tiêu nói. Tạm thời có việc, hai người các ngươi chờ ta một lát. Trần Thiến Vũ cau mày lại, đang muốn nói chút gì đó, lại phát hiện Lý Vân Tiêu đã biến mất không thấy. Khâu Mục Kiệt thì ôm ngực mà đứng, một tay nâng cằm rơi vào trầm tư. Trong phủ thành chủ, một mảnh lâm viên, u tĩnh chỉ có tiếng chim rừng côn trùng kêu vang, rất thanh nhã. Chủ nhân thành Trường Cốc hiện giờ chính là xuất gia, xuất quân uy đang tại nhàn nhã nằm, bên người đứng mấy người, tựa hồ đang thương nghị gì đó. Một gã nam tử tướng mạo thanh tú. Cử chỉ ưu nhã nói. Cha, tất cả đều an bài thỏa đáng, 7 ngày sau liền phái người đi Địa Long Thành cưới Đỗ Thương Hàn, mấy ngày sau liền cưới Tử Lăng Thương Hội Mạc Vũ, từng khâu ta đều cẩn thận xét duyệt vài lần, tuyệt sẽ không phân biệt. Xuất quân uy lười biếng nằm, trong tay nắm một quả ngọc giản, nửa híp mắt, tựa hồ ngủ rồi. Nhưng ghế nằm có chút lay động kia liền có thể chứng minh hắn không ngủ, sau một lúc liền mở miệng nói. Minh Lãng! Người đối với chuyện Thành Hồng Nguyệt cảm thấy thế nào? Thành Hồng Nguyệt. Trong lòng Xuất Minh Lãng có chút kỳ quái, rõ ràng nói hôn sự của mình, vì sao phải kéo đến đại sự xảy ra ở Thành Hồng Nguyệt. Nhưng hắn không dám ngỗ nghịch ý Xuất Quân Uy, thầm nghĩ đây nhất định là phụ thân đại nhân đang thử ta, sau một hồi suy nghĩ cẩn thận nhân tiện nói. Thành Hồng Nguyệt biến đổi lớn, nhiều cự đầu nhúng tay vào, hiện giờ nhảy ra hai vị thành chủ tạm thời chế trụ cục diện. Có thánh vực ở sau lưng ủng hộ, hơn phân nửa không loạn được. Hắn suy nghĩ một lúc lại nói. Nhưng Thành Hồng Nguyệt đã xưa đâu bằng nay, thực lực không lớn bằng lúc trước, thành chủ mới cũng không cách nào phục chúng, đừng nói chúng cường giả Thành Hồng Nguyệt không phục, coi như là thế lực khác tại đông vực cũng đều không phục. Xuất Quân Uy nói. Thành Hồng Nguyệt chính là đầu sỏ đông vực, bất luận biến hóa gì của nó tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích các thế lực. Ví dụ như thành Trường Cốc chúng ta, thành Địa Long ở phụ cận. Xuất Minh Lãng cả kinh, có loại cảm giác giật mình, nói. Chẳng lẽ chính là nguyên nhân này, cho nên Đỗ gia thành Địa Long muốn thông gia với chúng ta sao? Xuất Quân Uy gật đầu nói. Đúng vậy, tuy rằng thành Hồng Nguyệt dưới sự tiếp quản của thánh vực đã trở nên vững vàng, nhưng đừng nói bên trong thành Hồng Nguyệt, coi như là chư thành chung quanh cũng bắt đầu không phục, lúc này tất cả thế lực lớn liên thủ cũng là lựa chọn không tệ. Cho nên ta liên tục do dự, mới bảo ngươi đè chuyện cưới Tử Lăng xuống, trước cưới Đỗ Thương Hàn. Xuất Minh Lãng khẽ cười nói. Phải nên như thế, Tử Lăng thập phần nhận biết đại thế, đã đồng ý rồi. Ai, ta đang lo lắng đúng là việc này à. Xuất Quân Uy đột nhiên thở dài, trên gương mặt tràn đầy uy nghiêm và cơ trí kia lộ ra ngưng trọng thật sâu. Đại quản gia bên cạnh nói. Đại lão gia thở dài cái gì? Nàng vốn là tỳ nữ. Nếu không phải kỷ phu nhân thu làm con gái nuôi, nào có tư cách gả cho thiếu gia, có danh phận thiếp thất nàng nên cười trộm rồi. Xuất Minh Lãng gật đầu nói. Đại quản gia nói có lý, bất quá Tử Lăng đích thật là nữ tử khó được. Xuất Quân Uy lắc đầu, nói. Đây chính là vấn đề ta vẫn luôn suy nghĩ,
có lẽ ta thật sự qua loa rồi. Để Đỗ Thương Hàn làm chính thất, Tử Lăng làm thiếp vốn là an bài tốt nhất, nhưng cử động lần này chỉ sợ sẽ chôn xuống mối họa, đưa tới tai họa ngập đầu. Cái gì? Xuất Minh Lãng và đại quản gia đều chấn động, kinh hãi không thôi. Xuất Minh Lãng cả kinh nói. Cha, ngươi nói quá mức khoa trương a, tai họa ngập đầu gì chứ? Xuất Quân Uy nói. Các ngươi có biết những năm gần đây Xuất gia ta vì sao phải đại lực đến Đỡ Thương hội Mặc Vũ, để bọn hắn phát triển quy mô không chỉ gấp 10 lần không? Xuất Minh Lãng nói. Việc này ta cũng suy đoán qua, một là Thương hội Mặc Vũ đối với chúng ta cũng luôn cúi đầu nghe lời, những năm này cũng cho không ít chỗ tốt, hai là năm đó lúc Xuất gia ta nhất thống thành Trường Cốc đã xuất không ít lực. Đại quản gia đột nhiên biến sắc, cả kinh nói. Đại lão gia lo lắng người nọ sao? Xuất Quân Uy mặt sắc mặt ngưng trọng, nói. Đúng vậy. Đại quản gia cũng trở nên khó nhìn, nói. Đã qua lâu vậy rồi, huống hồ Tử Lăng chẳng qua chỉ là nha hoàn có duyên gặp mặt hắn một lần mà thôi, đoán chừng người nọ đã sớm quên mất rồi. Xuất Quân Uy thở dài. Đã quên thì không còn gì tốt hơn, nếu không quên, biết rõ chúng ta để hảo hữu hắn làm thiếp thất, hắc hắc. Nụ cười trên mặt hắn trở nên đắng chát, thậm chí sắc mặt hơi tái, trên trán còn có thể trông thấy mồ hôi rậm rạp chằng chịt. Xuất Minh Lãng kinh hãi nói. Đại quản gia, người các ngươi nói là ai thế? Đại quản gia nói. Năm đó Xuất gia nhất thống thành Trường Cốc, cũng không phải là Thương hội Mặc Vũ xuất lực, mà có một người cư công chí vĩ, thậm chí Đỗ gia thành Địa Long có thể độc đại, cũng là công người này. Chỉ có điều chuyện này cực ít người biết, mà người hai nhà cũng cực kỳ kiêng kỵ nên rất ít nói tới. Xuất Minh Lãng cả kinh nói. Lại có loại chuyện này sao? Chẳng lẽ người nọ là bằng hữu của Tử Lăng sao? Đại quản gia nói. Người nọ năm đó trọng thương, lưu lạc ở thành Trường Cốc, vừa lúc được Tử Lăng tiểu thư cứu được. Cho nên phi thường cảm ơn, trước khi rời đi bảo đại lão gia chiếu cố tốt Tử Lăng tiểu thư. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Kỷ phu nhân lại thu Tử Lăng tiểu thư làm con gái nuôi, cũng là nguyên do Xuất gia qua nhiều năm như vậy vẫn ủng hộ Thương hội Mặc Vũ. Thế nhân chỉ nói Tử Lăng là sau khi được Kỷ phu nhân thu làm nghĩa nữ mới nước lên thì thuyền lên, thật tình không biết toàn bộ Thương hội Mặc Vũ đều là nhờ vào phúc của Tử Lăng tiểu thư. Xuất Minh Lãng mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nói. Cha, cái này có thật không vậy? Vì sao đại sự như thế ta lại không biết? Xuất Quân Uy gật đầu nói. Thật sự, chỉ có điều người nọ những năm gần đây đều bị Thành Hồng Nguyệt truy nã, chúng ta không thể nói là có biết hắn, hơn nữa còn quen biết sâu. Xuất Minh Lãng nói. Người nọ rốt cuộc là ai? Đại quản gia nói. Lý Vân Tiêu. À, Xuất Minh Lãng quá sợ hãi, thân hình nhịn không được run thoáng một phát, cả kinh nói. Lý Vân Tiêu, đầu sỏ quấy Thành Hồng Nguyệt đến long trời lỡ đất lần này sao? Xuất Quân Uy nói. Đúng vậy, hiện giờ Thành Hồng Nguyệt biến đổi lớn, lệnh truy nã kia tự nhiên cũng hết hiệu lực, hơn nữa Lý Vân Tiêu sau khi đánh một trận xong danh chấn thiên hạ, mấy ngày nay khiến trong lòng vi phụ càng ngày càng bất an a. Khiếp sợ trong lòng Xuất Minh Lãng chậm rãi bình phục lại, cười lớn nói. Cha quá lo lắng, Lý Vân Tiêu kia hiện giờ danh tiếng đang thịnh, sao có thể nhớ rõ một tiểu nữ tử cửu hắn năm đó. Huống hồ người này tuy là người khởi xướng chuyện Thành Hồng Nguyệt, nhưng quấy Thành Hồng Nguyệt đến long trời lỡ đất chính là vô số cường giả, thực lực bản thân hắn dù cường hoành như thế nào cũng có hạn, dù sao tuổi vẫn bày ở đó. Sắc mặt Xuất Quân Uy biến hóa, khiển trách quát mắng. Ngươi ngàn vạn không nên có suy nghĩ này, sự khủng bố của Lý Vân Tiêu không phải ngươi có thể hiểu được đâu. Ngày sau tuy rằng cưới Đỗ Thương Hàn và Tử Lăng, nhưng nhất định không thể lạnh nhạt Tử Lăng, nếu không ta định không buông tha ngươi. Sẽ không đâu, cha. Xuất Minh Lãng hứa hẹn nói. Ta cùng với Tử Lăng vốn quan hệ vô cùng tốt, nếu không phải đột nhiên có chuyện này, ta đã trực tiếp để Tử Lăng làm chính thất rồi. Xuất Quân Uy nói. Ân, như thế là tốt rồi. Các ngươi đều đi xuống đi, việc này ta lại suy nghĩ thật kỹ, hy vọng không có chỗ sơ suất. Đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nói. Ta đã không có thời gian chờ ngươi suy nghĩ thật tốt đâu. Hiện giờ liền cho ta một câu trả lời thuyết phục đi. Thanh âm này bình thản như nước, lại lộ ra một cổ lạnh lùng khiến ngươi như rơi vào hầm băng. Xuất Quân Uy nhìn không được toàn thân run lên, vội vàng xoay người lại, hoảng sợ nói. Lý Vân Tiêu. Cái gì?
Xuất Minh Lãng và đại quản gia đều biến sắc, vội vàng cảnh giác, đại quản gia càng L trực tiếp lấy ra một cây ám tiễn, bắn lên bầu trời, ba một tiếng nổ bung. Lập tức từ bốn phương tám hướng có vô số hào quang bay lên trời, thoáng cái hội tụ tới. Trần Thiến Vũ đứng bên ngoài đồng tử đột nhiên co lại, lo lắng nói. Hắn sẽ không náo ra chuyện gì chứ? Chúng ta có cần gì viện trợ không? Dừng. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Chuyện chính hắn gây nên, thì để tự hắn xử lý. Huống chi đây là thành Trường Cốc, nào có cao thủ gì, ai có thể đối phó được hắn chứ? Trần Thiến Vũ ngẫm lại cũng thế, dùng thần trí của hắn cũng phát hiện trong phủ căn bản cũng không có cao thủ, cũng lạnh nhạt lại. Xuất Quân Uy nhìn bóng người ở một góc cách đó không xa, đã chấn kinh nói không ra lời, chỉ cảm thấy lòng không ngừng chìm xuống, mồ hôi lạnh chảy xuống. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua trên bầu trời, lạnh giọng nói. Đã lâu không gặp, Quân Uy đại nhân hoan nghênh ta như vậy sao? Ọt ọt. Xuất Quân Uy chỉ cảm thấy yết hầu như bị chế trụ, ọt ọt vài tiếng, toàn bộ gương mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi chính là Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Xuất Minh Lãng trầm xuống, quát. Chuyện gì phải cho ngươi câu trả lời thuyết phục gì? Chuyện xuất gia ta có liên quan gì tới ngươi? Hắn tuy rằng ngoài mạnh trong yếu, nhưng lại vạn phần cẩn thận kiêng kỵ. Dù sao người trước mắt này danh tiếng quá lớn, hơn nữa thần thức hắn quét tới giống như là bùn chìm biển cả, có thể thấy tu vị đối phương hơn xa hắn. Bất quá nghe con mới đẻ không sợ cọp, Xuất Minh Lãng cũng không quá sợ hãi, dù sao đầy trời đều là cường giả xuất gia, đã vây Lý Vân Tiêu chật như nêm cối, không lý nào không thắng được. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hắn, nói. Chuyện xuất gia ngươi tự nhiên không quan hệ với ta, các ngươi cho dù bị diệt môn ta cũng chẳng muốn quản, nhưng Tử Lăng là bằng hữu ta, bởi vậy phải qua cửa của ta đã. Xuất Minh Lãng cười lạnh nói. Tử Lăng sau khi gả cho ta chính là người xuất gia, không quan hệ với ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Vậy bây giờ nàng gả cho ngươi rồi sao? Xuất Minh Lãng khẽ nói. Không đến nửa tháng liền gả. Lý Vân Tiêu nói. Chuyện sau nửa tháng. Vậy ngươi bây giờ hô cái lông à? Ngươi! Xuất Minh Lãng thoáng cái liền nghẹn lời. Đại quản gia nói. Vân Tiêu công tử, chúng ta biết rõ Tử Lăng là hảo hữu công tử, nhưng Tử Lăng dù sao thân phận thấp kém, sao có thể sánh bằng Đỗ gia đại tiểu thư? Nếu để nàng làm chính thất, chúng ta làm sao ăn nói với Đỗ gia đây? Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói. Hừ hừ, vậy chính là nói. Các ngươi lựa chọn muốn cho ta một cái công đạo sao? Trên người hắn tản ra sát khí, đại quản gia lập tức cảm thấy toàn thân mát lạnh, vội vàng bạo lui. Không được làm càn. Xuất Minh Lãng nộ quát một tiếng, nói. Bắt lấy hắn. Phần đông võ giả trên bầu trời lập tức sắc mặt trầm xuống, đều nhìn Lý Vân Tiêu tựa như người chết, không biết tên ngốc từ đâu đến, lại dám dương oai ở xuất gia, thật không biết sống chết. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng giống to kinh thiên vang, toàn bộ phủ đệ đều đung đưa, một cổ sóng âm chi lực rất mạnh khuếch tán ở trên không, chấn cho mọi người hoảng sợ lui về phía sau. Xuất Quân Uy rốt cục hồi thần lại, sau khi hét lớn một tiếng liền tức giận nói. Đều cút xuống cho ta. Xuất Minh Lãng cả kinh nói. Cha, ta không cần sợ Lý Vân Tiêu này, vì sao phải để hắn làm càn chứ? 3. Xuất Quân Uy trực tiếp vung tay lên. Một tát tát bay hắn, sau đó cả giận nói với bầu trời. Còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn ta nói lần thứ hai. Võ giả trên bầu trời đều hít một hơi lạnh, lửa giận của đại lão gia bọn hắn cũng không dám thừa nhận, vội vàng quay người cực nhanh, nháy mắt đã biết mất không còn ai. Xuất Quân Uy nói. Đại quản gia, mau lấy linh tương linh quả chân tàng tốt nhất trong phủ tới đây. Không cần. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Bản thiếu gia rất bận rộn, không rảnh ăn linh tương linh quả của ngươi. Xuất Quân Uy, ta không hy vọng nói chuyện với một kẻ ngốc, ngươi trực tiếp nói rõ ràng với ta đi. Xuất Quân Uy chỉ cảm thấy một cổ lãnh ý dọc theo xương sống, toàn thân lạnh cả người, hắn nuốt vài ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói. Vân thiếu, chuyện này là như thế này. Kỳ thật ta cũng không muốn để Tử Lăng làm thiếp thất đâu. Thật sự. Hắn thoáng cái cũng không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy trong đầu đều quay cuồng, không rõ Lý Vân Tiêu làm sao biết được, mình dù có giải thích thế nào cũng đều vô dụng. Lý Vân Tiêu nói không nên lời, vậy coi như xong, không cần phải nói nữa,
trực tiếp nói cho ta biết ngươi kế tiếp định thế nào đi. Kế tiếp, kế tiếp. Xuất quân uy toát mồ hôi lạnh, nói. Để cho ta và người Đỗ gia lại châm trước xem sao. Lý Vân Tiêu vung tay lên, lạnh giọng nói. Xem ra ngươi hoàn toàn không để ta vào mắt, không cần châm trước nữa, hôm nay xuất gia liền xóa tên khỏi đại lục đi. Xuất quân uy kinh hãi, chỉ cảm thấy một cổ sát khí đập vào mặt, trong khoảnh khắc bản thân như rớt vào hầm băng. Lãnh ý xuyên vào linh hồn kia khiến hắn lập tức thanh tỉnh lại, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, nào có chỗ cho mình lựa chọn, nào có phần để mình châm trước chứ. Vân Tiêu công tử chuyện gì cũng từ từ, việc này ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, tiểu thư Đỗ gia làm thiếp thất. Xuất quân uy vội vàng quát to lên. Cổ sát ý kia giống như nước đã dìm ngập lỗ mũi mình vậy, nếu lại thêm một chút nữa thì phải bỏ mạng ngay. Toàn thân xuất quân uy đều ướt đẫm. Hơn nữa trong lòng kinh hãi đến tột đỉnh, năm đó tu vị Lý Vân Tiêu xa không bằng hắn, nhưng chiến lực lại trên cả hắn. Hắn mấy năm gần đây coi như cũng chăm chỉ khổ tu, thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, nhưng lại đột nhiên phát hiện chênh lệch giữa hai người lại càng lớn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Quân uy đại nhân, ngươi vừa nói gì ta nghe không rõ, hình như là để cho hảo hữu của ta chung chồng với nữ nhân khác thì phải. Toàn thân xuất quân uy run lên, vội vàng nói. Sai rồi, ta nói sai rồi, cái miệng này thật không nghe sai sử. Ba, hắn tát cho mình một bạt tai không chút lưu tình, khóe miệng còn chảy ra máu tươi, vội hỏi. Ta sẽ thối hôn ngay, bản thân ở đây thề, khuyển tử và tử lăng tiểu thư là thật tình yêu nhau, tuyệt sẽ không còn người thứ ba chen vào đâu. Cha, xuất minh lãng cực kỳ bất mãn, cả giận nói. Ta không phản đối thối hôn Đỗ gia, nhưng tiểu tử này quá mức càn rỡ. Quá xem mình. Câm miệng. Xuất quân uy tức giận không thôi, ba một tiếng lần nữa đánh tới một đánh, đánh cho xuất minh lãng thất điên bát đảo. Không cho phép nói bậy. Xuất minh lãng bụng mặt tức đến phát điên lên, chỉ cảm thấy tức giận cả đời này cộng lại cũng không nhiều như hiện giờ. Nhưng nhìn S mắt cơ hồ như muốn ăn người kia của xuất quân uy, khí thế lập tức yếu lại, bụng mặt không dám nói lời nào, chỉ tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Xuất quân uy ngượng ngùng cười làm lành nói. Vân Tiêu công tử chớ trách, khuyển tử thật sự không hiểu chuyện. Lý Vân Tiêu nói. Trong nhà không hiểu chuyện nhiều lắm chỉ ăn vài tát, ở bên ngoài không hiểu chuyện thì ngay cả mạng cũng ném đi đấy. Dạ dạ, Vân Tiêu công tử nói rất đúng. Xuất quân uy vội vàng phụ họa nói, hung hăng trừng mắt nhìn xuất minh lãng. Lý Vân Tiêu nói. Ngày đó ta giao tử lăng cho quân uy đại nhân chiếu cố. Là tín nhiệm đối với đại nhân, hôm nay thấy chuyện thế này thật khiến ta thất vọng. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, sẽ không còn lần sau nữa đâu. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lọt vào tai xuất quân uy lại như sóng to gió lớn, vội nói. Ta cam đoan, tuyệt sẽ không còn có lần sau đâu. Lý Vân Tiêu nói. Vậy là tốt rồi, nếu có lần sau, ta tuyệt sẽ không nói nhảm với ngươi câu nào nữa đâu. Xuất quân uy vội vàng cúi đầu nói không dám, hắn đột nhiên cảm thấy áp lực trên người giảm đi, lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện trong sân sớm đã trống trơn, Lý Vân Tiêu đã không thấy đâu nữa rồi. Toàn bộ trong tiểu viện một mảnh im ắng, chỉ còn lại xuất minh lãng bụng mặt oán giận đứng ở đó, khóe miệng còn có chút đâu, nếu không tất cả vừa rồi quả thật giống như đang nằm mơ vậy. Đã đi chưa? Xuất quân uy thì thào tự nói, trên mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu không thể hồi thần lại. Xuất minh lãng bụng mặt, tức giận nói. Cha ngày bình thường oai phong lẫm liệt, ra lệnh một tiếng trong thành không ai dám không theo, chính là nhân vật như một đời kiêu hùng, nơi đây lại là thành trường cốc địa bàn của chúng ta, vì sao phải sợ Lý Vân Tiêu kia chứ? Xuất quân uy quay mặt lại, lạnh lùng nhìn hắn, nói. Lý Vân Tiêu nói không sai, trong nhà không hiểu chuyện nhiều lắm chỉ bị tát mấy cái, ở bên ngoài không hiểu chuyện rất có thể sẽ mất mạng. Xuất gia sở dĩ có thể nhất thống thành trường cốc, chính là vì công tử tân gia ở bên ngoài không hiểu chuyện, đắc tội hắn. Xuất minh lãng cả kinh, nói. Mặc dù như vậy, xuất gia hôm nay vượt xa tân gia ngày xưa có thể so sánh, chẳng lẽ lại sợ hắn sao? Sắc mặt xuất quân uy trầm xuống, cả giận nói. Ngươi tên ngu xuẩn này, cút đi bế quan cho ta. Trước khi suy nghĩ thông thì không được đi ra. Xuất minh lãng giật mình nói. Vậy. Vậy hôn sự. Xuất quân uy nói. Đợi lấy tử lăng là được,
Đỗ gia tiểu thư ta sẽ sai người đi nói chuyện. Xuất Minh Lãng cả kinh nói. Vậy chẳng phải sẽ đắc tội Đỗ gia sao? Đắc tội, hắc hắc. Xuất Quân Uy cười lạnh nói. Nếu người Đỗ gia biết Lý Vân Tiêu xuất hiện, sợ rằng dù lá gan lớn như trời cũng không dám gả con gái đến đâu. Xuất Minh Lãng vẻ mặt không tin, nói. Cha đừng quá đề cao Lý Vân Tiêu như thế, người sợ hắn, người khác chưa chắc sợ đâu. Cút, cút đi bế quan. Xuất Quân Uy tức giận hung hăng đá tới một cước, trực tiếp đá bay Minh Lãng, cả giận nói. Hảo hảo tỉnh lại cho ta. Còn nữa, về sau nếu dám khi dễ Tử Lăng, lão tử là người đầu tiên muốn mạng của ngươi. Chính ngươi chết cũng được, chớ liên lụy toàn bộ Xuất gia. Mấy ngày sau, chuyện Xuất gia từ hôn khiếp sợ hai thành, thậm chí toàn bộ Đông Vực đều rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi đều hội tụ ánh mắt đến thành Trường Cốc và thành Điện Long. Loại chuyện công nhiên từ hôn này chính là vũ nhục lớn lao, bất kỳ gia tộc nào cũng khó có thể tiếp nhận, huống chi là Đỗ gia bá chủ thành Địa Long chứ. Ngay khi mọi người cho rằng thế lực hai bên tất nhiên sẽ xúc động, thậm chí dẫn phát sống mái quy mô lớn với nhau thì hai TTOA thành chỉ vẫn bình an vô sự, thậm chí liên hệ còn càng thêm liên hệ chặt chẽ, khiến tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Sau đó không lâu Xuất gia liền có hai nữ tử trực tiếp gả vào Đỗ gia, tựa hồ là đền bù tổn thất nào đó. Mà giờ khắc này, ba người Lý Vân Tiêu đã thông qua khóa vực truyền tống đại trận, tiến vào một trong chủ thành của Tây Vực, thành Giang Quái. Thành Giang Quái, một trong các chủ thành ở biên thùy Tây Vực, toàn bộ trong thành tràn ngập sương mù đầy trời, khiến xiêm y người ướt sũng. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bầu trời, xuyên thấu tầng hơi nước kia, ánh mặt trời bắn thẳng xuống, có chút chói mắt nói. Lại đến lúc ngưng tụ Bắc Thủy Nguyên Mộc Tinh Hoa sao? Khâu Mục Kiệt nói. Không thể tưởng được truyền thuyết dĩ nhiên là thật. Hắn nhìn thoáng qua xiêm y của mình, trên đó ngưng tụ ra bọt nước như mồ hôi thật nhỏ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra màu xanh lá nhàn nhạt, tràn ngập sinh cơ. Truyền thuyết gì? Trần Thiến Vũ nhướng mày, cũng cảm nhận được sự bất thường của sương mù đầy trời, không khí khô hạn lúc trước đã hoàn toàn thay đổi. Lý Vân Tiêu nói. Thành Giang Quái chính là nơi biên thùy Tây Vực, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, quanh năm tràn ngập tử khí, thường nhân khó có thể sinh tồn, mặc dù là võ giả bình thường sống lâu cũng bị trôi mất sinh cơ, cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy rất nhiều năm trước có vị tiền bối thiên tài, bố trí dưới tòa thành này một đại ngũ hành chuyển hoán trận, mỗi ngày đều có một canh giờ chuyển đổi khí tức kia thành Bắc Thủy Nguyên Mộc Tinh Hoa, duy trì sinh cơ mọi người trong thành, lúc này mới khiến cho thành Giang Quái liên tục không dứt, tồn tại trong thời gian dài như thế. Trần Thiến Vũ cả kinh nói. Đại ngũ hành chuyển hoán trận, cái này cũng có thể. Khâu Mục Kiệt mỉa mai nói. Ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể chuyển đổi lẫn nhau cũng không có gì kỳ quý cả, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch để khu động trận pháp. Trần Thiến Vũ thoáng cái giật mình, nói. Khó trách vừa rồi lúc vào thành thu chúng ta nhiều nguyên thạch như vậy, nếu không có Vân Thiểu ngăn cản ta, ta sợ rằng đã trở mặt tại chỗ rồi. Lý Vân Tiêu nói. Thu thuế cực cao chính là nguồn chủ yếu để duy trì trận pháp vận chuyển, năng lượng mỗi lần ngũ hành biến hóa cực kỳ kinh người, hơn xa thường nhân tưởng tượng. Trần Thiến Vũ nói, nếu hoàn cảnh đã ác liệt như thế, hơn nữa chỗ biên thùy, sao lại có người ở đây? Hơn nữa ta thấy rất nhiều võ giả kết bầy với nhau, bộ dáng đều rất hung ác. Khâu Mục Kiệt nhướng mày, lộ ra vẻ mong mỏi, nói. Người thánh vực đều vô tri như thế sao? Cùng một chỗ với người thật mất mặt, lăn xa một chút đi. Ngươi! Trần Thiến Vũ giận dữ nói. Khâu Mục Kiệt, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi chính là tội phạm mà Hóa Thần Hải truy nã đấy, nếu không phải ngươi đi cùng Vân Thiếu, bổn tọa giờ đã động thủ với ngươi rồi. Hắc hắc, đến đây. Trong mắt Khâu Mục Kiệt hiện lên dị sắc, đầu lưỡi màu đỏ tươi phun ra, thè lưỡi ra liếm đôi môi. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia giống như dã thú nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Trần Thiến Vũ. Trần Thiến Vũ trong lòng run lên, đối với bộ dạng quỷ dị kia của hắn cảm thấy kiêng kỵ vạn phần, mặt âm trầm ngẩng đầu lên. Nguyên lực chậm rãi hóa thành tinh vân lưu chuyển nơi lòng bàn tay, khí tức dần dần tản ra. 3. Lý Vân Tiêu bắt lấy tay hắn đè xuống, nói. Đừng hồ đồ, đừng quên mục đích tới đây. Trần Thiến Vũ nhướng mày, lúc này mới tán đi nguyên lực trong tay, lạnh hừ lạnh một tiếng, nói. Khâu Mục Kiệt, đợi chuyện này chấm dứt, ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Ha ha, người không biết không sợ.
Khâu Mục Kiệt khinh thường cười rộ lên, không chút che giấu khinh miệt trên mặt. Trần Thiến Vũ tức đến sắc mặt tái nhợt, lại không thể làm gì. Lý Vân Tiêu nói, chớ đấu khí với hắn, cũng đã là võ đế cửu tinh đỉnh phong rồi, vì sao còn ngây thơ thế chứ? Trần Thiến Vũ sững sờ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác cổ quái, mình lại bị một gã thiếu niên giáo huấn, càng cổ quái chính là sau khi bị giáo huấn, mình vậy mà không hề cảm thấy không khỏe. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, ngươi cũng không phải là thuật luyện sư, cho nên đối với thành giang quái không hiểu nhiều lắm. Nơi này là đường phải qua thông đến vô pháp thiên, mà vô pháp thiên thừa thải một loại tài nguyên thuật luyện cực kỳ trọng yếu, Thổ Hoàng Châu. Trần Thiến Vũ cả kinh nói, Thổ Hoàng Châu là sinh ra từ vô pháp thiên sao? Hắn quanh năm đi theo bên người Viên Cao Hàn, đối với các loại tài nguyên thuật luyện cũng có hiểu biết chút ít. Thổ Hoàng Châu chính là hạt châu thổ hệ hội tụ đại địa chi lực, công dụng rất nhiều, đẳng cấp cũng chênh lệch thật lớn, rẻ thì không đáng một đồng, đắt thì giá trị thiên kim. Mấu chốt là công dụng và tiêu hao vật ấy đều thập phần cực lớn, đặc biệt là luyện chế huyền khí cỡ lớn, ví dụ như các loại chiến hạm, lượng cần thật sự hết sức kinh người. Lý Vân Tiêu nói, đúng vậy, hoàn cảnh ác liệt của vô pháp thiên khiến cho võ giả bình thường căn bản không cách nào ở lâu, cho nên phải có một khu vực giảm sóc, chính là thành giang quái này. Thì ra là thế, Trần Thiến Vũ chợt nói. Vậy đám võ giả kia chính là đội ngũ chuyên môn tìm kiếm Thổ Hoàng Châu sao? Chỉ là thực lực kém không khỏi quá lớn đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Có bao nhiêu bổn sự thì sống bấy nhiêu. Những thế lực kia kém một chút thì lưu ở ngoại vi, thực lực cường hoành có thể trực tiếp xâm nhập vào trong vô pháp thiên. Hơn nữa hoàn cảnh vô pháp thiên thập phần thích hợp võ giả thổ hệ tu luyện, có đại lượng võ giả tán tu ẩn cư trong đó. Nói tóm lại, nơi này tuy rằng hiểm ác nguy hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một khối phong thủy bảo địa. Trần Thiến Vũ nói, lựa chọn nơi đây làm chuyện kia ngược lại cũng là một quyết định tốt. Khâu Mục Kiệt trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc đang thương lượng chuyện gì? Trần Thiến Vũ cười lạnh nói, đây không phải là chuyện àm một ngoại nhân như ngươi nên biết, ngươi thành thật đi theo là được. Khâu Mục Kiệt hơi biến sắc mặt, ngược lại hiện ra một tia châm chọc, cười lạnh nói, đầu ép. Người nghĩ rằng ta có hứng thú muốn biết không? Ha ha ha! Trần Thiến Vũ giận dữ, quát dẹp đường. Câm miệng cho bản tỏa. Lý Vân Tiêu thở dài, Trần Thiến Vũ tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng vẫn là kinh lịch quá ít, sao có thể cùng với Khâu Mục Kiệt so đấu, hoàn toàn là cấp bậc thái điểu. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Không phải là Viên Cao Hàn và Lý Vân Tiêu lưng thánh vực làm một ít chuyện nhận không ra người mà thôi. Trần Thiến Vũ giận dữ, nói. Vân Thiếu, người dẫn theo một người như vậy bên cạnh, thực sự đáng tin sao? Đại sự như vậy, không được xảy ra nửa điểm sai lầm, vạn nhất có. Lý Vân Tiêu trực tiếp ngắt lời nói. Được rồi, người lại nổi giận, phải học được khống chế tâm tình của mình. Viên Cao Hàn vì sao còn chưa tới? Trần Thiến Vũ sửng sốt một chút, trong lòng khẽ kinh hãi, hừ lạnh một tiếng, nói. Viên Cao Hàn đại nhân có lẽ là có việc trì hoãn. Lý Vân Tiêu thầm mắng một tiếng chính mình ngu xuẩn, hỏi một chút giới thần bi bên trong Viên Cao Hàn hồn thể chẳng phải sẽ biết ma, còn nhiều hơn thứ nhất cử hỏi hắn. Bên trong giới thần bi, Phương Thốn Sơn. Sắc mặt của Viên Cao Hàn ngưng trọng, nói. Ta khả năng bị người theo dõi, chính đang nghĩ biện pháp bỏ rơi bọn họ. Lý Vân Tiêu nói. Cũng biết là ai. Viên Cao Hàn nói. Không có đầu mối, nhưng hơn phân nửa là người của Vi Thanh. Vi Thanh cũng bởi vì chuyện Trần Thiến Vũ tìm tới ta, bị ta cản trở lại, hắn một bụng lửa giận. Còn nữa, là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là người bên này có thể bảo đảm an toàn. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, bất luận kẻ nào cũng không biết đệ nhị hồn thể của ngươi ở chỗ này của ta, cho dù Vi Thanh tự mình xuất thủ, ta cũng có thể để hắn có đến mà không có về. Viên Cao Hàn kinh ngạc một chút, tùy tiện nói, việc Hồng Nguyệt Thành ta đã biết. Thánh vực tuy rằng còn chưa chính thức hạ lệnh phát lệnh truy nã ngươi, nhưng đã đem ngươi xếp vào nhân vật số 1 phải phát lệnh truy nã, thứ nhì đó là Diệp Phàm còn có Sa Vưu, chỉ bất quá lệnh truy nã ban bố nói, ảnh hưởng quá lớn, chỉ có thể hiểu lòng không hết. Lý Vân Tiêu cười nói, bọn họ muốn bất quá là thánh khí mà thôi, kiện luân hồi đại chuyển bàn thánh vực kia xử lý như thế nào rồi? Luân hồi đại chuyển bàn. Viên Cao Hàn sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc.
Lý Vân Tiêu nói. Nghĩ không ra bọn họ đem chuyện này đều che giấu đối với ngươi, chẳng qua là lúc đó người ở tại Tràng Đông Đảo, loại sự tình này có thể che giấu được sao? Hắn lập tức đem chuyện luân hồi đại chuyển bàn giản lược nói một lần. Viên Cao Hàn hơi biến sắc mặt, tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe lên một tia vẻ tức giận, lạnh lùng nói. Cứ để cho bọn họ trước tiên nghiên cứu đi thôi. Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu là nghiên cứu không nổi manh mối, cuối cùng vẫn phải tìm ngươi cùng nhau nghiên cứu, đặc biệt sau khi ngươi xong hồn hợp nhất, thành tựu đỉnh phong. Viên Cao Hàn nói. Trước không nói chuyện việc này, đều là nói sau. Ta bỏ rơi đám người theo dõi ta, dẫn bọn hắn đến Bắc Vực đi dạo, có tin tức ta liền lập tức thông chi ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu, liền biến mất ở trong giới thần bi. Bên trong giang quái thành, Lý Vân Tiêu nói. Sợ là Viên Cao Hàn nhất thời nửa khắc tới không được, chúng ta trước tiên ở nơi này đi, hơn nữa ta đối với hoàn cảnh chỗ này cũng phi thường có hứng thú. Hoàn cảnh, ngươi chỉ là đại ngũ hành chuyển hoán trận này. Khâu Mục Kiệt trầm tư nói. Lý Vân Tiêu cười nói. Năm xưa ta đã từng tới một lần ở đây, lúc đó chính là vì tìm kiếm nghiên cứu đại ngũ hành chuyển hoán trận, đã không có gì hứng thú. Khâu Mục Kiệt nói. Vậy lần này hứng thú chẳng lẽ là loại tử hôi chi khí này? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Không sai, nếu là ta không đoán sai, vật này là một loại biến dị thổ hệ nguyên tố chi lực cực mạnh. Năm xưa ta liền phát giác được, chỉ bất quá chưa từng có ý ở lâu mà thôi. Trong mắt hắn phóng xuất quang mang tới, hiện tại lại không phải bình thường, nếu là có thể tìm được một loại thổ hệ nguyên tố rất mạnh, luyện hóa đến trong đâu xuất thiên, uy lực kia to lớn ai có thể địch nổi. Khâu Mục Kiệt cũng không biết cái này, chỉ nói là nói. Thổ hệ nguyên tố chi lực cường đại như vậy, nếu là có thể luyện hóa cho mình sử dụng tất nhiên hết sức lợi hại, chỉ là thứ này ở vô pháp thiên tồn tại lâu như thế, cũng không thấy có người đến thu, người muốn thu sợ là rất khó. Lý Vân Tiêu nói, người nói có lý, nhưng không thử một chút làm sao biết được đây. Thuật đạo hoặc giả võ đạo, đến tầng thứ này của chúng ta rồi, muốn tiến thêm một bước đều là rất khó. Trong mắt của Khâu Mục Kiệt lóe lên kinh ngạc, nói. Do đó ngươi đoạt xá trùng tu. Trần Thiến Vũ trong lòng chấn động, có chút hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi chuyện này không cần phải để ý đến. Kiệt 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 kiệt. Khâu Mục Kiệt thoáng chút cười kỳ quái. Nguyên lai ngươi là so với ta càng thêm cực đoan, càng thêm đi cực đoan a, ha 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 ha. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chuyện này cũng có thể khiến cho ngươi hưng phấn điểm. Khâu Mục Kiệt nhất thời ngậm miệng, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ cùng thanh lãnh. Trần Thiến Vũ tựa hồ thoáng chút chậm bất quá thần, kinh ngạc nói. Vân Thiếu, ngươi. Lý Vân Tiêu nói. An tâm làm tốt chuyện lần này, không nên phân tâm không chuyên tâm, không nên quản cũng đừng quản. Trần Thiến Vũ trong lòng lần thứ hai cả kinh, Lý Vân Tiêu mỗi lần nói đều có thể thức tỉnh người khác. Nhất thời tin tưởng Khâu Mục Kiệt nói. Lúc này khắp bầu trời sương mù bắt đầu dần dần tiêu tán, trong không khí từ từ trở nên khô ráo, lộ ra không ít người rất thưa thớt, hơn nữa đều là hai hàng lông mày nhăn lại. Trần Thiến Vũ giơ tay lên tới, nhìn thoáng qua cánh tay mình, cả kinh nói. Tử hôi chi khí thật mạnh, mới vừa rồi còn tư nhuận ra, trong khoảnh khắc mà bắt đầu trở nên khô cạn, mất nước thật lợi hại. Lý Vân Tiêu cũng là giơ cánh tay lên tới. Thân thể của hắn mạnh mẽ xa ở trên Trần Thiến Vũ, mặt ngoài da tựa hồ bao trùm một tầng xám cho thật mỏng, nhẹ nhàng thổi một hơi, lớp bụi này vẫn không lay động. Khâu Mục Kiệt vươn tay ra lăng không một chảo, không khí bốn phía tùy theo lưu động, chậm rãi ở lòng bàn tay hội tụ thành một đậu tằm lớn nhỏ bừng, thành cho sắc. Hắn trực tiếp lấy tay nắm lại, đột nhiên nhíu mày tới, đưa bàn tay mở ra, chỉ thấy chỗ da tiếp xúc chợt bắt đầu nổi lên vết nhăn, thậm chí bóc ra đứng lên. Làm sao có thể? Khâu Mục Kiệt kinh hãi, hắn lúc này mặc dù không có biến thân, nhưng cường độ thân thể cũng không phải võ giả phổ thông có thể so sánh. Liền thân thể của ta đều không chống đỡ được tử hôi chi khí, vậy võ giả phổ thông làm sao còn có thể ở trong hoàn cảnh này sinh tồn? Lý Vân Tiêu nói, lâu dài thành thói quen mà thôi, huống hồ chúng ta đều là thân thể trực tiếp bại lộ ở dưới bụi bặm này, những người khác đều dùng nguyên khí hộ thể. Còn nữa ai có thể giống như ngươi vậy trực tiếp tay không đem bụi bặm trong không khí ngưng tụ, ngươi một miếng nhỏ bụi bặm sợ là bên trong phương viên trăm trượng thổ hệ chi lực đều hút hết đến. Khâu Mục Kiệt cười nói.
Điều này cũng đúng. Trần Thiến Vũ nói. Quanh năm dùng nguyên lực hộ thể chống lại hoàn cảnh này, đích thật là phương pháp tu luyện tốt. Hơn nữa phỏng chừng càng tới gần vô pháp thiên, loại tổn hại này sẽ càng lớn. Lý Vân Tiêu giơ tay lên tới, trên cánh tay đột nhiên tuôn ra vô số bọt nước, hội tụ thành dòng chảy nhỏ giọt, đem hôi sắc bụi bặm này chậm rãi tẩy đi. Bụi bặm vừa gặp dòng nước liền tan ra, đảo mắt đã rửa sạch rồi. Khâu Mục Kiệt cau mày nói. Biến dị chi thủy. Lý Vân Tiêu nói. Ừ, nước này là thiên địa thủy nguyên, xem ra ở chỗ này có thể phát huy tác dụng. Trong lúc bất chợt ba người đều là nhướng mày, cơ hồ cũng là động tác vô ý thức. Chỉ thấy một đạo trưởng phong phá không mà đến, mạnh mẽ đánh về phía sau của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đột nhiên xoay người, đưa tay ra nhẹ nhàng một chảo, ngũ chỉ liền đội lên cánh tay của người, trực tiếp đem nguyên khí của hắn cắt đoạn. Phanh, 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 tuôn ra nguyên khí ở trong kinh mạch lưu sướng, trong nháy mắt bị cắt đứt, trong lúc nhất thời vô pháp quay ngược về, nhất thời xông vào các đại khiếu huyệt trong cánh tay, toàn bộ nổ lên. A! À, người nọ bi thảm quát to một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời có chút không cam lòng, tay trái lóe lên, một thanh lợi kiếm liền đâm về phía yết hầu Lý Vân Tiêu. Trên kiếm quang hàn quang chớp động, kiếm ý lăng liệt nuốt nhổ ra, tựa như trường xà lẻ lưỡi. Lý Vân Tiêu lần thứ hai giơ tay lên, trực tiếp bấm tay bắn ra. Phanh! Đạo kiếm quang kia trong nháy mắt bị chôn vùi, cả thanh kiếm cũng tuột tay ra, chấn bay ra ngoài. Người đánh lén hiện ra thần sắc không cam lòng, tràn đầy tất cả đều là khiếp sợ, nương theo một chỉ của Lý Vân Tiêu đem chính mình đánh bay lực lược, dưới chân mạnh mẽ dẫm lên một cái, xoay người liền trên không trung liên tục chớp động, thoáng chút tiêu thất ở trên đường phố. Trần Thiến Vũ cau mày nói. Điều nhân nào vậy? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, nói. Không biết, cùng đi xem. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, liền biến mất ở tại chỗ. Còn lại hai người cũng là theo sát phía sau, thoáng chút liền biến mất. Tên nam tử đánh lén kia vóc người ngắn nhỏ tinh luyện, tựa hồ hết sức quen thuộc địa đồ giang quái thành, mấy hơi thở liền xuyên qua có vài nhai đạo, đồng thời chuyên môn tìm một ít địa phương cổ quái hẻo lánh đi, sau một lúc mới xông vào trong một gian phòng nhỏ. Một lát sau, tên nam tử kia mới từ bên trong đi ra, triệt để thay đổi một bộ y phục, thần thái và khí chất so với lúc chưa cơ hoàn toàn khác nhau. Nam tử nghênh ngang ở trên đường đi dạo vài vòng, xác định chính mình không có bị theo dõi, lúc này mới hữu ý vô ý đi vào một gian nhà nhìn như sang trọng. Diêm Hành, thế nào loại trang phục này, gặp phải phiền toái? Bên trong tòa nhà sang trọng, có hơn 10 người vây quanh một chỗ, tựa hồ đang thương thảo cái gì? Ai, đừng nói nữa, làm ta sợ muốn chết. Nam tử đem cái nón trên đầu gỡ xuống, lấy tay ở trên mặt lau mấy cái. Nhất thời toàn bộ son phấn xóa hết, lộ ra hình dáng, trên mặt còn tràn đầy vẻ sợ hãi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có thể để cho ngươi bị hù dọa thành cái bộ dáng này cũng không thấy nhiều. Trong sảnh người cầm đầu trong mắt nổ bắn ra tinh mang, hắn một thân bố bào rộng lớn, đường hoàng ngồi ở vị trí đầu, một chân trực tiếp dẫm trên ghế, trên môi có chút phi tì, tóc vẫn là trắng bạc, hiển nhiên đã trải qua không ít tang thương. Đại đội trưởng, nếu không phải ta chạy trốn mau, lần này sợ rằng thực sự cũng không thể trở về gặp chư vị huynh đệ. Diêm Hành trực tiếp đi ra phía trước, đem cái bình rượu trên bàn cầm lên đổ mấy ngụm lớn, mới thở hổn hển, sắc mặt dần dần trở nên có chút hồng nhuận. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong thành cao thủ người nào không biết ngươi là người của Thanh Câu Dòng binh đoàn chúng ta, dĩ nhiên cũng dám trêu chọc. Thoáng cái mọi người tâm tình kích động, đều là trừng mắt lên, tỏ vẻ muốn báo thù cho Diêm Hành. Chỉ có đại đội trưởng sắc mặt trầm ngưng, chậm rãi nói rằng. Là người từ bên ngoài tới hay là từ bên trong tới? Diêm Hành nói. Bên ngoài tới. Bên ngoài. Trong đại sảnh một chút yên tĩnh lại, đều là nhìn Diêm Hành. Tả Thừa sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Trong đoàn quy củ lẽ nào ngươi không rõ ràng lắm sao? Người bên ngoài tới nghìn vạn lần không nên tùy ý đắc tội. Giang Quái Thành là địa phương nào? Người thường sao lại tùy ý tới đây? Đúng vậy, Diêm Hành, người trong ngày thường đều thật cơ trí, thế nào đột nhiên hồ đồ vậy? Trong đoàn quy củ, toàn bộ người từ bên ngoài đến trước khi siết vị thăm dò để tế tiền giống nhau không được động thủ, người thực sự là chính mình tìm đường chết. Người không có việc gì là tốt rồi, sau đó nghìn vạn lần đừng tái phạm sai lầm này nữa,
chọc đội trưởng đại nhân tức giận. Mọi người vừa thấy Tả Thừa tức giận, đều là nói trách cứ. Tả Thừa trầm giọng nói. Ngươi vững tin không bị người theo dõi. Diêm Hành hoảng hốt vội nói. Tuyệt không có khả năng, ta thế nhưng ở trong thành kéo dài cả ngày mới vừa về. Diêm Hành thủ đoạn tiềm hành vẫn là vô cùng cao minh, đội trưởng đại nhân có thể yên tâm. Một người mở miệng nói. Tả Thừa gật đầu, nói. Đem tình hình kể lại nói một lần, hoàn cảnh giang quái thành ác liệt như vậy, không có thực lực cường đại và mục đích là tuyệt không có không người nào tới đây du ngoạn, mà ngươi cũng là người thông minh, tại sao lại phạm sai lầm cấp thấp này? Diêm Hành lau mồ hôi lạnh trên trán, tựa hồ lòng còn sợ hãi, cánh tay mơ hồ làm đau, để vùng xung quanh lông mày đều nhíu lên, nói. Cho nên ta đột nhiên xúc động xuất thủ, là bởi vì phát hiện trên thân người tới có chứa biến dị thủy hệ nguyên tố cực mạnh. Biến dị thủy hệ nguyên tố. Cái này để tất cả mọi người giật mình, toàn bộ lộ ra vẻ ngưng trọng, hơn 10 người trong hai mắt càng toát ra tinh mang tới. Ngay cả Tả Thừa cũng là sắc mặt đại biến, nói. Ngươi đã xác định. Diêm Hành gật đầu nói. Có thể xác định, do đó ta mới nhìn không được xuất thủ, hơn nữa người kia niên kỷ hết sức trẻ tuổi. Lúc ta xuất thủ vốn tưởng rằng nắm chặt cực lớn, mặc dù rất có khó khăn cuối cũng có thể đắc thủ. Cho dù đánh không lại thì chạy thoát sẽ không có vấn đề. Dù sao ta không xuất thủ, hắn rất nhanh sẽ bị dòng binh đoàn khắc phát hiện, đến lúc đó biến dị thủy nguyên tố khả năng sẽ không còn. Tả Thừa nói. Thảo nào, sau đó thì sao? Sau đó. Diêm Hành cả người run lên, sợ hãi nói. Sau đó ta bỏ chạy rồi. Chạy, ta chỉ là quá trình xuất thủ. Tả Thừa bất mãn hỏi nói. Diêm Hành sắc mặt trắng bệch. Nhấp môi một cái, không biết là nguyên nhân hoàn cảnh hay là cái khác, lớp da trên môi bị nẻ ra, rỉ ra tia máu, lẩm bẩm nói. Kinh khủng, nam tử trẻ tuổi kia thực lực quá kinh khủng, chính là ta bình sinh chưa từng thấy qua cường đại. Ta chỉ ra hai chiêu, đối phương đều hời hợt ngăn lại, chẳng lẽ đối phương không có ý giết ta, bằng không ta căn bản là trốn không thoát. Bình sinh chưa từng thấy qua, ngươi xác định. Trên mặt Tả Thừa lộ ra ngưng trọng, chăm chú nhìn hắn hỏi. Người kia số tuổi thật sự bao nhiêu? Diêm Hành nói. Xác định, thật xác định. Tuy rằng ta cũng không thể tin được, nhưng thực lực của người kia khẳng định ở trên đội trưởng đại nhân. Niên Kỳ nói, đánh giá chừng 20 tuổi đi. Trong đại sảnh một trận an tĩnh, mọi người ngưng trọng và ánh mắt tham lam thoáng chút trở nên ngạc nhiên. Ha ha ha. Sau đó bộc phát ra tiếng cười vang, tất cả mọi người đều cười đến ngã trái ngã phải. Tràn đầy các loại nhãn thần khinh miệt và giễu cợt. Khuôn mặt của Diêm Hành thoáng chút thẹn thùng đỏ bừng, phẫn nộ quát. Các ngươi cười cái gì? Ta nói hoàn toàn là thật. Tả Thừa không cười, chỉ là cau mày nói. Chừng 20 tuổi, hơn nữa thực lực còn ở trên ta. Diêm Hành kiên định nói. Đúng vậy, điểm ấy ta tuyệt đối sẽ không tính sai. Tả Thừa nói. Ta chính là thực lực bát tinh đỉnh phong vũ đế. Nhiều năm ở vô pháp thiên trà trộn, thực lực chân chính hoàn toàn có thể cùng cửu tinh vũ đế đánh một trận, thực lực ở trên ta đó là cái khái niệm gì? 20 tuổi cửu tinh trung giai vũ đế. Nói đến đây, chính hắn cũng nhịn không được bật cười. Diêm Hành sửng sốt một chút, khuôn mặt đỏ hơn, ở đây xác thực không có cách nào khác phản bác, 20 tuổi cửu tinh trung giai vũ đế, phóng nhãn đại lục là tuyệt đối không tồn tại, nhưng hắn biết mình cảm giác tuyệt sẽ không sai. Người nọ thực sự chỉ có 20 tuổi, cũng thực sự thực lực so với Tả Thừa mạnh hơn, chỉ là không có cách nào khác giải thích, bởi vì hắn chính mình tận mắt nhìn thấy đều rất khó tiếp thu, huống hồ là người khác. Hắn bình tĩnh nói, người nọ bây giờ còn đang bên trong thành, các ngươi sớm muộn sẽ biết. Trong con ngươi của Tả Thừa bắn ra tinh mang nói, người nọ hiện ở nơi nào, nhóm mấy người? Diêm Hành nói, ta ở chủ nhai phổ thông gặp thấy bọn họ, nhóm 3 người. Hai người khác nhìn qua cũng không phải dễ trêu chọc, sợ rằng đã có dòng binh đoàn khác cũng để mắt tới bọn họ. Đội trưởng đại nhân, chúng ta động thủ đi. Chỉ là 3 người mà thôi, vì biến dị thủy hệ nguyên tố, đáng giá. Một người trong mắt phóng xuất tinh mang, đề nghị. Người còn lại nói. Biến dị thủy hệ nguyên tố ở bên trong vô pháp thiên tác dụng cực lớn, quả thực chính là ở nhà lữ hành, giết người cướp của chuẩn bị thần vật A. Trên mặt của Tả Thừa thần sắc biến hóa bất định, tựa hồ không nắm được chủ ý. Đội trưởng đại nhân, chuyện lần này chúng ta mưu hoa,
nếu là có thể có cường đại biến dị thủy hệ nguyên tố phụ trợ, xác suất thành công tất nhiên tăng nhiều. Đúng vậy, địa phương quỷ quái này, có thể chống lại tử hôi chi lực liền tranh thủ được chủ động cực lớn, Bạch Nha Dòng binh đoàn tất tư bất cũng là bởi vì có La Vương bảo thủy, lúc này mới có thể ở khắp nơi áp chúng ta một đầu sao. Mọi người hô tiếng vang lên, đều là tán thành chém giết. Tả Thừa nói, Diêm Hành ngươi thấy thế nào? Diêm Hành thở dài, nói, đội trưởng đại nhân, nếu là mọi người cố ý muốn đi, ta tự nhiên cũng sẽ đi theo, cùng sinh cùng tử. Nhưng ta thật không hy vọng mọi người đến, bởi vì thực sự muốn đi tìm chết a. Hừm, ta còn thật không tin, chính là thiếu niên chừng 20 tuổi, đã đem ngươi dọa sợ đến như vậy. Một người bất mãn hừ lên. Trên mặt Tả Thừa hiện lên cực độ dãy giụa, cắn răng nói. Trước tiên phóng mặc cho bọn hắn ở trong thành du đãng một đoạn thời gian, chúng ta gia tăng theo dõi là được, để dòng binh đoàn khác đi thử một chút lực lượng của bọn họ. Đội trưởng đại nhân, như vậy có thể bỏ lỡ liễu cơ hội hay không? Một người bất mãn nói. Diêm Hành trong mắt sáng ngời, tựa hồ nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Tả Thừa nói. Diêm Hành nói như vậy tuy rằng ta cũng không quá tin tưởng, nhưng ta là đội trưởng, dù sao cũng phải vì an toàn của mọi người phụ trách, vẫn phải cẩn thận là hơn, huống hồ mặc dù người nọ không có kinh khủng như Diêm Hành nói, chí ít cũng là một ngạnh cha tử. Ba, ba, ba. Một đạo tiếng vỗ tay thanh thúy truyền đến, Lý Vân Tiêu cười nói. Không sai, có thể đảm nhiệm được đội trưởng chi chức, vừa rồi quyết định kia đã cho các ngươi từ quỷ môn quan đi một lượt. Là ai? Mọi người bỗng nhiên choáng váng, một chút xung động, bóng người bay lên, trong nháy mắt đem ba người Lý Vân Tiêu vây quanh. Diêm Hành sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói. Là hắn, chính là hắn. Các ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? Hắn tuy rằng nghĩ tới đáp án, nhưng lại không thể tin được, có lẽ nói không thể tiếp thu. Lý Vân Tiêu cười nói. Chư vị không cần cảnh giác, bởi vì các ngươi đám cặn bã này thực lực cảnh giác cũng không cần. Xin lỗi ta nói chuyện luôn luôn đều là trực tiếp như vậy. Còn nữa, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý gì. Hắn nói cái gì, dõng dạc nói chúng ta là đống cặn bã. Mọi người đều giận dữ, nhưng ba người Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện cũng xác thực để cho bọn họ kinh hãi không ngớt, nội tâm cảnh giác vạn phần, không dám tự ý động thủ. Tả Thừa cũng cảm thấy áp lực lớn lao, trên thân ba người dĩ nhiên không có nửa điểm nguyên lực ba động. Nội tâm hắn kinh hãi không thôi, ba người này hiển nhiên không thể nào là phàm nhân, chỉ có thể nói rõ tu vi của mình nhìn không thấu bọn họ. Ba vị, nếu là Diêm Hành trước đó có chỗ nào đắc tội, hắn cũng đã bị trừng phạt cực lớn, xin hãy ba vị giơ cao đánh khẽ. Tả Thừa cố gắng đè lại nội tâm kinh đào hãi lãng, thoáng chút đã chịu thua đứng lên. Thanh Câu Dòng binh đoàn tất cả mọi người quanh năm ở đường danh sinh tử lăn lăn lộn tới được. Vừa nghe đội trưởng nói chuyện và giọng nói kia nhất thời hiểu rõ ra, ba người trước mắt này tuyệt đối vô pháp dùng lực, không khỏi vạn phần giật mình. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười nói. Đội trưởng rất thông minh. Tả Thừa khổ sở nói. Đại nhân tới đây không phải là để chê cười tại hạ đi. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tả Thừa trầm tư một trận nói. Đại nhân tới Giang Quái Thành nhất định là có chuyện khác. Tại hạ Thanh Câu Dòng binh đoàn đội trưởng Tả Thừa, đoàn chúng ta ở Giang Quái Thành coi như là danh tiếng không nhỏ, nếu có cần, nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực. Trần Thiến Vũ nhịn không được hỏi nói. Ngươi giống như xác định chúng ta tới đây có việc. Tả Thừa cười nói. Vừa rồi vị đại nhân kia cũng nói, chúng ta đống cặn bã này thực lực ở đại trong mắt người không đến một phơi nắng, đại nhân đối với chúng ta cũng không ác ý. Nếu là chỉ muốn nghiêm phạt Diêm Hành nói. Lấy thực lực của ba vị đại nhân, chắc chắn sẽ không để cho hắn chạy thoát. Lý Vân Tiêu nói. Không sai, ta thích cùng người thông minh giao tiếp, ta tìm các ngươi đích xác có việc. Hắn Khai Môn Kiến Sơn nói rằng. Các ngươi đối với vô pháp thiên hiểu được bao nhiêu? Hiểu bao nhiêu? Tả Thừa cười hắc hắc nói. Không dám nói rất nhiều, dù sao phương thiên địa này quá mức cổ quái. Nhưng người trong thiên vũ giới so với huynh đệ chúng ta hiểu rõ hơn phiến thiên địa này thật sự không nhiều. Ta ở chỗ này lăn lộn sắp 50 năm. Trong mắt của Lý Vân Tiêu sáng ngời, nói. Không sai, xem ra ta tìm đúng người. Người đem chuyện người biết được về vô pháp thiên này toàn bộ nói ra. Tả Thừa sửng sốt một chút, nói. Toàn bộ nói ra, vậy làm sao nói, sự tình quá nhiều,
chuyện của ta đây 50 năm qua đều cùng với vô pháp thiên có liên quan. Khâu Mục Kiệt nhướng mày, nói. Không cần phiền phức như vậy, ngươi trực tiếp đưa hắn siêu hồn không phải xong rồi. Chi? Tất cả mọi người đều hút một ngụm lãnh khí, sợ đến chợt lui ra tới. Tả Thừa cũng là sắc mặt đại biến, mạnh mẽ vừa lui ra 10 trượng xa, trực tiếp đem phòng khách đụng nát, trong tay một mảnh bạch mang sáng lên, đúng là một thanh chiến đao sáng loáng nắm trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm ba người. Trần Thiến Vũ tức giận nhíu mày, lạnh lùng nói. Phong Tử Kiệt, thu hồi tâm địa ác độc của ngươi đi, đừng làm cho người khác đã cho ta với ngươi cũng là cùng một đường. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi xem ngươi đem mọi người dọa sợ rồi. Hắn khẽ cười nói. Vẫn là để ta tới hỏi đi, đội trưởng đại nhân đối với vô pháp thiên này là hình thành như thế nào cũng biết. Vô pháp thiên hình thành. Tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó rơi vào trầm tư, Tả Thừa cũng suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên, chậm rãi nói rằng. Vô pháp thiên tồn tại đã bao lâu không có ai biết, ta thật ra nghe qua một ít truyền thuyết. Nói rằng phiến đại địa này đó là Tử Chi Minh Quốc, do khí thức của tử địa truyền ra, lúc này mới đưa đến thiên địa dị biến, thành hoàn cảnh hiện tại này. Nga! Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, cũng không ra vẻ, chỉ là hỏi nói. Truyền thuyết này ngươi tin không? Tả Thừa cười khổ nói. Nói thật đi, không quá tin tưởng. Lý Vân Tiêu nói. Vậy ngươi khẳng định có ý nghĩ của chính mình chứ? Tả Thừa nói. Tại hạ cho rằng khí hậu hình này thành nguyên nhân căn bản chắc là vô pháp thiên địa mạch tạo ra. Địa mạch sinh ra cùng loại nguyên tố biến dị biến hóa, vô số năm tháng tích lũy xuống tới đã tạo thành bộ dáng như bây giờ. Lý Vân Tiêu nói. Địa mạch biến dị, mặc dù là địa mạch biến dị cũng có thể có nguyên nhân chứ? Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói. Ngươi trực tiếp hỏi hắn có khả năng là biến dị thổ hệ nguyên tố dẫn đến hay không? Biến dị thổ hệ nguyên tố? Tả Thừa cả kinh, vội hỏi. Ta cũng nghĩ tới loại tình huống này, nhưng muốn tạo thành đại quy mô hoàn cảnh biến dị như vậy, thổ hệ nguyên tố cần mạnh bao nhiêu? Sợ là đã đạt đến trình độ đại địa tức nhưỡng. Khâu Mục Kiệt cau mày nói. Tương truyền tức nhưỡng chi thổ diễn biến đại địa, chính là tiếp cận thổ hệ bổn nguyên tồn tại nhất, ai cũng biết ở đây có đại địa tức nhưỡng. Lý Vân Tiêu biết không có khả năng, đại địa tức nhưỡng có thể nói là thổ hệ nguyên tố mạnh nhất, sản sinh tỷ lệ biến dị cực kỳ bé nhỏ, hắn nói. Các ngươi có thể đi qua khu vực trung tâm của vô pháp thiên này. Thanh Câu Dòng binh đoàn mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến, Tả Thừa cũng là trên trán chảy ra mồ hôi lạnh tới, ngượng ngùng nói. Đại nhân nói đùa rồi, chúng ta những người này thực lực thấp, đến đó không phải là chịu chết sao? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Có kinh khủng như vậy sao? Người đó là bát tinh đỉnh phong vũ đế, coi như là đại địa tức nhưỡng đập tới cũng khó mà đả thương ngươi a. Tả Thừa nói. Phổ thông biến dị thổ hệ nguyên tố xác thực không có gì đáng sợ, nguyên tố chi lực bản thân có mạnh mẽ cỡ nào, cũng có thể dùng cửu thiên đế khí chống lại, nhưng vô pháp thiên thổ hệ nguyên tố có ẩn hàm cái loại tử khí này, lại là khắc tinh của vạn vật sinh linh, trực tiếp hao tổn sinh cơ của người tới, thực sự kinh khủng. Lý Vân Tiêu nói. Loại mang nguyên tố thương tổn hoàn cảnh này đích xác làm người đau đầu, khó trách các ngươi muốn cướp thủy hệ nguyên tố của ta. Tả Thừa cười khổ nói. May mà gặp phải chính là đại nhân, khoan hồng độ lượng, nếu là những người khác mà nói, Diêm Hành sợ là đã sớm mất mạng. Lý Vân Tiêu hừ nói. Đừng tưởng rằng bản thiếu là hạng người hiền lành gì, ta nếu tới tìm các ngươi, tự nhiên là có chuyện. Ta cần các ngươi phải dẫn đường, đi chỗ đó khu vực trung tâm. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Tả Thừa cả kinh nói. Đại nhân, nghìn vạn lần đi không được a, nơi đó thật là có đến không quay về. Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu thật là có đến không về, các ngươi phải chôn cùng rồi. Diêm Hành sắc mặt liên tục biến hóa, nói. Đội trưởng, họa là ta dẫn lấy, để ta dẫn bọn hắn đi. Sắc mặt của Tả Thừa âm trầm lợi hại, hắn đột nhiên chậm rãi nói rằng. Đại nhân, ở phụ cận khu vực trung tâm của vô pháp thiên, có một tòa sơn mạch là chiến hồn sơn. Đội trưởng, một người đột nhiên kinh hô lên, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, những người khác cũng là sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Tả Thừa nói, nguyên bản chúng ta cũng không sao nắm chặt, hiện tại có ba vị đại nhân ở đây, nói không chừng càng có cơ hội. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, Nga, thế nhưng có chuyện tốt gì sao? Tả Thừa nói,
Chiến hồn sơn chính là sinh tử giới hạn của vô pháp thiên, một ngày lướt qua chiến hồn sơn cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta ở Giang Quái Thành 50 năm trong mấy tháng, chỉ gặp qua một người vượt qua chiến hồn sơn vẫn toàn thân mà trở ra, mấy người còn lại đều không ngoại lệ chết ở bên trong. Trần Thiến Vũ cả kinh nói. Là ai nghiêu bức như vậy? Trên mặt của Tả Thừa hiện lên tinh mang, ngưng thanh nói. Phệ hồn tông tông chủ, hoàng phủ bật đại nhân. Trần Thiến Vũ cả kinh, gật đầu nói. Nguyên lai là hắn, lấy thực lực của hắn, mặc dù là thiên đãng sơn mạch có hung hiểm cũng chưa chắc sẽ chết. Khâu Mục Kiệt nói. Nếu lão thất phu kia có thể đi đến, chúng ta cũng không có vấn đề. Trong đại sảnh trong nháy mắt tự yên tĩnh lại, tĩnh thật giống như ngay cả quỷ cũng không có. Tả Thừa lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. Vị đại nhân này xem ra cực độ tự tin, hơn nữa đối với hoàng phủ bật đại nhân rất có bất mãn, vô pháp thiên này mặc dù chỗ Tây vực biên thùy, đó là ở trong phạm vi phệ hồn tông, nói chuyện vẫn là phải cẩn thận một chút. Trong mắt của Khâu Mục Kiệt lóe lên một đạo sát khí, lập tức sợ đến Tả Thừa trái tim kịch liệt co quắp một chút, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đạo sát khí kia bất quá lóe lên rồi biến mất, lại dường như dao nhỏ vậy trực tiếp đâm vào buồng tim của hắn, đây cũng là đối phương võ ý mạnh mẽ, hầu như ngưng tụ thành thực chất, một đạo ánh mắt là có thể tánh mạng người ta. Nếu không phải mình thực lực cũng không yếu, sợ là vừa rồi dưới một đạo hàn quang kia, liền trực tiếp sợ đến tim gan bể nát. Hắn trong lòng không khỏi kinh hoàng, ba người này rốt cuộc là ai a? Tuyệt không thể nào là hạng người vô danh trên đại lục yên lặng, bọn họ tự xưng là thực lực có thể so sánh với phệ hồn tông tông chủ, chẳng lẽ là phong hào vũ đế tới? Sắc mặt của Tả Thừa lại trắng bệch biến thành xanh mét, qua một trận đều không thể khôi phục lại, thần thái kia trở nên cung kính trước nay chưa có, sợ nói. Xin hỏi danh hào của ba vị đại nhân. Lý Vân Tiêu nói. Tên của chúng ta sẽ không cần hỏi, người nói tiếp chuyện chiến hồn sơn. Dạ, Tả Thừa không dám vi phạm, đè nén nội tâm kinh hãi và hiếu kỳ, sửa sang lại ý nghĩ của, nhân tiện nói. Vô pháp thiên sản xuất nhiều đất Hoàng Châu, chính là thiên hạ đều biết, đồng thời càng tới gần khu vực trung tâm hạt châu phẩm chất càng tốt, cái loại cực phẩm thổ Hoàng Châu đều không ngoại lệ đều là ở bên trong chiến hồn sơn sinh ra, tồn thế số lượng cực nhỏ, mặc dù là Giang Quái Thành đều rất khó thu được. Do đó cực phẩm thổ Hoàng Châu giới cách cao khó có thể tưởng tượng, che già măng mọc đám người vào núi mà chết cũng liền cuồn cuộn không ngừng. Hắn ngừng vài cái, tựa hồ chạm đến tâm tư, trên mặt hiện lên một tia thống khổ không dễ phát giác, tiếp tục nói. Do đó chiến hồn sơn tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn là liên tục bị mọi người phát hiện không ít thứ. Mà gần nhất có một tin tức truyền ra, tạm thời chỉ ở phạm vi nhỏ truyền bá, cũng không biết thật hay giả. Lại làm cho toàn bộ dòng binh đoàn đều có chút không kiềm chế được. Bên trong Giang Quái Thành dòng binh đoàn đếm không hết, hàng năm đều phải đoàn diệt mười mấy cái, qua nhiều năm như vậy lăn lộn ra một điểm danh hào có chừng 8 cái, thành câu dòng binh đoàn xem như một cái, nhưng ở trong bát đại dòng binh đoàn bài danh cũng là phía sau. Cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Bình thường tiến vào khu vực chiến hồn sơn đều là đám dòng binh đoàn cấp bậc tay mơ, chúng ta bát đại dòng binh đoàn chưa bao giờ mạo muội bước vào cấm địa, nhưng chẳng biết tại sao, lần này mộ sắc dòng binh đoàn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thực lực ở trong bát đại dòng binh đoàn có thể bài nhập trước hết, cũng đột nhiên tập thể tiến vào cấm địa, thâm nhập đến bên trong chiến hồn sơn. Trong mắt Tả Thừa lóe lên một tia thần sắc khiếp sợ và phức tạp, nói. Kết quả đó là đoàn diệt. Toàn bộ trong đại sảnh an tĩnh lại, tản mát ra bầu không khí tầng tầng áp lực. Tiếng hít thở của mỗi người đều rất nặng. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Có thể làm cho bọn họ đi điên cuồng như vậy, tất nhiên là có lợi ích cực lớn khu động. Có phải hiện tại lợi ích truyền ra, đã kích thích các ngươi hay không? Trên mặt của Tả Thừa lộ ra vẻ kinh dị, vội hỏi. Đại nhân quả nhiên cơ trí. Mộ sắc dòng binh đoàn là từ đâu có được tin tức ai cũng không biết, nhưng bây giờ bát đại dòng binh đoàn hầu như đều biết được. Ở trong chiến hồn sơn kia tồn tại một con quái thú hình thể to lớn, nắm giữ thổ hệ chi lực cực mạnh, có thể thôn thiên thổ địa, mà người của mộ sắc dòng binh đoàn phát hiện phân và nước tiểu của quái thú kia đang thổ hóa, dĩ nhiên có thể hình thành thổ Hoàng Châu so với cực phẩm đẳng cấp càng cao hơn nữa. Trần Thiến Vũ cũng không nhiều biểu tình, chỉ là kinh ngạc nói. Lại có loại sự tình này. Mà Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt còn lại là sắc mặt đại biến, Khâu Mục Kiệt ngưng thanh nói.
Cực phẩm thổ hoàng châu đẳng cấp đã là cửu giai, quái thú có thể sản sinh hiệu quả như thế cũng không phải là không có, nhưng đều là hết sức khó khăn gặp được, phượng tồn tại giống như phượng mao lân giác. Trong mắt hắn bắn ra quang mang tới, thậm chí liếm môi một cái. Lý Vân Tiêu nói, các ngươi bây giờ là muốn làm cái gì? Sẽ không ngu xuẩn đáo đến săn giết con quái thú kia chứ? Tả Thừa nói, con quái thú kia gần nhất tựa hồ lâm vào ngủ say, để lại mấy con ấu tể ở trong núi. Lý Vân Tiêu nhướng mày, rốt cuộc minh bạch ý nghĩ của bọn họ, nói. Nếu chỉ là ấu tể, mộ sắc dòng binh đoàn là thế nào đoàn diệt? Tả Thừa khổ sở nói. Đây cũng chính là ta lo lắng, hiện tại toàn bộ dòng binh đoàn đều sóng ngầm bắt đầu khởi động, tựa hồ muốn đi tới chiến hồn sơn. Nhiều người lực lượng lớn, mọi người cùng nhau hành động cũng có thể bão đoàn sưởi ấm. Lý Vân Tiêu nói. Hiểu được, tiến nhập giải đất trung tâm nhất định phải vượt qua chiến hồn sơn đúng không? Tả Thừa nói. Đúng thế, chiến hồn sơn là sinh tử đường ranh giới của vô pháp thiên, chính là nơi tất trải qua. Lý Vân Tiêu nói. Được rồi, vừa lúc cùng nhau tiến chiến hồn sơn nhìn xem. Nếu là thực sự nguy hiểm nói, các ngươi ở lại trên núi, không cần theo chúng ta đi đến. Và lại các ngươi cũng cho tới bây giờ chưa tiến vào qua, đi theo cũng là trói buộc. Tả Thừa một chút đại hỉ đứng lên, nói. Nếu chỉ là đến chiến hồn sơn mà nói, Thanh Câu Dòng binh đoàn hết sức vui vẻ cống hiến sức lực. Có Lý Vân Tiêu ba người ở đây, còn có thể cho bọn hắn hộ giá hộ tống, đến chiến hồn sơn phiêu lưu rơi giảm xuống nhiều lắm. Lý Vân Tiêu nói. Đi thôi. Tả Thừa sửng sốt, nói. Đã đi, ta để mọi người chuẩn bị một chút. Lý Vân Tiêu nói. Không cần, việc này không nên chậm trễ. Hơn nữa các ngươi cũng không có gì hay chuẩn bị, dẫn đường là được. Trong mắt hắn lóe lên một đạo vẻ kinh dị, cặp đồng tử kia hơi co rút lại, toàn bộ phòng khách không gian hơi bị xoay tròn, trong nháy mắt thiên địa biến hóa. À, đây là... Mọi người đều là hoảng hốt, khiếp sợ tột đỉnh, mới vừa rồi còn ở trong đại sảnh, trong khoảnh khắc đã đặt mình trong một mảnh đất hoang. Định nhãn nhìn lại, dĩ nhiên đã là bên ngoài giang quái thành. Lần này trên trán tất cả mọi người toát ra mồ hôi lạnh, ở trong một mảnh hoàn cảnh tĩnh mịch, chỉ cảm thấy thân thể băng lãnh. Loại đại thần thông na di thuật này, thoáng chút đã thần không biết quỷ không hay đem mọi người rời đi, đừng nói gặp qua, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Lúc này mọi người thấy biểu tình Lý Vân Tiêu giống như thấy quỷ vậy, Diêm Hành càng trên mặt không có một tia huyết sắc, giờ mới hiểu được mình làm một chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Tả Thừa quát to. Tất cả mọi người lên tinh thần tới. Hướng chiến hồn sơn xuất phát. Nhất thời có vài đạo quang mang xông hướng thiên không, sau đó truyền đến một tiếng giống lên hung mãnh, cả vùng đất đột nhiên nhiều hơn ba con mãnh thú to lớn hôi sắc, tản mát ra tử hôi chi sắc cực mạnh. Trên thân mãnh thú kia bộ sáo đầy đủ, đều từ phía sau lôi kéo một cỗ chiến xa. Trần Thiến Vũ cau mày nói. Thú kéo xe, vì sao nguyên thủy như thế? Tả Thừa cười khổ nói. Đại nhân có chỗ không biết. Vô pháp thiên này địa mạch chi lực rất mạnh, căn bản vô pháp dùng kim đồng hồ định vị, chỉ có thể dựa vào địa đồng nưu thú cảm ứng phương vị. Trần Thiến Vũ chợt nói. Thì ra là thế, thứ này hình thái thân thể cùng khí tức cùng với hoàn cảnh chung quanh nhất trí, nghĩ đến đủ tốt thích ứng. Lý Vân Tiêu nói. Bất luận kẻ nào đến chiến hồn sơn đều phải dùng địa đồng nưu thú kéo xe sao? Tả Thừa nói. Cái này cũng không nhất định. Có chút tồn tại thực lực mạnh mẽ có thể trực tiếp ở trên chiến hồn sơn lưu lại tọa độ, đi qua tự thân không gian thần thông mạnh mẽ phá không đi. Nếu là những địa phương khác ta cũng có thể làm được, nhưng bên trong chiến hồn sơn thổ hệ nguyên tố áp chế thật lợi hại, căn bản không thể thực hiện được. Lý Vân Tiêu gật đầu, cũng không nói chuyện. Nói như vậy hắn liền có thể ở bên trong chiến hồn sơn lưu lại tọa độ, đến lúc đó để viên cao hàn trực tiếp xé trời mà đến, nhưng lại có thể bỏ rơi đại lượng nhân tố nguy hiểm. Thật là chỗ tốt ngoài ý liệu. Giống giống. Ba con địa đồng nưu thú kia không ngừng giống thấp, lập tức có người tiến lên cho bọn hắn đút đồ ăn, ăn no sau đó nhất thời ngẩng đầu giống to hơn, tinh thần mười phần. Tả Thừa cau mày nói. Để chúng nó khiêm tốn một chút, chớ đưa tới quá nhiều chú ý. Tất cả mọi người phân biệt lên chiến xa, nhất thời địa đồng nưu thú ở trong đất hoang chạy như điên, phung lên khắp bầu trời bụi bẩm. Đều bị trên chiến xa kích phát trận quang ngăn cản đi ra ngoài. Bên trong vô pháp thiên này bụi bặm đối với thân thể thương tổn cũng cực lớn, không ai nguyện ý cho tới trên người.
chiến xa song song để mấy ngọn đèn đồng to lớn, bên trong thịnh phóng dịch thể màu sắc bất đồng, trải qua trận pháp trên ngọn đèn đồng huy phát ra ngoài, làm cho cả chiến xa tràn ngập hơi nước, tư nhuận thân thể. Ba người Lý Vân Tiêu đều ngồi một con, hạo hạo đáng đáng ở cả vùng đất Bôn Ba. Trần Thiến Vũ cau mày nói. Vô pháp thiên đích xác hiểm ác đáng sợ, nơi đây thần thức bị áp chế lợi hại, đến chiến hồn sơn hoặc giả khu vực trung tâm còn không biết sẽ là tình huống gì. Lý Vân Tiêu nhìn Khâu Mục Kiệt, nhìn hắn một bộ dáng trầm tư không ngớt, đột nhiên cười nói. Mục Kiệt huynh đang suy nghĩ việc cự thú hình lộc. Khâu Mục Kiệt nói. Ngươi cũng biết ta thích nghiên cứu mấy thứ này, căn cứ ta suy đoán vật kia có thể là yêu thú biến dị nào đó, nói không chừng còn có thể đề luyện ra thứ gì lợi hại đấy. Trong mắt hắn bắn ra quang mang hưng phấn tới. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, nói. Nơi này phi thường không đơn giản, chớ đem mình đáp tiến vào. Hừm. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Trong thiên hạ ngoại trừ mấy người đếm được trên đầu ngón tay ra, ai dám nói có thể đáp ta đi vào. Lý Vân Tiêu cười nói. Cái này cũng chưa chắc, ta chỉ biết thế gian này có vài loại tồn tại cường đại, đủ để đem ngươi đáp đi vào. Nga, nguyện nghe tường tận. Khâu Mục Kiệt trước mắt sáng ngời, nhiều hứng thú hỏi nói. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi là muốn từng cái nhớ kỹ, sau đó từng cái một đi bắt nghiên cứu. Khâu Mục Kiệt cười hắc hắc nói. Thuật đạo chi lộ vĩnh vô chỉ cảnh. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động. Giá Khâu Mục Kiệt coi như là thuật đạo cao thủ đương đại đều biết, không khỏi trong lòng sinh ra kính ý, bắt đầu nói chuyện với nhau. Hai người đều là bất thế kỳ tài, nói chuyện liền không thể vãn hồi, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, một đường hăng hái cực cao, chưa phát giác ra trong lúc đó đã mấy ngày trôi qua. Trần Thiến Vũ còn lại là đần độn vô vị, một người ngồi xếp bằng ở chiến xa nhắm mắt điều tức. Đột nhiên địa đồng ngưu thú phát sinh tiếng hô trầm thấp, ngừng lại. Trước đó cũng ngừng mấy lần, đều là ngưu thú thể năng hao hết, một ngày đêm cần bổ thực một lần, nhưng vừa bổ thực xong không lâu sau, hiển nhiên cũng không phải không có nguyên do. Ta nói là ai, dám đi ngang qua vô pháp thiên đi tới cái chỗ này, nguyên lai là thanh câu rong binh đoàn đám nhóc con. Hắc hắc, chỉ bằng các ngươi với chút lực lượng nhỏ yếu này cũng muốn nhìn trộm cự lộc sao. Một đạo tiếng nhe răng cười từ phía trước truyền đến, thanh âm hùng hồn to lớn. Cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời cát bụi hướng phía trên chiến xa sông tới, địa đồng ngưu thú bị bụi bặm cuốn vào, không nhịn được gầm nhẹ không ngớt, không ngừng lui về phía sau ra. Là Kha An. Hai tòa chiến xa vang lên tiếng kinh hoàng, thoáng cái ầm ĩ đứng lên, có vẻ có chút mất trật tự. Lúc này thanh âm của Tả Thừa vang lên, quát to. Kha An, ngươi ở đây làm cái gì? Lẽ nào chỉ có thể ngươi tới, sẽ không cho phép chúng ta tới sao? Phía trước khắp bầu trời cát bụi, sáng lên một đạo quang mang màu vàng nhạt, quang mang bên trong mơ hồ có hai con địa đồng ngưu thú hiện lên, cùng với thanh câu thương hội có chỗ bất đồng, thuộc về loại đơn kỵ, mặt trên ngồi ngay thẳng hai người, thân thể đều trốn ở trong áo bào cho rộng lớn. Bên cạnh một người cười lạnh nói, đương nhiên có thể tới, bình thường tùy các ngươi lúc nào tới, thế nhưng bây giờ mà nói, không phải lúc để tiểu hài tử chơi đùa, thức thời sẽ theo đường cũ trở về đi. Tả Thừa hừ nói, rốt cuộc là dòng binh đoàn nhà ai muốn lũng đoạn chiến hồn sơn sinh ý đây? Có thể mời được ngươi ra ngựa, là đại giới không nhỏ đi, lẽ nào bọn họ đã có tự tin như vậy, có thể làm thành chuyện mà mộ sắc dòng binh đoàn cũng không làm được. Hắn ánh mắt ngưng tụ, hướng phía trên thân người bên phải nhìn lại. Kha An cho tới bây giờ đều là độc hành độc vãng, ở bên trong giang quái thành danh khí cực lớn, trừ bản thân ra tìm kiếm một ít nguyên liệu buôn bán. Cũng bình thường thụ cố vô nhân. Lần này hành trình chiến hồn sơn, thanh câu dòng binh đoàn vốn cũng muốn thuê hắn làm, lại không liên lạc được người, nguyên lai là trước một bước đã bị người thuê rồi. Do đó phía bên phải người nọ tất nhiên là cố chủ. Chỉ tiếc nơi đây tử hôi chi lực quá mạnh mẽ, làm cho thần thức bị nghẹt, để hắn thấy không rõ hình dáng của người nọ. Ha ha ha, người hỏi chỗ này không phải ta muốn suy tính, ta muốn làm chỉ là đem một vài đống cặn bã cản lại mà thôi. Kha An cười ha hả. Tả Thừa cười lạnh nói. Đống cặn bã, Kha An, ta khuyên ngươi mau chóng tránh ra, bằng không hậu quả cũng không phải ngươi có thể thừa nhận. Nếu là không có ba người Lý Vân Tiêu đi theo, hắn lúc này nhất định là giận tím mặt, đã sớm nhấc đao xông lên chém giết, nhưng bây giờ nội tâm lại bình tĩnh không gì sánh được, thậm chí có một tia nhìn có chút hả hê châm chọc.
hậu quả không phải ta có khả năng thừa nhận. Trên mặt của Kha An trở nên cổ quái, sau đó cất tiếng cười to nói. Ha ha ha, Thanh Câu Dòng binh đoàn thực lực càng ngày càng mạnh, Thổi Gia Châu cũng càng ngày càng lợi hại. Hắn cười gằn nói. Ta thành thật nói cho ngươi ba, hôm nay có ta tại đây, các ngươi một người cũng đừng nghĩ đi qua. Thiên Vũ đại nhân, làm phiền ngươi một chút, chi chi chóe chóe rất phiền phức đấy. Thanh âm của Lý Vân Tiêu nhàn nhạt vang lên. Khâu Mục Kiệt cũng là lạnh giọng nói. Đã quấy rầy chúng ta nghiên cứu và thảo luận, tội chết. Trần Thiến Vũ theo Viên Cao Hàn hồi lâu, tự nhiên biết thuật luyện sư cái loại tinh thần đối với thuật đạo nghiên cứu và chấp nhất, hơn nữa hắn từ trước đến nay cũng là thập phần kính nể, tuy rằng cùng với Khâu Mục Kiệt có chút bất hòa, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với thành tựu thuật đạo của Khâu Mục Kiệt kính ý. Hai vị tiếp tục nghiên cứu và thảo luận đi, cho ta 5 phút là được. Lời nói vừa rơi xuống, thân ảnh của Trần Thiến Vũ ngay bên trong chiến xa tiêu thất, đồng thời một giọng nói trên không trung vang lên, lạnh nhạt nói. Tả Thừa, tiếp tục đi tới. Tả Thừa mừng rỡ trong lòng, vội vã lớn tiếng nói. Tiếp tục đi tới. Ba con địa đồng ngưu thú một chút ngửa mặt lên trời giống to hơn vài tiếng, liền đạp bước chân nặng nề, chậm rãi kéo động chiến xa, tốc độ không ngừng đẩy nhanh hơn. Bên trong hoàng quang lưỡng kỵ nhân đều là thân thể khẽ run, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Kha An càng giận dữ nói. Tả Thừa, dám miệt thị ta như vậy, đáng chết. Hắn phun ra một chữ, nhất thời trên người khí thức tăng vọt, một đạo đao quang trong nháy mắt chém ra, quanh thân hoàng quang đều hơi bị nghiền nát, khắp bầu trời bụi bặm bị cuồn cuộn nổi lên. Hai người đều là tay áo tung bay, quanh thân lộ ra sát khí lăng liệt. Ung ung, một đạo đao mang trực tiếp đảo qua trời cao, ở cả vùng đất chém ra khe rãnh thật lớn, không ngừng nứt ra về phía trước. Phanh, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Đao mang to lớn trong nháy mắt băng tán, hóa thành vô số điểm ánh huỳnh quang. Ngay khi mọi người há to mồm, hoảng sợ không ngớt, Trần Thiến Vũ đã xuất hiện ở trước mặt lưỡng kỵ, trên người một đạo khí tức lạnh thấu xương bạo khởi, sau đó liền thấy kiếm quang lóe lên. Kha An và người nọ ở dưới hoảng hốt, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, liền phát hiện mình ngồi xuống địa đồng ngưu thú truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đã bị chém ngang thành hai nửa. Hai người dưới khiếp sợ muốn thả người nhảy lên. Lại mạnh mẽ một trái tim trầm xuống, chỉ cảm thấy một cổ uy áp lăng không mà đến, để cho bọn họ hoàn toàn bị ngăn chặn, một chút phản kháng đều làm không được. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt hai đầu địa đồng ngưu thú bị chém ngang mà chết, hai người cũng trực tiếp bị đánh ra, như là viên đạn bắn ra ngoài, chấn khởi khắp bầu trời bụi đất cuồn cuộn. Trần Thiến Vũ đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn về phía trước. Trên người hắn che lấp một tầng bạch quang nhàn nhạt, chính là hộ thể đế khí. Đem tử hôi chi lực cắt đứt ra, để tránh khỏi thương tổn đến sinh cơ của bản thân. Phi, phi, xa xa hai người kia từ trên mặt đất đứng lên, không ngừng mà hộc ra bụi bậm trong miệng, cả người hôi đầu thổ kiểm. Trên người lộ ở bên ngoài ra tất cả đều khô quắt đứng lên, kết lên một lớp bụi đất dày đặc. Trong mắt người đều là kinh khủng vẻ, bởi vì vừa một đạo uy áp oanh hạ, trực tiếp áp chế đế khí bên trong cơ thể của bọn họ, có thể khiến vô pháp vận dụng nguyên lực chống đối. Trực tiếp bị đại lượng tử hôi chi khí xâm nhập trong cơ thể, đại lượng sinh cơ trôi qua. Hai người liều mạng đem mặt ngoài ra tầng hôi sắc kia lột xuống, quanh thân một vòng quang mang xoay tròn, đem tử hôi chi khí từ trong cơ thể tống ra. Đạp 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 đạp, ba con địa đồng ngưu thú trực tiếp chạy vội tới trước mặt hai người ngừng lại. Tả Thừa trực tiếp từ bên trong chiến xa đi ra, lạnh lùng nhìn hai người, châm chọc nói. Kha An đại nhân, mau xuất thủ đi. Không ra tay nữa, chúng ta đống cặn bã này sẽ đi qua đấy. Ha ha ha. Bên trong chiến xa truyền đến tiếng bật cười, tất cả đều là thanh âm châm chọc. Kha An đỏ mặt lên, trong mắt hiện lên khiếp sợ và kinh hãi, nhìn bên cạnh một tòa chiến xa, vừa rồi người xuất thủ kia đó là đi vào bên trong. Vị đại nhân xuất thủ kia là ai? Hắn thất kinh hỏi, bên cạnh người nọ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Tả Thừa trong lòng thầm nghĩ. Ngươi còn hỏi lão tử cũng rất muốn biết đấy. Hắn nặng nề hừ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng mặt khác người nọ, lạnh lùng nói. Vị bằng hữu này, xem ra rất lạ mặt a, ngươi chính là cố chủ của Kha An đi. Người kia sắc mặt khẽ biến, hiện lên vẻ kiệt ngạo, nhưng vừa nhìn thấy chiếc chiến xa, nhất thời trở nên cảnh giác, nói. Bất luận vừa rồi vị đại nhân kia là ai,
việc chiến hồn sơn xa không phải các người nghĩ đơn giản như vậy, ta mong muốn chư vị có thể nghe theo khuyến cáo thối lui. Tả thừa cười lạnh nói. Ngươi cho rằng mình là vật gì, ngươi nói thối liền thối, chúng ta đây Thanh Câu Dòng binh đoàn còn có mặt mũi nào ở Giang Quái Thành lăn lộn. Người nọ nhướng mày, trong mơ hồ có tức giận, nhưng nhìn thoáng qua chiếc chiến xa kia không có động tĩnh gì, vẫn là áp chế xuống được, hòa khí nói rằng. Bộ mặt trọng yếu, nhưng tính mệnh tựa hồ quan trọng hơn, Tả thừa đội trưởng cũng là người thông minh, chẳng lẽ sẽ không so sánh lấy hay bỏ sao? Tả thừa lạnh lùng nói. Ngươi lại ý nói không nghe lời ngươi nói sẽ chết sao? Người kia nghiêm mặt nói. Đúng là như vậy. Phanh. Người nọ chỗ đứng trong nháy mắt nổ lên, cả người phun ra một búng máu tươi, chấn bay lên trời, sau đó xa xa ngã trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ. Khâu Mục Kiệt thanh âm lạnh như băng truyền đến, nói. Hai người này giết, tiếp tục đi. Chi? Người kia và Kha An đều là quá sợ hãi, vội vàng sau này trượt lui. Người nọ cả kinh nói, ngươi, các ngươi không thể giết ta. Tả thừa gương mặt lạnh lùng, châm chọc nói. Ta không biết ngươi là người phương nào, có lẽ là tồn tại Thanh Câu Dòng binh đoàn ta không đắc tội nổi, nhưng bên trong chiến xa mấy vị đại nhân này càng là các ngươi không đắc tội nổi. Người nọ hoảng sợ liếc mắt nhìn chiến xa, vừa rồi không hiểu một kích hạ xuống, trong nháy mắt đem hắn kích trọng thương, hơn nữa trước đó Trần Thiến Vũ, để hắn cực kỳ hoảng sợ nói. Mấy vị lại dừng tay, xem trước một chút vật ấy. Trong tay hắn một đạo quang mang bắn tới, Tả thừa nắm trong tay định nhãn vừa nhìn, nhất thời song đồng chợt co rút lại, sắc mặt cả một chút đã trắng bệch, thân thể dĩ nhiên không nhịn được run rẩy, cánh tay cầm lệnh bài run rẩy lợi hại, hầu như nắm không được. Đội trưởng đại nhân, làm sao vậy? Thanh Câu Dòng binh đoàn những người khác lập tức phát hiện tình huống của Tả thừa, giật mình xông tới. Ngay khi toàn bộ ánh mắt vừa nhìn thấy lệnh bài kia, nhất thời như rơi xuống vực sâu, tất cả đều hút một ngụm lãnh khí, bốn phía một chút trở nên tĩnh mịch đứng lên, mỗi người mặt của tựa như thời tiết này vậy, cho nguội một mảnh. Lệnh bài kia lớn cỡ nửa bàn tay, mặt trên khắc khắp bầu trời tinh đấu, ở dưới một mảnh tinh vân xoay tròn, liếc nhìn lại có loại cảm giác mê muội, to lớn đại khí, mỹ lệ bàng bạc. Hắc, hắc hắc. Người nọ nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra đắc ý, Hắc Thanh nói. Tả thừa đội trưởng, vì sao không lên tiếng? Hắn hữu ý vô ý liếc mắt nhìn chiến xa một cái, nói. Chuyện hôm nay ta tạm thời nhớ kỹ, hiện tại có chuyện quan trọng trong người sẽ không cùng các ngươi so đo, món nợ này ngày khác lại tính toán. Hưu, đột nhiên một đạo tiếng xé gió nổi lên, lệnh bài trong tay Tả thừa tuột tay ra, trực tiếp bị một cổ lực lượng nhiếp đi, bay vào bên trong chiến xa. Hừ. Ta nói là thứ quỷ gì, nguyên lai là vạn tinh cốc phồn tinh lệnh, rác rưởi. Thanh âm của Lý Vân Tiêu vang lên, sau đó một đạo quang mang kích bắn ra. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh tới, thiên hạ này lại có người dám nói vạn tinh cốc phồn tinh lệnh là rác rưởi. Phanh! Đạo ánh sáng kia trực tiếp bắn rơi trên mặt đất, chấn lên hơi quang mang. Chi! Ngay khi mọi người cúi đầu nhìn lại, không khỏi toàn bộ hít một ngụm lãnh khí, sợ đến toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Càng là có người tại chỗ ngây dại ra, đầu óc trống rỗng. Khối phồn tinh lệnh kia đã bị tạo thành một quả cầu sắt, mặt trên một thủ ấn sâu đậm, hiển lộ ra một ít hoa văn đồ án còn mơ hồ khả biện nguyên trạng. Ngươi, ngươi, ngươi! Vạn tinh cốc người kia như là bị người bóp chẹt cái cổ, triệt để nói không ra lời, toàn bộ khuôn mặt chợt đỏ bừng. Kha An cũng là triệt để không biết làm sao, có chút ngây ngốc. Trên chiến xa không gian hơi lắc lư, Lý Vân Tiêu thoáng chút nổi lên, ánh mắt như nước, lạnh nhạt nói. Ta thật ra rất hiếu kỳ, người của vạn tinh cốc làm sao sẽ xuất hiện ở đây, trên chiến hồn sơn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, càng không cho phép người tiến đến. Người nọ ở sau ngắn ngủi kinh hãi, rốt cục phục hồi tinh thần lại, hơn nữa đối phương vừa nhìn Lý Vân Tiêu chỉ là một thiếu niên thì. Lòng kiêng kỵ nhất thời giảm đi, quát dẹp đường. Tiểu tử, người rốt cuộc là người phương nào, dám đối với vạn tinh cốc bất kính. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra một chút hàn mang, nói. Chê cười, ta vì sao phải đối với vạn tinh cốc bất kính? Khó thành ta còn muốn đốt tam cây hương bái nó kỷ bái. Nhanh lên trả lời vấn đề của ta đi, bản thiếu không có công phu cùng với người nói chuyện tào lao. Người nọ tâm trạng khiếp sợ dị thường. Hắn liếc mắt liền nhìn ra thần thái của thiếu niên này,
là thật chính không đem Vạn Tinh Cốc để ở trong mắt, mà cũng không giả vờ, nhưng nội tâm hắn vẫn không thể tin tưởng, nuốt nuốt nước miếng, mới nói. Ngươi thực sự là to gan, Vạn Tinh Cốc chính là. Phanh! Lý Vân Tiêu vung tay lên, một đạo lôi điện bắn rơi xuống, trong nháy mắt đưa hắn kích bay lên, cả người da chóc thịt bong, một mảnh lông bị cháy đen. Một cái cơ hội cuối cùng, không nói liền cũng không cần nói nữa. Nói một chút, ta nói, nghìn vạn lần đừng động thủ. Người nọ thực sự sợ rồi, trong thanh âm mang theo cực độ run rẩy. Trong cơ thể hắn tràn đầy điện năng chạy, thân thể các đại khiếu huyệt tất cả đều là chứa đầy lôi năng, ngay cả trên đan điền đều là một mảnh lôi hải điện ngục, thiếu niên kia nếu là hạ thủ nặng hơn một chút, chính mình sợ là đã hôi phi yên diệt. Vạn Tinh Cốc ở trên Chiến Hồn Sơn có chuyện quan trọng muốn làm, vì vậy đem con đường nơi đây che lại, để tránh khỏi bị người phá hư. Người nọ lão lão thật thật nói. Về phần là chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chỉ đơn giản như vậy, vậy lưu người cũng vô ích. Người nọ toàn thân run lên, run run nói. Hữu dụng, hữu dụng, Vạn Tinh Cốc dọc theo đường đi bày không ít trạm kiểm soát, nếu là có ta dẫn đường nói, tất có thể thuận lợi đi qua. Tả Thừa lau một tia mồ hôi lạnh, nói. Đại nhân, liền mang theo hắn đi. Nội tâm hắn không ngừng đánh trống nhỏ, chỉ cảm thấy chuyện phức tạp đã cực kỳ nằm ngoài bản thân dự tính, rất sợ Lý Vân Tiêu thực sự thoáng cái giết người của Vạn Tinh Cốc, Thanh Câu Dòng binh đoàn sẽ vạn kiếp bất phục. Lý Vân Tiêu nói, tùy ngươi, nói chung mau chóng tiến Chiến Hồn Sơn là được, ta lại muốn nhìn một chút Vạn Tinh Cốc nháo cái quỷ gì. Tất cả mọi người đổ đầy mồ hôi, giống như nghe nói Vạn Tinh Cốc ở phía trước, chạy cũng không kịp, hắn lại muốn chạy tới xem náo nhiệt. Tả Thừa lòng bàn tay ướt đẫm, biết mình đã gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có trải qua, vô luận là ba người Lý Vân Tiêu hay là Vạn Tinh Cốc, đều là lực lượng siêu nhiên ở trên hắn, không nghĩ qua là liền có thể cuốn vào trong đó phấn thân toái cốt. Nhưng hết thảy chuyển đã không phải do hắn hét lớn một tiếng, nói. Hai người các ngươi bắt đầu, ra tốc đi tới. Ba con địa đồng ngưu thú nhất thời ở đất hoang chạy như điên, chấn lên tận trời bụi bặm. Vạn Tinh Cốc người kia và Kha An đều là mặt âm trầm. Tả Thừa nói. Xin hỏi tính danh của các hạ. Người nọ cau mày nói. Gọi Hoạt Ngọc là được. Hắn xoay chuyển ánh mắt, kiêng kỵ nhìn mặt khác một chiếc chiến xa, nói. Ở trong đó rốt cuộc là người phương nào? Tả Thừa sâu đậm nhìn hắn một cái, nói. Chớ có hỏi nhiều như vậy, những đại nhân kia cũng không phải ngươi có thể tìm hiểu. Hoạt Ngọc thân thể run lên. Nhất thời ngậm miệng không nói. Nửa ngày sau, cả vùng đất hoang dã rộng vô ngần, rốt cục mơ hồ nhìn thấy cao sơn, liên miên chập trùng, ở đầu cùng đại địa nằm ngang. Lý Vân Tiêu đi ra khỏi chiến xa, ngưng mắt nhìn lại, trong song đồng một mảnh vẻ kinh dị. Chỉ thấy xa xa trên núi lớn dâng lên vô số tử hôi chi khí, so với sát biên giới toàn bộ vô pháp thiên muốn nồng nặc hơn nhiều. Mấy canh giờ sau, ở dưới chân núi trong một mảnh hoang dã, truyền đến nguyên lực ba động mãnh liệt, không ít bóng người chớp động, đúng là đang chém giết. Tả Thừa cả kinh nói. Là Hỏa Điểu Dòng binh đoàn. Chỗ xa xa kia tiếng giết rung trời, có 20-30 người rơi vào trong vòng hỗn chiến. Kịch liệt nhất đó là hai gã nam tử tranh đấu, nguyên lực ba động mạnh mẽ, trực tiếp đem những người còn lại đẩy ra tới ngoài trăm trượng, toàn bộ vòng chiến hơn phân nửa đều là chiến trường của bọn hắn. Một tên trong đó thanh bảo bố y lão giả sắc mặt trầm ngưng, trong tròng mắt quang mang lấp lánh hữu thần, như đèn đồng lóe ra, một thanh chiến đao múa kín không kẽ hở, từng vòng đao mang kích tản ra tới, như là sóng biển hướng bốn phía đẩy ra. Còn đối mặt lại là một gã đại hán vẻ mặt dấu vết, trực tiếp song quyền hiển hách, trên tay không ngừng toát ra độ lửa sáng bóng, thỉnh thoảng khác thường giống mọc lên, đem đao hải khí lãng nổ nát. Thực lực của hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu. Kịch đấu khó phân thắng bại, đầy trời đều là các loại linh áp phụt bắn ra. Kha An nhướng mày, nói. Phi Phong lão nhân. Tả Thừa cả kinh, nói. Cái gì, lão giả kia dĩ nhiên là Phi Phong lão nhân. Hai người này làm sao sẽ đánh nhau rồi? Hoạt Ngọc nói. Không có gì thật là kỳ quái, Hỏa Điểu Dòng binh đoàn lúc trước cũng là thông qua chúng ta khảo nghiệm mới để cho bọn họ đi vào. Phi Phong lão nhân hơn phân nửa cũng là làm thuê cho Vạn Tinh Cốc chúng ta. Cấp bậc của hắn quá thấp, chỉ là phụ trách cửa thứ nhất, cũng không biết chuyện. Tả Thừa sắc mặt ngưng trọng,
Phi Phong lão nhân chính là ẩn cư ở bên trong vô pháp thiên khổ tu, hơn 10 năm trước đã uy danh hiển hách, những năm gần đây danh tiếng không hiện, đều cho là hắn từ lâu đã rời khỏi nơi đây, nghĩ không ra còn tiềm cư bên trong. Hắn nghi ngờ trong lòng càng sâu đứng lên, vạn tinh cốc bản thân chính là thực lực mạnh mẽ vô cùng, vì sao còn muốn thuê mướn những cao thủ này thay bọn họ làm việc. Chỉ cần vạn tinh cốc hạ mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần chiến hồn sơn, vậy dĩ nhiên không có người dám phạm đại kỵ này. Không tốt, lại có người đến. Xa xa bên trong vòng chiến, một gã võ giả đột nhiên lớn tiếng kêu lên, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, nói. Phi Phong lão nhân, vận dụng tuyệt chiêu của ngươi đi. Đang ở trong chiến đấu kịch liệt, Thanh Bảo Y lão giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn dư quang liếc đến đây, thấy ba con địa đồng nưu thú giống sắc mặt liền khó xem, tức giận hừ nói. Trước mặt Hoạt Ngọc và Kha An thực sự là phế vật, người nào đều không cản được. Trong tay hắn bảo đao mạnh mẽ toát ra một mảnh đao mang, đem địch nhân phía trước đánh văng ra, sau đó tay trái lăng không một chảo, mạnh mẽ vung lên, như là vẩy đậu vứt ra ngoài. Nhất thời trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn rất nhiều rậm rạp chằng chịt điểm nhỏ, phát sinh thanh âm ong 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 ong, khắp bầu trời đều có. Không tốt, là phi lang bích hình phong. Mọi người trong nháy mắt hướng ra tứ phương rút lui khỏi, tên đại hán dữ tợn kia cũng là bỗng nhiên cả kinh, trên trán đổ ra mồ hôi lạnh tới, trong tay quyền thế căng thẳng, quát dẹp đường. Tiểu súc sinh, tất cả đều diệt cho ta. Đại hổ đầu quyền. Giống. Dưới quyền uy, hổ gầm chấn sơn lâm. Phía sau hắn hiện ra một con cọp mọc hai cánh màu đỏ máu văn, mạnh vọt xuống tới. Ầm ầm. Khắp bầu trời phi lang bích hình phong trong nháy mắt bị nổ chết một mảnh, nhưng càng nhiều hơn đã ong 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 đưa hắn vây lại, toàn bộ lao xuống phía dưới. A! À, đại hán bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, hộ thể đế khí của hắn hướng phía bốn phía kích bắn, muốn đánh chết đám phi phong này, lại hoàn toàn vô hiệu. Trong khoảnh khắc phong tử rậm rạp chằng chịt bò đầy thân thể hắn, toàn thân đều là một mảnh đau nhức, hầu như muốn hôn mê bất tỉnh. Đội trưởng đại nhân! Bốn phía võ giả cả kinh, cũng là lớn tiếng gào thét vào tới, xuất ra các loại vũ khí đến chém phi phong. Hơn 10 đạo quang mang nhảy vào bầy ong, mỗi một lần đều chém rụng mấy con, nhưng đối mặt với số lượng ngàn vạn không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Hừm, một bầy kiến hôi, mạng một con phi phong của ta đều so với các ngươi chân quý hơn nhiều lắm, toàn bộ chịu chết đi cho ta. Phi phong lão nhân sắc mặt âm hàn, trong tay bấm tay niệm thần chú, quát dẹp đường. Phong chi hồi hoàn. Ong 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 ong. Khắp bầu trời phi phong thoáng cái tản ra, dĩ nhiên bầy biện ra hoa văn giống như đồ án, có quy tắc phi hành, không ngừng hướng phía mọi người lao bổ xuống phía dưới. Toàn bộ võ giả hoảng hốt, phát hiện đám phong tử này vận động quỹ tích khó có thể nắm bắt, hơn nữa thành quần kết đội đuôi châm lực trong nháy mắt đã đột phá phòng ngự đế khí, đâm ở trên người. Chỗ bị châm đầu tiên là một chút đau nhức, sau đó đã trở nên chết lặng vô tri giác. Tất cả mọi người thoáng chút chống cự đã chậm xuống tới, các loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ha ha, cùng với phi phong lão nhân đấu, không biết tự lượng sức mình. Phi phong lão nhân đó là hơn 10 năm trước đã danh chấn toàn bộ Tây vực cường giả A. Phi lang bích hình phong là Tây vực tuyệt cảnh, hoàng kim sa địa vương giả, bất luận cường giả nào gặp gỡ đều chỉ có chạy trối chết. Bốn phía võ giả đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đắc ý nghị luận. Tựa hồ đang cười nhạo hỏa điểu rong binh đoàn không biết tự lượng sức mình. Trên chiến xa, ba người Lý Vân Tiêu lẳng lặng nhìn, trong mắt Khâu Mục Kiệt quang mang chớp động không ngớt. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi có phải đang suy nghĩ đem đám phi lang bích hình phong này bắt lại, dung nhập thân thể của ngươi, trở thành một bộ phận sức chiến đấu? Khâu Mục Kiệt nhíu mày, nhìn hắn một cái, nói. Như ngươi vậy hành vi tùy ý suy đoán tâm tư của người khác, rất khiến kẻ khác phản cảm. Hắn dừng lại, lại bổ sung. Bất quá ngươi thật sự rất thông minh, vậy ngươi đoán lựa chọn của ta là bắt hay là không bắt? Lý Vân Tiêu cười nói. Không bắt. Con ngươi của Khâu Mục Kiệt co rụt lại, nói. Vì sao? Lý Vân Tiêu nói. Thứ này bị ngươi bỏ vào trong chiến hạm ngư, đích thật là đi ra ngoài chiến lực, không ảnh hưởng chút nào tình trạng của ngươi bây giờ. Nhưng đến trình độ này của chúng ta, thứ này có thể phát huy bao nhiêu tác dụng đây? Trừ phi là gấp 10 gấp trăm lần lực lượng, nếu như ngươi thực sự cần, hẳn là đến Hoàng Kim Sa Địa đi một chuyến. Khâu Mục Kiệt nói. Ngươi nói như vậy chính là ta suy nghĩ,
Phi Lang Bích Hình Phong tuy rằng lợi hại, nhưng chút số lượng ấy, gãi ngứa cũng không đủ. Trần Thiến Vũ nói, có muốn cứu người nọ hay không? Lý Vân Tiêu nói, đây là việc tư của người khác, chúng ta sẽ chớ để ý, trực tiếp đi qua đi. Hắn nói chuyện thanh âm rất lớn, xa xa đám người Tả Thừa cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Tả Thừa tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là lớn tiếng nói. Tiếp tục đi tới. Hoạt Ngọc cả kinh, nói. Phía trước là ngàn vạn Phi Lang Bích Hình Phong, chúng ta đi qua quá nguy hiểm. Tả Thừa nói. Có ba vị đại nhân ở đây, sợ cái gì? Mấy người còn lại cũng là nổi lên lá gan, cưỡi địa đồng ngưu thú xông về phía trước. Ba con địa đồng ngưu thú lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng ở dưới ngự thú nhân khống chế, còn là kiên trì đạp 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 chạy đi phía trước. Là người của Thanh Câu Dòng binh đoàn, Tả Thừa đội trưởng, mau cứu cứu chúng ta. Đám võ giả bị Phi Phong vây quanh, liều mạng chém giết một chút thấy có người tới, nhất thời nội tâm dâng lên hy vọng, liều mạng quát to lên. Nhưng Thanh Câu Dòng binh đoàn tựa hồ thờ ơ, địa đồng ngưu thú đang ở gia tốc chạy trốn. Hỏa Điểu Dòng binh đoàn võ giả đều là một trái tim trầm xuống. Một người nói, ai, chớ hô nữa, chúng ta cùng với bọn họ không quen, lần trước vì tranh đoạt một khối tài nguyên còn xảy ra mâu thuẫn xung đột, nhân gia làm sao có thể hội giúp chúng ta đây. Tên còn lại vội la lên, nếu không phải liên thủ, căn bản không chiến thắng nổi Phi Phong lão nhân A, đội trưởng đại nhân sắp chống đỡ không nổi. Nam tử vẻ mặt dữ tợn thẹo hầu như nhìn không ra bộ dáng, trên người toàn bộ bò đầy phong tử, thỉnh thoảng còn có quang mang bắn ra, sau đó đã dần dần triệt để chôn vùi. Con người của Phi Phong lão nhân chợt co rút lại, thân ảnh lóe lên liền ngăn ở trước mặt của Thanh Câu Dòng binh đoàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Trên người hắn cổ khí âm hàn tản ra, nhất thời để ba con địa đồng ngưu thú khẩn cấp thắng xe dừng lại. Sắc mặt Lý Vân Tiêu thanh lãnh, nói. Trong vòng ba hơi thở liền tránh ra, bằng không sẽ chết. Phi Phong lão nhân sửng sốt, lập tức cười như điên, nói. Ha ha ha, dã mao hài ở đâu tới? Lời nói ra khiến người ta cười đến rụng răng. Lý Vân Tiêu giơ tay lên tới, một ngón tay chỉ thiên, nhất thời khắp bầu trời vân dũng, vô số lôi quang tụ đến, toàn bộ bầu trời hắc áp xuống, vô số thanh sắc lôi quang ở cả vùng đất chấp động. Dáng tươi cười của Phi Phong lão nhân một chút cứng lại rồi. Trên mặt lộ ra kinh khủng. Cách đó không xa này Phi Lang Bích Hình Phong cũng đột ngột trở nên chậm chạp, trong bầy ong chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện điện năng, đùng đùng chớp động. Bùm bùm. Bất quá trong nháy mắt, mỗi con phong tử trên người giống như là đột nhiên có điện, hai bên trong lúc đó ảnh hưởng, toàn bộ một mảnh điện mang trên không trung hiện lên. Ong ong có tiếng thoáng chút suy yếu xuống tới, tảng lớn phong tử từ không trung rơi xuống, trực tiếp bị điện giật chết. Cái gì? Toàn bộ võ giả đều hoảng sợ đứng lên, nhìn một mảnh Phi Lang Bích Hình Phong rơi xuống, còn có khắp bầu trời chớp động lôi quang, hình như thoáng cái đã tiến nhập lôi hải điện ngục. Dừng, dừng tay. Phi Phong lão nhân kinh hãi, khủng hoảng quát to một tiếng, bất chấp đám Phi Lang Bích Hình Phong, mạnh mẽ hóa thành một đạo độn quang đã muốn chạy trốn. Lý Vân Tiêu ngón tay điểm một cái, một đạo sấm sét lớn bằng cánh tay từ trên bầu trời hạ xuống, hướng Phi Phong lão nhân truy kích đi. Ầm ầm. A. À, Phi Phong lão nhân kêu thảm một tiếng, liền toàn thân hơi nước từ trên bầu trời rớt xuống, ngã trên mặt đất sinh tử chưa biết. Toàn bộ trong thiên địa sấm sét trong nháy mắt tiêu tán, trên bầu trời một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều há to mồm triệt để ngây dại ra. Lý Vân Tiêu nói: "Niệm tình ngươi tu luyện không dễ, lần này tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau thật đã chết rồi." Phi Phong lão nhân quỳ rạp trên mặt đất cả người run rẩy. Trên người không ngừng bốc khói, trong mắt tất cả đều là kinh khủng và sợ hãi, không dám lên tiếng. Ba con địa đồng ngưu thú đạp 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 chạy tới, chỉ chốc lát đã chạy đi xa, tiêu thất ở trước mắt mọi người. Lúc này mới có người phục hồi tinh thần lại, nhịn không được cả người run một cái, cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi người nọ là ai? Ừng ực, tất cả đều là một mảnh tiếng nuốt nước miếng, không ai có thể trả lời vấn đề này. Ba người kia rốt cuộc là ai? Hoạt Ngọc lần thứ hai hỏi ra vấn đề này tới, bị Tả Thừa trợn mắt lên, Tả Thừa làm sao không muốn biết đây? Có thể một chiêu đánh tan Phi Phong lão nhân, ở toàn bộ Tây Vực cũng là có thể đếm được, ở trong đầu bọn hắn hoàn toàn không có ấn tượng về ba người này. Chẳng lẽ là từ bên ngoài tới?
mấy người đều nghĩ tới cái khả năng này, đều là trong lòng giống như đổ xí ngầu, thập phần trầm trọng. Ba con địa đồng ngưu thú rất nhanh liền chạy tới bên dưới chiến hồn sơn, cái loại tử hôi chi khí này càng ngày càng mạnh, địa đồng ngưu thú tần suất ăn cơm cũng gia tăng, hơn nữa thực vật pha trộn một ít dịch thể màu xanh biếc, tựa hồ ăn vào rất có tinh thần. Khâu Mục Kiệt cau mày nói, tại sao có thể có cảm giác uy áp cường đại như vậy? Nếu chỉ là cự thú hoặc giả thổ hệ bổn nguyên lực, cũng không đến mức duy trì loại hiệu quả phô thiên cái địa này bất diệt. Lý Vân Tiêu nói, không sai, giống như là có một trận pháp cuồn cuộn không ngừng đang vận chuyển, xem ra trong núi thập phần có ý tứ chứ. Địa đồng ngưu thú toàn bộ ngừng lại, người của Thanh Câu Dòng binh đoàn cũng đều từ bên trong chiến xa đi ra, toàn bộ sắc mặt ngưng trọng, trên người hiện lên hơi quang mang, chống lại tử hôi chi khí. Tả Thừa cung kính nói, đại nhân, đây cũng là chiến hồn sơn rồi. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua Hoạt Ngọc, nói, người của Vạn Tinh Cốc đều ở bên trong. Hoạt Ngọc lúc này cũng không dám có bất kỳ tâm tư nào, cẩn thận đáp. Đúng vậy, đại nhân. Tả Thừa mặt lộ vẻ ngưng trọng, nói, nơi này tử hôi chi khí tựa hồ so với thường ngày càng đậm hơn, đại nhân thực sự muốn lên núi sao? Lý Vân Tiêu nói, lời vô ích, không lên núi tới ta xong rồi đi sao? Đi thôi. Bọn người Tả Thừa đều là vẻ mặt sầu khổ, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi, trong núi lộ ra gồ ghề, không có con đường quen thuộc rất khó đi vòng qua. Lý Vân Tiêu đi ở phía trước vài bước, kinh ngạc nói. Tựa hồ có trọng lực biến hóa. Tả Thừa vội hỏi. Chiến hồn sơn chia làm ngoại vi và nội bộ, ở ngoại vi nói trọng lực tối cao có thể đạt tới gấp trăm lần, mà nội bộ khu vực còn lại là biến hóa bất định, đôi khi thị bình thường trọng lực, mà đôi khi đột nhiên có thể tăng đáo mấy trăm mấy nghìn, thậm chí hơn vạn, không nghĩ qua là liền trực tiếp áp tan xương nát thịt. Cái gì, đột nhiên trọng lực tăng đến gấp vạn lần. Ngay cả Trần Thiến Vũ cũng là sắc mặt đại biến. Tả Thừa nói. Đúng thế, do đó nội bộ khu vực chưa từng có người dám tùy ý giao thiệp. Cường giả ở vô pháp thiên tu luyện, xa nhất cũng liền đợi ở chỗ ngoại vi của chiến hồn sơn. Lý Vân Tiêu nói. Nội bộ người cũng không đi qua. Tả Thừa cười khổ nói. Rất nhiều năm trước đã từng đặt chân qua một lần, nhưng không tới một dặm đã thối lui trở về, thật sự là đáng sợ. Lý Vân Tiêu nói. Vậy được rồi, người đem chúng ta đưa bên trong vòng phạm vi liền có thể đi. Còn dư lại tự chúng ta lo đi. Tả Thừa đại hỉ, vội hỏi. Dạ, dạ, đại nhân mời đi theo ta. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa tiến bước mấy vị ôn thần này, sau đó bọn họ còn có thể ở ngoại vi đi dạo một chút, nói không chừng có thể tìm dược con nhỏ của cự lộc. Mới vừa đi không bao xa, đột nhiên cước bộ của mọi người đều ngừng lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa tràn đầy vết máu. Ba cổ thi thể thảm không nỡ nhìn để ngang trên mặt đường. Đây là... Trong lòng Tả Thừa cả kinh, vội vàng đi ra phía trước tỉ mỉ quan sát một trận, mấy cổ thi thể hầu như thành thây khô, ngoại trừ mặt mang kinh khủng và thảm thống ngoại, trên người nơi thối giữa, người hạ thủ vô cùng ác độc. Vừa mới chết không bao lâu. Tả Thừa ngưng thanh nói, sắc mặt trở nên trầm trọng vô cùng, lạnh giọng nói. Hơn nữa còn là người giết. Lý Vân Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua. Vẫn chưa quá mức lưu ý, nói. Ngươi nhận thức bọn họ. Tả Thừa lắc đầu, nói. Không biết, người ở Giang Quái Thành trà trộn, đồng thời dám đến chiến hồn sơn, ta hơn phân nửa nhận thức. Mấy người này sợ là võ giả quanh năm ẩn cư ở phụ cận tu luyện, rất ít lộ diện ra ngoài. Trên mặt của Kha An hiện lên một chút sợ hãi, nói. Ba người này ta đã thấy, đích thật là tán tu ẩn cư tu luyện, hơn nữa thực lực kinh người. Đặc biệt ba người bọn họ có một bộ hợp kích chi thuật, liên thủ với nhau tạo ra uy lực cực lớn, dĩ nhiên đã chết như vậy. Lý Vân Tiêu nói, người Vạn Tinh Cốc làm sao? Hoạt Ngọc cảm nhận được ánh mắt bất thiện của mọi người, nhưng bị đè nặng trên lưng, vội vàng nói. Tại hạ không biết, có lẽ cũng không phải. Nói đến phần sau thanh âm càng ngày càng thấp, mà ngay cả hắn cũng nhận định hơn phân nửa là do Vạn Tinh Cốc làm rồi. Nếu không trong chiến hồn sơn này lấy đâu ra lực lượng cường đại như thế chứ? Lý Vân Tiêu nói. Hơn phân nửa là Vạn Tinh Cốc rồi, mục đích của bọn hắn rốt cuộc là cái gì, thật khiến cho người ta hiếu kỳ a, chẳng lẽ cũng là quái thú cự lộc kia? Trong mắt Khâu Mục Kiệt bắn ra tinh mang, nói. Hơn phân nửa là thế rồi,
cự thú như thế thu làm thần thú hộ sơn thật quá phù hợp rồi. Chúng ta đi nhanh lên, đừng để người vạn tinh cốc vượt lên trước. Tất cả mọi người một hồi choáng váng, mấy người kia còn muốn giật đồ với vạn tinh cốc à. Nhưng nghĩ đến thực lực của bọn hắn, hơn phân nửa cũng là tồn tại khó lường, tất cả đều nơm nấp lo sợ dẫn đường phía trước. Một chỗ bên trong chiến hồn sơn, một mảnh hôi vụ mông mông, vươn tay khó thấy được năm ngón. Đột nhiên một đám lục quang chậm rãi khuếch tán trong hôi vụ, thời gian dần qua ngưng tụ thành một phương không gian màu xanh, ngăn cách lấy hôi vụ. Lúc này mới hiển lộ ra mấy đạo nhân ảnh, đều đặt mình trong trường bào màu xám, không thể thấy rõ khuôn mặt. Túc Bình, gọi mấy người chúng ta đến có chuyện gì? Một người trong đó khẽ nói, trong giọng nói tựa hồ cực kỳ không kiên nhẫn. Trong mọi người, trường bào một gã nam tử dáng người nhỏ bé có chút rung động. Lục quang thoáng cái thấp thoáng ra khuôn mặt thanh tú của hắn, vậy mà hết sức trẻ tuổi, trên mặt lộ ra vẻ trầm ổn và bình tĩnh hiếm thấy ở độ tuổi này, nói. Có người lên núi rồi. Người trước kia nhướng mày, lộ ra một vết sẹo khủng bố trực tiếp từ trán trái kéo xuống, xuyên qua con mắt, sống mũi, và bờ môi, hằn sâu vào khuôn mặt, vừa nhìn qua đã khiến người cảm thấy sợ hãi rồi. Không ngờ lại bị một đao chém lên mặt. Võ giả tu vị đã đến cấp độ này. Có thể tùy ý cải biến ngoại hình, chữa mặt sẹo thế này chẳng qua chỉ là tiện thôi, nhưng người này rõ ràng là cố ý giữ lại, ngụ ý không cần nói cũng biết. Hừ, bay vào mấy con ruồi, cần khẩn trương thế sao? Nam tử mặt thẹo lạnh giọng nói. Đây là năng lực chủ tính đại cục chung của ngươi sao? Túc Bình, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Gương mặt thanh tú tuấn mỹ kia của Túc Bình dưới lục quang lập lòe vẫn bình tĩnh như thường, im im lặng lặng nói. Người tiến đến lần này phi thường không đơn giản. Hắn lấy ra một cái huyền khí hình vuông, phanh một tiếng liền bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh, thoáng cái tản ra. Lập tức trận tuyến đầy trời khuếch tán, còn có vô số phù văn thoáng hiện trong đó, tất cả mọi người đặt mình dưới trận quang kia, nhìn chằm chằm vào những phù văn chớp động, mắt không nháy lấy một cái. Đây là... Nam tử mặt thẹo đột nhiên ngất lịm, thất thanh nói. 15%, điều này sao có thể? Nhất định là trắc lượng nghi hư mất rồi. Túc Bình nói. Năng lượng cảm ứng bàn này cho dù lực lượng cường đại hơn nữa cũng có thể cảm ứng ra chuẩn xác. Thực lực người lên núi đã đạt đến một chỉ số phi thường khủng bố, khiến cho toàn bộ năng lượng trong chiến hồn sơn trực tiếp tăng lên 15%. Loại lực lượng cường đại hơn nữa, coi như là Du Tàng đại nhân cũng chưa chắc có thể đạt tới A. Gương mặt Du Tàng đột nhiên run rẩy, vết sẹo trên mặt giống như bách túc ngô công vặn vẹo vài cái. Lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ, lạnh giọng nói. Tổng cộng có bao nhiêu người lên núi? Túc Bình nói. 19 người. Ha ha ha, 19 người khiến năng lượng tăng lên 15%, cũng không có gì đặc biệt cả, hừ. Du Tàng vung tay áo lên, mỉa mai nói. Để ta đi chém bọn hắn cho ngươi an tâm, về sau không nên việc nhỏ gì cũng triệu tập mọi người tới. Loại người chủ tính đại cục như ngươi. Thật sự là yếu đến mức cặn bã, thật không rõ tông chủ đại nhân sao lại yên tâm để ngươi chủ trì việc nơi này nữa, hừ. Thân ảnh hắn lóe lên, trực tiếp quay người biến mất tại chỗ, còn có mấy đạo thân ảnh cũng biến mất cùng hắn. Túc Bình nói, Du Tàng đại nhân cẩn thận đấy. Nhưng bóng người sớm đã biến mất, nào nghe được nữa, mà dù có nghe cũng sẽ không hồi đáp. Ai, Du Tàng lòng dạ quá nhỏ, Túc Bình ngươi không nên chấp nhặt với hắn làm gì. Một gã nam tử áo bào xám thở dài nói, thanh âm lộ ra già nua, nhưng lại hùng hồn. Túc Bình nói, mạch tu trưởng lão, ta không so đo với hắn, chỉ là người lên núi lần này rất mạnh, khiến tâm thần ta thật có chút không yên. À, lại có việc này. Mạch tu trầm ngâm một chút, nói. Ngươi an tâm phụ trách chuyện bên trong, bên ngoài cứ giao cho ta quản lý đi. Nếu Du Tàng không địch lại thì ta sẽ đi giúp hắn. Túc Bình nói. Vậy mạch tu trưởng lão cẩn thận rồi, người lên núi rất có khả năng là người phệ hồn tông, mấy ngày nay chính là thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu. Nhưng nếu như người đến thật sự rất mạnh, trưởng lão cũng không nên ngạnh kháng, trực tiếp lui vào trong núi, ta tự có biện pháp ngăn cản bọn hắn. Mạch tu trong lòng hơi kinh, thầm nghĩ nếu ngay cả ta cũng không đỡ nổi thì ngươi có cách gì chứ? Nhưng hắn vẫn gật đầu nói. Tốt, ta nhớ kỹ. Thân ảnh trong lục quang lóe lên. Lại mấy đạo nhân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn một gã đại hán khôi ngô sau lưng Túc Bình,
cả người đại hán đều ở trong áo bào xám, hoàn toàn không rõ chân dung, chỉ thản nhiên nói. Cho ngươi chủ trì chuyện chiến hồn sơn này, đích thật là làm khó dễ ngươi rồi. Túc Bình tĩnh tĩnh nói. Không có gì, chúng ta đi thôi. Hắn quay người lại, hai người cũng rất nhanh biến mất trong lục quang. Sau đó lục quang dần yếu bớt, cuối cùng bị tử khí cho mông triệt để bao phủ, toàn bộ khu vực khôi phục lại trạng thái trước kia. Bọn người dòng binh đoàn Thanh Câu dưới chấn núi chậm chạp vòng quanh sơn mạch tiến lên, trên mặt của mỗi người đều giống như hoàn cảnh nơi này vậy, một mảnh tối tăm lu mờ. Một đường đi tới lại phát hiện mấy cổ thi thể, tất cả đều là ẩn giả tu luyện trong núi, cả tòa chiến hồn sơn cơ hồ như bị tẩy sạch vậy. Sắc mặt Trần Thiến Vũ lạnh như băng, lạnh giọng nói. Nếu thật là vạn tinh cốc làm, vậy thì không khỏi quá táng tận thiên lương rồi. Mọi người dòng binh đoàn Thanh Câu xoay đầu lại, cổ quái nhìn qua hắn. Khâu Mục Kiệt cười nhạo nói. Mạnh được yếu thua, dưới cường giả đều là con sâu cái kiến, lời này của ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Trần Thiến Vũ cả giận nói. Mặc dù mạnh được yếu thua, chẳng lẽ thân là cường giả mà ngay cả chút lòng từ bi cũng không có sao? Từ bi, khặc 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 khặc. Khâu Mục Kiệt đột nhiên cười ha hả, khiến mọi người nghe thấy sởn hết cả gai ốc. Ngươi từ bi đối với người khác. Nhưng người khác có từ bi với ngươi không? Trần Thiến Vũ sắc mặt tái nhợt không nói. Lý Vân Tiêu thở dài. Ngươi nói không sai, cường giả nên có lòng từ bi. Không nên bị lời Phong Tử Kiệt nói mê hoặc tâm trí, hắn đã đi vào đường cực đoan tà đạo. Nhưng trên đời rất nhiều chuyện không phải sức người có thể thay đổi được. Ví dụ như người giật dây đợt tẩy trừ chiến hồn sơn này, ta cũng rất muốn biết là ai lại ác độc như thế. Vì tư lợi bản thân lại khiến nhiều người vô tội bỏ mạng như vậy. Dừng. Khâu Mục Kiệt khinh thường mỉa mai nói. Chẳng lẽ người ngươi giết còn ít hơn bọn hắn sao? Lý Vân Tiêu nói. Không ít, nhưng ta không sẽ vì mục đích bản thân, hy sinh người vô tội. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy bọn hắn là người vô tội, nhưng người vạn tinh cốc cho rằng bọn họ đáng chết, vậy thì phải làm sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, nói. Ta không muốn tranh luận vô căn cứ này với ngươi. Khâu Mục Kiệt cười nói. Đích thật tranh luận vô căn cứ, bởi vì tất cả pháp tắc thế gian đều là cường giả định ra, bọn hắn nói ngươi đáng chết, vậy thì ngươi thật nên chết rồi. Mọi người dòng binh đoàn Thanh Câu mặt mũi tràn đầy yêu thương, mặc dù mọi người đều hiểu rõ đạo lý này, biết rõ sự tàn khốc của thế giới, nhưng đến khi mình rơi vào cảnh thịt cá, không cách nào khống chế vận mệnh mới có thể cảm nhận được sự đáng buồn của những lời này. Ba, ba, ba. Nói hay lắm. Một mảnh tiếng vỗ tay và tán thưởng truyền đến, trên đường núi mơ hồ nhiều ra mấy đạo nhân ảnh, đều là áo bào xám bao thân, ngăn ở trước người mọi người. Là ai? Mọi người dòng binh đoàn Thanh Câu đều hoảng sợ, vội vàng chạy xuống dưới, trốn ở sau lưng ba người Lý Vân Tiêu. Tử hôi chi lực trong chiến hồn sơn quá mạnh mẽ, thần thức mọi người đều đã bị áp chế thật lớn, thẳng đến khi mấy người xuất hiện ở bên người mới kịp phản ứng. Một gã áo bào cho cười lạnh nói. Ta chính là cường giả phá tội các ngươi đáng chết a. A, là Du Tàng đại nhân. Hoạt Ngọc cả kinh, sau đó đại hỉ chạy tới, nói. Đại nhân cứu ta. Sắc mặt Du Tàng trầm xuống, lạnh lùng nói. Bảo ngươi ở bên ngoài chiến hồn sơn thiết trí cửa khẩu, ngươi ngược lại mang người cùng lên núi là sao? Hoạt Ngọc cảm nhận được sát khí, run rẩy nói. Đại nhân. Có vài tên cao thủ thực lực cường hoành, tại hạ thật sự không thắng nổi, sau khi khổ chiến không có kết quả liền bị bọn hắn bắt giữ, bởi vậy nên mới phải tới đây. Sắc mặt Du Tàng lúc này mới hơi trì hoãn, nói. Nói như vậy là vất vả cho ngươi rồi. Hoạt Ngọc hoảng hốt, lập tức nghiêm mặt nói. Vì tông môn làm việc, cúc cung tận tụy chính là bổn phận, há có thể kêu khổ kêu mệt. Du Tàng gật đầu, nói. Ngươi không tệ, lui ra sau đi. Hoạt Ngọc đại hỉ chạy tới phía sau. Du Tàng lạnh lùng nhìn mọi người, nói. Bổn tọa hiện giờ lòng từ bi, chỉ cần các ngươi hiện giờ thối lui, tất cả không truy xét nữa. Lý Vân Tiêu kỳ quái nói. Không phải chứ, dùng thủ pháp làm việc của các ngươi, không phải là giết chết toàn bộ dọn bãi sao? Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Tên này nhãn lực không tệ, biết rõ động thủ bản thân nhất định phải chết nên nới nói mạnh miệng muốn làm chúng ta sợ rời đi. Du Tàng giận dữ, quát. Đã muốn chết, vậy thì đừng trách chúng ta.
Hắn vung tay lên, lập tức một đạo lệ mang bay ra khỏi tay áo, chém mạnh xuống. Khâu Mục Kiệt suỵ cười một tiếng, trực tiếp duỗi tay ra chụp lấy. Đạo lệ mang kia bị hắn nắm trong tay, nắm chặt một cái liền bị chôn vùi trong khoảnh khắc. Đồng tử Du Tàng đột nhiên co lại, quát. Lên! Hắn không dám có khinh thường, đế khí phóng ra ngoài, trước người hiện lên một đoàn khói đen, hóa thành phù văn chớp động trên không trung, trong mơ hồ có tiếng gào rú như yêu thú truyền ra. Du Tàng khẽ động thân ảnh liền nhảy vào trong hắc khí kia biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này vài tên nam tử áo bào xám sau lưng cũng đồng thời ra tay, không trung truyền đến đại lượng tiếng bạo âm chói tai không hiểu, trong khoảnh khắc phong nhận hình bán nguyệt ngưng tụ đầy trời. Bốn phía những phong nhận kia đều là khe hở màu đen, toàn bộ không gian trong sơn đạo đều vỡ vụn, mọi người dòng binh đoàn thanh câu dưới tiếng bạo âm kia đã sớm bị chấn đến hai lỗ tai đổ máu, mặt trắng bệch sợ hãi, cắn răng nhìn chằm chằm vào không. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, tay phải chảo một cái, lập tức lôi điện vô tận hội tụ đến, đùng đùng hóa thành cái búa cực lớn, đập mạnh lên bầu trời. Ầm ầm, không gian dưới cái búa kia lập tức nổ bung. Vô số thanh lôi hóa rồng dũng mãnh lao khắp bốn phương tám hướng, phong nhận đầy trời trong khoảnh khắc bị cắn nuốt sạch sẽ. Lôi đình chi lực không giảm, trực tiếp phóng tới mọi người vạn tinh cốc. Mấy tên áo bào cho thân hình nhoáng một cái liền biến mất trên sơn đạo, chỉ còn lại Hoạt Ngọc ở đằng kia, hoảng sợ kêu to lên, thả người muốn chạy trốn, lại bị một đạo lôi long đánh trúng. Phanh! Lôi long xuyên qua thân ảnh hắn, trực tiếp nổ hắn phấn thân toái cốt. Trước người Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc khí, bên trong vươn ra một cái đại thủ, đè ép lôi năng ra, đâm tới lồng ngực Lý Vân Tiêu. Hừ! Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tay hóa thành màu vàng trực tiếp chụp tới. Ba! Hai tay mười ngón phân biệt đặt vào chỗ huyệt vị cánh tay kia, nguyên lực điểm xuống. Phanh! Cánh tay đột nhiên nổ tung, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu hắc long bay lên, chấn khai hai tay Lý Vân Tiêu nhảy vào bầu trời. Trên thân hắc long tuôn ra vô số phù văn, quan sát một chút lại gào thét lao xuống. Cùng lúc đó, bên người Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện vài tên áo bào cho, vây quanh lấy hắn, toàn bộ lăng không xuất trường. Uy áp như núi như thùng sắt vây kín lấy hắn, từ tứ phía đè xuống, trên bầu trời càng có hắc long xoay quanh, diện mục dữ tợn lao xuống. Lý Vân Tiêu thần sắc bình tĩnh, căn bản bất phi sở động, thoáng cái hóa ra pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay, tay đều nắm lại. Trên nắm tay đều là một đoàn kim quang, lập tức trên cả người hiện ra vầng sáng màu vàng, hét lớn một tiếng đẩy ra bốn phía. Sáu quyền mãnh liệt đánh ra, hóa thành trưởng pháp, đập tới tám hướng. Ầm ầm, kim quang trưởng phong cùng lực lượng đầy trời oanh kích cùng một chỗ, như sóng biển đánh lên nham thạch, kích thích ngàn tầng bọt nước, vô số trưởng ảnh không ngừng nổ bung trên không trung. Hắc long xông lên, lại bị linh áp do hai cổ lực lượng va chạm chấn bay ra. Xoay quanh mấy cái lại lần nữa lao xuống. Ầm ầm, hắc long vừa xuống, thân thể không ngừng hóa thành phù văn sụp đổ mất. Trường lực đầy trời mất đi cân đối, linh áp lập tức sụp đổ, vô số phù văn màu đen rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, lập tức nổ bung lên. Rầm 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 phanh, sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm trọng, sáu tay thành trường, vẫn không nhúc nhích, tùy ý để hắc long chi lực đánh vào thân thể, một tầng nhàn kim quang nhàn nhạt hiện lên ở mặt ngoài làn da. Vô số phù văn màu đen bạo liệt tản ra trước người, đột nhiên một đạo thân ảnh nhàn nhạt hiển hiện, đánh mạnh ra song trường. Trường thế hợp lại, lập tức bầu trời đều chấn động. Ỷ Nguyệt Trường. Du Tàng hét lớn một tiếng, thân thể do hư quang tạo thành thoáng cái ngưng thực, song trường đánh mạnh xuống, cả tòa chiến hồn sơn như đều bị rút lên, trực tiếp ép đến. Khóe miệng Lý Vân Tiêu nhếch lên một tia cười lạnh, nói. Đang đợi ngươi đấy. Sáu tay hắn chụp lấy. Lần nữa dâng lên sáu đoàn kim quang ném mạnh ra ngoài, hóa thành một đoàn tinh vân. Hai tay trước người như hành vân lưu thủy, quấy trong kim quang, đột nhiên kết ấn, cưỡng ép đánh ra. Phù sinh ấn. Phanh. Hai cổ lực lượng cương mãnh dị thường đánh vào nhau, toàn bộ không gian đều run lên. Những võ giả dòng binh đoàn thanh câu sau lưng không ít nhổ ra một búng máu tại chỗ, lập tức bị không ít tử hôi chi khí xâm nhập thân thể, sợ tới mức vội vàng vận công ngăn cản. Ầm ầm, lực lượng trước người hai người lần nữa nổ vang, tựa hồ núi cao sụp đổ vậy. Du Tàng chỉ cảm giác Ỷ Nguyệt Trường lực của mình đang tầng tầng nứt vỡ, lực lượng của đối phương như sóng biển không ngớt không dứt, tầng tầng lớp lớp,
vĩnh viễn không có điểm cuối. Phốc, hắn rốt cục không chịu nổi nữa, phun ra một búng máu liền bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn lóe lên trên không trung, lập tức ẩn vào tử hôi chi khí bốn phía, triệt để mất đi tung tích. Không tốt, chạy thoát rồi. Trần Thiến Vũ thoáng cái tự trách nói. Đều tại ta chủ quan rồi, không nghĩ tới bọn hắn lại trốn nhanh như thế. Trốn, buồn cười. Lý Vân Tiêu cười giữ tợn một tiếng, trong hai đồng tử một mảnh huyết sắc, sau đó chuyển thành đen kịt, lần nữa bắn ra thất thải, cuối cùng quy thành một phiến yên lặng vô thường. Đi ra nhận lấy cái chết. Long cong. Một đạo kiếm khí chiến minh vang lên, sau đó là kiếm quang lăng không bắn ra, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong sương mù màu xám đầy trời nhiều ra mấy đóa hoa huyết hồng. Sau đó vài đạo thân ảnh rơi xuống dưới ra, trực tiếp ngã trên mặt đất, không ngờ đều đã bỏ mạng. Trong đó một đạo kiếm quang lớn nhất đâm về phía bên trái, Lý Vân Tiêu động thân trên xuống, lãnh kiếm băng xương trực tiếp đâm vào lồng ngực một người, máu tươi tràn ra. Cho khí mông mông thoáng cái tản đi không ít, lộ ra khuôn mặt tái nhợt và hoảng sợ của Du Tàng, bộ dạng tràn đầy vẻ không tin nổi. Sao hả, không phục? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói ra. Đáng tiếc không rảnh cho ngươi phục rồi, là trực tiếp nói ra điều ta muốn biết, hãy để cho ta siêu hồn đây. Siêu hồn. Du Tàng toàn thân run lên, sau đó liền lộ ra giật mình và vẻ châm chọc, cười nhạo nói. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Phanh. Lý Vân Tiêu chẳng muốn nói nhảm nữa, năm ngón tay thành chảo trực tiếp vỗ vào đỉnh đầu của hắn, bóp nát đầu hắn. A. Du Tàng kêu thảm một tiếng. Dưới đau nhức kịch liệt, phòng ngự của Linh Đài Thức Hải bị giảm đến mức thấp nhất, trong khoảnh khắc liền có vạn đạo châm gai nhọn đi vào, thoáng cái đã triệt để mất đi chi giác. Người Dòng Binh Đoàn Thanh Câu sắc mặt trắng bệch, thân hình không khỏi có chút lạnh run, loại siêu hồn thuật này bọn hắn bình sinh hiếm thấy, huống chi còn là siêu hồn tồn tại cường đại như thế. Thân phận mấy người Lý Vân Tiêu giờ lộ ra càng thêm thần bí và khủng bố, trước kia trong lòng bọn hắn vẫn không ngừng suy đoán, hiện giờ ngay cả dũng khí đoán cũng không có nữa rồi. Trên làn da Lý Vân Tiêu lóe lên chút kim quang, hai đồng tử trở nên quỷ dị, trong con ngươi có phù văn cổ quái lập lòe. Sắc mặt Trần Thiến Vũ ngưng trọng, tay phải đặt trên chuôi kiếm, lạnh giọng nói. Phong Tử Kiệt, người tốt nhất thành thật một chút. Khâu Mục Kiệt hai tay đặt sau lưng, khinh thường quay đầu lại lườm hắn một cái, cười nhạo nói. Ta chỉ là muốn nhìn rõ sở một ít thủ pháp siêu hồn của hắn mà thôi, không cần khẩn trương. Trần Thiến Vũ lạnh lùng nói. Chỉ hy vọng như thế, nếu ngươi hơi có chút làm loạn, ta lập tức lấy đầu trên cổ ngươi. Dừng dừng. Khâu Mục Kiệt mỉa mai cười lạnh một tiếng, liền không hề nói gì nữa. Sau thời gian chừng chén trà nhỏ, kim mang trên người Lý Vân Tiêu chậm rãi biến mất, cánh tay buông lỏng, thân hình Du Tàng trực tiếp rơi xuống dưới, triệt để trở thành ngu ngốc. Phanh. Hắn vung quyền, đánh nát đầu Du Tàng. Thân là cường giả đỉnh tiêm, sau khi rơi vào kết cục như vậy quả thật sống không bằng chết, nếu hắn giờ vẫn còn linh thức thì hơn phân nửa cũng chọn cái chết. Trần Thiến Vũ vội hỏi. Sao rồi? Hai mắt Lý Vân Tiêu khôi phục bình thường, lại tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, trầm tư, nói. Sợ là có chút phiền phức rồi. Ta vốn định làm xong chuyện lần này, không thể tưởng được trong núi này cao thủ nhiều như mây, hơn nữa đã bị Vạn Tinh Cốc bày xuống tầng tầng bố trí rồi. Trần Thiến Vũ nói. Vậy phải làm sao đây? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát rồi nói. Rời đi thôi. Cái gì? Rời đi. Trần Thiến Vũ sửng sốt một chút, bộ dạng có chút hoài nghi. Khâu Mục Kiệt cũng nhướng mày, nói. Ta còn tưởng rằng mình nghe lầm, đây là phong cách của ngươi sao? Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói. Trần Thiến Vũ, ngươi nên rõ chuyện kia quá mức trọng yếu, không cho phép có nửa điểm sai lầm. Đợi sau khi chúng ta hoàn thành lại đến Chiến Hồn Sơn tìm hiểu rõ ràng, dù sao đã nhận được một ít tin tức thú vị, ta cũng rất muốn vào trong núi xem thử đấy. Khâu Mục Kiệt nói. Tin tức thú vị gì? Nói ra mọi người cùng nhau chia sẻ đi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Cũng không có gì, không gì hơn cái này, đi thôi. Lời này khiến Khâu Mục Kiệt nghẹn cả họng, giống như nuốt phải một con ruồi vậy, không biết phải nói gì, chỉ có thể trùng trùng điệp điệp khinh bỉ thoáng một phát. Đi, chúng ta đi thì sao? Trở về sao? Tả Thừa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, thái độ cực kỳ cung kính. Lý Vân Tiêu nói.
tùy tiện tìm nơi nào đó văng người an toàn trong vô pháp thiên, tốt nhất là rời xa chiến hồn sơn. Sau khi biết được ít chuyện, Lý Vân Tiêu tuy rằng hết sức tò mò, nhưng cũng biết hiện giờ không tiện lâm vào vũng nước đục này, việc cấp bách chính là thúc đẩy song hồn viên cao hàn hợp nhất. Chỗ an toàn không có người. Tả Thừa tinh tế tự hỏi, người còn lại cũng trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt đều nhướng mày, lộ ra thần sắc hoàn toàn bất đồng. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ không kiên nhẫn, Khâu Mục Kiệt thì vui mừng nhướng mày, cười to nói. Ha ha, không đi được nữa rồi. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, mục đích lớn nhất lần này đến của hắn chính là bắt quái thú cực lộc kia. A, Du Tàng. Đột nhiên một đạo cho ảnh rơi vào bên người Du Tàng, nhìn xem đầu lâu nổ nát kia, tựa hồ khó mà tin được, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn ra ngoài một hồi, lúc này mới tiếp nhận sự thật trước mắt. A a a, các ngươi lại dám giết người vạn tinh cốc ta, đáng chết a. Người kia tựa hồ nổi giận rồi, khí tức trên người nổ bung, trong khoảnh khắc tuôn ra, không gian cũng theo đó lắc lư, tất cả mọi người đều cảm thấy đứng không vững nữa. Cùng lúc đó, trên bầu trời hiện ra 6 đạo nhân ảnh, đều lăng không mà đứng. Có 2 tay thả lỏng phía sau, có 1 tay bấm niệm pháp quyết, có nắm chặt 2 đấm, nhưng không ngoại lệ đều tràn đầy sát khí, hàn khí bức bách xuống, toàn bộ nhiệt độ trên sơn đạo lập tức hạ thấp. Lý Vân Tiêu thở dài, nói. Vạn tinh cốc thất tán tử. 6 chữ này lọt vào tai người dòng binh đoàn Thanh Câu giống như sấm sét rền vang, sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch, thoáng cái ngốc trệ tại chỗ. Mặc dù Tả Thừa và Kha An thực lực cường hoành thì sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, lòng càng chìm vào đáy cốc. Người gào thét kia nói. Dám giết người vạn tinh cốc ta, giờ phút này nhận ra danh hào chúng ta, còn không thúc thủ chịu trói, lão phu có thể cho ngươi một cái thông khoái. Khâu Mục Kiệt cười nhạo nói. Thất tán tử là thứ gì, có tài đức gì khiến chúng ta thống khoái? Người dòng binh đoàn Thanh Câu nguyên một đám phục hồi tinh thần lại, nghe lời này, tựa hồ 3 người bọn hắn ngay cả thất tán tử cũng không sợ, đây chính là 7 vị trưởng lão tu vị cao nhất của vạn tinh cốc A. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Các ngươi giết người khắp núi, vì sao không cho phép người khác giết các ngươi? Với tư cách cùng là võ giả, tùy thời đều phải làm tốt chuẩn bị bị người giết. Ta giết hắn đi. Người có cần kích động như vậy không? Hơn nữa từ trí nhớ trong đầu Du Tàng thì quan hệ của các ngươi cũng chỉ bình thường thôi nha. Cái gì, ngươi còn siêu hồn Du Tàng sao? Người áo bào xám hoảng hốt, không khỏi hít hơi lạnh, lúc này mới xua tan lửa giận, dần dần bình tĩnh lại. Hắn đánh giá Lý Vân Tiêu một chút, còn có Khâu Mục Kiệt và Trần Thiến Vũ, hiểu rõ vấn đề chính là ở trên người 3 người này, những người dòng binh đoàn Thanh Câu ở sau lưng căn bản còn chẳng thèm liếc mắt. Mạch Tu đại nhân, người này giết người vạn tinh cốc ta, còn siêu hồn đối với Du Tàng, dĩ nhiên biết được không ít bí mật chiến hồn sơn, không thể để hắn rời đi rồi. Một gã nam tử áo bào xám lạnh giọng nói. Mạch Tu nhớ tới lời Thúc Bình nói, nội tâm thập phần trầm trọng, ngưng giọng nói. Mấy vị có thể cho biết tên họ, đã dám ra tay với vạn tinh cốc, không đến nổi ngay cả danh hào cũng không dám báo đấy chứ. Lý Vân Tiêu nói. Không phải không dám. Mà là không cần thiết, các hạ là người thông minh, để cho chúng ta rời đi hẳn là lựa chọn tốt nhất, cần gì vì chút mặt mũi mà tổn thương lợi ích chứ. Mạch Tu đạo, ngươi nói không sai, nếu không siêu hồn Du Tàng thì có lẽ ta thật sự sẽ thả các ngươi rời đi. Nhưng như nếu đã biết không ít bí mật của chúng ta, vậy thì không có lý do gì để ngươi đi nữa rồi. Ha ha, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đã sớm nên động thủ rồi. Không động thủ thì vạn tinh cốc các ngươi chính là bọn hèn nhát. Khâu Mục Kiệt cười to, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói. Giết Du Tàng chính là hắn, siêu hồn Du Tàng cũng là hắn, các ngươi giết hắn đi. Trong mắt Mạch Tu hiện lên dị sắc, thầm nghĩ những người này không lẽ không phải một bọn. Hắn thăm dò nói. Hai vị nếu không đồng lõa của người này, kính xin lập tức rời đi, vạn tinh cốc không liên quan đến người vô tội. Khâu Mục Kiệt im lặng nói. Các ngươi dọn dẹp người khắp núi, lại còn nói mình không liên quan đến người vô tội. Ta tuy không phải đồng lõa của hắn, nhưng cũng rất muốn xem một chút các ngươi đang dở trò quỷ gì đấy. Trần Thiến Vũ nói. Thật có lỗi, ta là đồng bạn hắn của hắn. Lúc này Tả Thừa vội vàng nói. Đại nhân vạn tinh cốc, dòng binh đoàn Thanh Câu chúng ta không phải đồng lõa của 3 người này, như vậy cáo từ. Hắn quay người muốn chạy đi,
lại cảm nhận được một cổ sát khí rơi xuống, trực tiếp trấn nhiếp hắn không cách nào nhúc nhích. Sắc mặt Mạch Tu vô cùng âm độc, lạnh giọng nói. Nếu bọn hắn đã không đi, vậy các người cũng đừng đi nữa. Vạn Tinh Cốc không ngại giết nhiều thêm mấy con sâu cái kiến. Hắn nói xong khí thế trên người liền nổ bung, một tay bấm niệm pháp quyết, tử hôi chi khí bốn phía lập tức hóa thành một trận phong bạo, nhấc lên vòi rồng cực lớn cuồn cuộn ép qua. Sau một chiêu hắn cũng không dừng tay, mà thân ảnh lóe lên, trong tay bắn ra một đạo hàn mang, trực tiếp chém về phía Lý Vân Tiêu. Xuy, kiếm quang phun ra nuốt vào, tàn ảnh của Lý Vân Tiêu trực tiếp bị chém thành hai nửa, chân thân lại biến mất không thấy gì nữa. Mạch Tu kinh hãi, lập tức cầm kiếm mà đứng, trở nên cảnh giác. Có thể đột nhiên biến mất dưới thần trí của hắn và uy áp tập trung, tuyệt không phải loại đơn giản. Ao ao soạt, vòi rồng đầy trời tản ra, vô số cát bụi bay lên, Trần Thiến Vũ cùng Khâu Mục Kiệt vẫn đứng thẳng bất động, trên thân thể hai người lóe lên một tầng quang mang nhàn nhạt hộ thể, phong bạo không thể tổn thương chút nào cả. Mạch Tu đứng trong gió lốc, trong hai tròng mắt một mảnh bình tĩnh như nước, bất động như núi. Ở đây, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm thế múa ra một đạo cầu vồng, đâm tới sau lưng, xỏ xuyên qua không gian. Phanh, trường kiếm bị ngăn trở, trong gió lốc chậm rãi lộ ra thân Na Lý Vân Tiêu. Kim quang nhàn nhạt bảo vệ toàn thân, một tay thả lỏng phía sau, một vươn tay ra, hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy thân kiếm. Chi, da đầu Mạch Tu run lên, hoảng hốt không thôi, đồng tử hắn bỗng nhiên co lại. Nguyên lực toàn thân không ngừng rót vào trong kiếm, tạo nên từng vòng vầng sáng tản ra trên thân kiếm, còn có bảo kiếm chiến minh. Toàn bộ lực lượng trên trường kiếm càng ngày càng nặng, lại tựa hồ như không thể tiến thêm nửa phần, Lý Vân Tiêu thủy chung một bộ gió nhẹ mây bay, như kim thân bất động vậy. Mà ngay cả Khâu Mục Kiệt và Trần Thiến Vũ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, giật mình không thôi. Kỳ thật Lý Vân Tiêu nhìn như nhẹ nhàng. Kỳ thực trong ngón tay kia ẩn chứa lý giải cực cao đối với võ đạo và thần thông của hắn, tăng thêm thi triển ra bất diệt kim thân, lúc này mới có thể hời hợt khắc địch như thế. Lục tử còn lại trên bầu trời cũng lập tức ra tay, có thể đánh chết Du Tàng Tuyệt không phải người đơn giản, bọn hắn không dám có nửa phần khinh địch. Trên người lục tử đều lóe ra kiếm quang, từ các phương vị khác nhau rơi xuống, thoáng cái vây lấy Lý Vân Tiêu bử trung tâm, lộ ra một mảnh kết giới kiếm quang, rảo sát tới chính giữa. Sáu đạo kiếm khí như trường hồng quán nhật, bầu trời bị đều chém ra. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, cong ngón búng ra, phanh một tiếng chấn khai trường kiếm của Mạch Tu, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, một tay kia lại lăng không một chảo, thiên quang kiếm hạp rơi vào trong tay, hào quang lưu chuyển. Mạch Tu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, kiếm thế bị thay đổi, kiếm khí đầy trời không cách nào chém ra ngoài, cơ hồ không thể khống chế nổi. Nội tâm của hắn hoảng hốt không thôi. Cắn chặt răng lần nữa rút kiếm chém tới. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, trên kiếm hạp lập lòe ngân quang, 36 kiếm đều bay ra, kết trận trên không, lập tức một cổ kiếm ý mênh mông đẩy ra, tự thành thế giới. Bong 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 bong, bảy đạo kiếm khí của thất tán tử chém xuống, bỗng chốc bị vạn kiếm đồ trận ngăn trở, khí thế chém nứt bầu trời dễ như trở bàn tay lập tức bị ngưng lại. Cái gì, không có khả năng. Sắc mặt bảy người đại biến. Trong nội tâm nhấc lên kinh đào. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm ngưng, một tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo kiếm phủ bay lên khỏi người, thoáng cái bay vào trong vạn kiếm đồ trận, 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lập tức biến hóa lấy. Đạo hóa thành nhất, nhất hóa nhị, nhị hóa tam, tam hóa vạn vật. Trong khoảnh khắc đầy trời đều là bóng kiếm, 36 kiếm thoáng cái hóa ra 72 kiếm trận, 360 kiếm trận, 1080 kiếm trận. Vô cùng vô tận, diễn hóa kiếm đạo cực hạn. Không tốt, mau lui lại. Mạch Tu đột nhiên hét lớn một tiếng, tuy rằng hắn không thể tin được, nhưng giờ phút này đã không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa rồi, kiếm ý đầy trời kia mạnh mẽ hơn xa lĩnh ngộ của hắn. Sáu người khác cảm giác càng lớn, chỉ cảm thấy dưới một mảnh kiếm chi thế giới này, hoàn toàn không cách nào chống lại. Tin tưởng và dũng khí của bảy người lập tức nứt vỡ, đột nhiên thu kiếm mà trốn. Nhưng Lý Vân Tiêu lại tựa hồ như hồn nhiên chưa tỉnh, vẫn một tay bấm niệm pháp quyết, ở đằng kia diễn hóa kiếm trận, hắn giờ phút này tay áo tung bay, thần thái bình yên, giống như đã sáp nhập vào trong phiến kiếm chi thế giới kia rồi vậy. Khâu Mục Kiệt và Trần Thiến Vũ cũng cảm thấy hoảng hốt. Đặc biệt là Khâu Mục Kiệt,
dùng trung cực chi thân của hắn cơ hồ chính là đệ nhất nhân dưới siêu phàm nhập thánh, nhưng giờ phút này trong nội tâm cũng run rẩy, suy nghĩ xem mình gặp phải kiếm trận thế này còn có thể bình yên ứng đối không. Nhưng không thể đưa ra đáp án. Hơn nữa dùng thiên tư của Lý Vân Tiêu, bước vào siêu phàm nhập thánh cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, mà trung cực chi thân của hắn nếu không thể có đột phá lớn thì sợ là cả đời đều bị ngăn ở ngoài cửa lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi một mảnh u ám, sắc mặt vô cùng khó coi. Ân, trốn. Lý Vân Tiêu có chút mở mắt ra, tựa hồ hồi phục thần trí, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. Đầu ngón tay dâng lên một đạo kiếm phù, điểm xuống hướng sơn mạch bảy người bỏ chạy, nói khẽ. Thiên kiếm lưu. Siêu, 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 siêu. Đầy trời tất cả đều là bóng kiếm phá không, như cá giết sang sông, rậm rạp chẳng chịt không thể đếm hết. Oanh, oanh, oanh. Vô số kiếm quang đánh vào trong sơn mạch, toàn bộ sơn thể đứt gãy, mấy ngàn đạo quy vân tản về bốn phương tám hướng. Mọi người dòng binh đoàn Thanh Câu chỉ cảm thấy một hồi long trời lở đất, tử hôi chi khí chấn lên, quay cuồng trên trời cao, như có vô số yêu ma quỷ quái trong đó dương nanh múa vuốt. Không ít người đau khổ trèo trống dưới uy thế cực lớn, trên mặt một mảnh đắng chát. Kiếm khí cường địa trực tiếp chém vào trong sơn mạch, toàn bộ tầng nham thạch mấy trăm trượng không ngừng vỡ vụn, chiến hồn sơn run lên kịch liệt. Di sơn đảo hải, rung chuyển trời đất, thiếu niên này đến cùng là người nào a? Người dòng binh đoàn Thanh Câu kêu rên thảm thiết, không ít người bị chấn hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Tả Thừa vội vàng lấy ra một quả tiểu cầu màu vàng, đột nhiên đập nát ra. Phanh một tiếng nhộn nhạo ra một đạo kết giới kim sắc, hào quang sáng lạn chói mắt, bao lấy tất cả mọi người vào, lúc này mới ổn định lại. Giờ phút này toàn bộ sơn mạch triệt để biến hình, mảng lớn đỉnh núi trực tiếp bị gọt thành đất bằng, vô số khe hở xuất hiện trên vùng đất, vô cùng thê thảm. Cái này, Trái Thừa sắc mặt trắng bệch, nuốt nuốt nước miếng, trong cổ họng xì xào vài tiếng, Thủy Chung nói không ra lời. Lý Vân Tiêu nói, chết bốn người, chạy thoát ba người, chạy thật là nhanh nha. Trên người hắn thu liễm tất cả kiếm quang, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi hạ xuống. Khâu Mục Kiệt khẽ nói, không có uy thế kinh thiên, lực lượng không gì hơn cái này. Hắn tuy rằng trên mặt khinh thường, nhưng ai nấy đều thấy được hắn giờ phút này nghĩ một đằng nói một nẻo. Trần Thiến Vũ nói, không phải nói trong núi có yêu thú cự lộc sao, động tác lớn như thế cũng không thấy một chút động tĩnh, chẳng lẽ cự lộc kia đã bị Vạn Tinh Cốc bắt đi rồi sao?